vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 40. Một bên chòi nghỉ mát, trên bàn dài, giấy tuyên thành bị gió thổi qua, mực còn chưa khô. Tâm tình Liễu Như Nhạn bình thản như nước xuất hiện kinh ngạc, nhìn Sở Trần đã buông bút mực xuống. Không cần 10 phút, thiên cơ huyền đồ đã hoàn thành. Mặc dù là thiên cơ huyền đồ thu nhỏ, nhưng cảnh tượng nhân vật không kém chút nào. Cho dù là nhìn thiên cơ huyền đồ sao chép cũng không vẽ được nhanh như vậy đi. Ngươi thực sự là một xạ thủ tốc độ trong giới thư họa. Liễu Như Nhạn cảm thán, đây là khen mình, Sở Trần yên lặng nhìn thánh nữ một cái. Lực chú ý của Liễu Như Nhạn rất nhanh lại hoàn toàn rơi vào trên thiên cơ huyền đồ, nhất là nhìn chăm chú vào một phần mà thiên cơ huyền đồ vừa được sửa xong. Lực chú ý của Sở Trần càng rơi vào trên người Liễu Như Nhạn. Cũng giống như một lão nhân gia đã từng nói, ta thích nhìn mỹ nữ, không phải vì những thứ khác, chỉ vì tâm tình của ta vui vẻ. Khoảng 10 phút, Liễu Như Nhạn thu hồi ánh mắt, ngước mắt lên trong nháy mắt, thấy Sở Trần đang nhìn chằm chằm mình, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Sở Trần thốt lên, thưởng thức một đóa hoa đẹp nhất trong hoa viên này. Vừa dứt lời, Sở Trần nhất thời cảm giác phía sau lạnh lẽo. Đây chính là thánh nữ Bách Hoa Cung, tuy rằng từ trên người cô không cảm thụ được khí tức võ giả, nhưng càng là như thế, càng nói rõ sự cường đại của cô. Liễu Mạn Mạn cũng nói, vị trước mắt này mới là đệ nhất cao thủ của Bách Hoa Cung. Quả nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Liễu Như Nhạn biến mất, ngưng động lại một tầng sương tuyết. Trong nháy mắt này, Sở Trần nhìn thấy sương mù trong suốt như pha lê trực tiếp ngưng tụ trên cánh hoa trong hoa viên. Sở Trần vội vàng mở miệng, thật ngại quá, Liễu tỷ tỷ. Là tôi nói sai, đúng rồi, tỷ xem thiên cơ huyền đồ tôi sửa thế nào. Đồng thời nói chuyện, Sở Trần theo bản năng lui về phía sau hai bước. Trước khi tới đây, chị em Liễu gia nói với anh không ít chuyện về Liễu Như Nhạn, biết Liễu Như Nhạn đối với nam nhân trời sinh chán ghét, nhưng sau khi anh đi tới, thấy Liễu Như Nhạn toát ra thần thái coi như hiền hòa, còn bảo anh gọi cô là Liễu tỷ tỷ, trong lúc nhất thời quên mất, đây chính là thánh nữ lúc nào cũng có thể tiêu diệt anh. Một lát sau, thần sắc Liễu Như Nhạn hòa hoãn một chút, tựa hồ cũng nhận ra được tâm tình của mình có chút không khống chế được, theo lời Sở Trần nhận xuống, sửa rất tốt, nhưng, thoạt nhìn như vậy, thiên cơ huyền đồ tựa hồ cũng không có gì. Không đợi Sở Trần trả lời, Liễu Như Nhạn đã tự mình tiếp tục mở miệng, không thể nào, càng như vậy, càng nói rõ thiên cơ huyền đồ che giấu bí mật. Liễu tỷ tỷ, đoán một chút, Sở Trần nói, Liễu Như Nhạn trầm ngâm một lát, lập tức nói, phái thiên cơ thời kỳ đỉnh cao cổ xưa. Mà lúc đó lấy cơ quan thuật làm cơ sở, chính là kỳ môn trận pháp, có thể nói, phái thiên cơ từng đại diện cho trình độ cao nhất của kỳ môn trận pháp, ta từng cho rằng, thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh, có lẽ sẽ là một tòa trận pháp. Tim Sở Trần đập thình thịch một chút, dù sao, từ bố cục chỗ không trọn vẹn, có chỗ rất nhỏ có thể nhìn ra vết tích trận pháp. Lực chú ý của Liễu Như Nhạn hoàn toàn rơi vào trên người thiên cơ huyền đồ. Thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh, thoạt nhìn cũng giống như một tòa trận pháp. Nhưng cụ thể, vẫn thiếu chút gì đó. Không hổ là thánh nữ Bách Hoa Cung, Sở Trần trong lòng yên lặng khen ngợi. Nếu ta có thể tìm thấy chỗ nào thì tốt rồi. Liễu Như Nhạn đột nhiên cảm thán một tiếng. Đồng tử Sở Trần ngưng động, tim đập thình thịch, ý của Liễu tỷ tỷ là, địa điểm trong thiên cơ huyền, thật sự tồn tại. Ngay cả cảnh tượng cũng bố trí ra cũng có thể xuất hiện, động tiên, nơi có thật kia, sẽ là loại thánh địa tu hành gì. Sở Trần quả thực không dám tưởng tượng. Ta phân tích không dưới 30 bức tranh phái thiên cơ, bọn họ một khi dung nhập trận pháp vào trong tranh, như vậy liền đại diện, nơi bức họa miêu tả, có bảo vật bọn họ cất giữ, mà tranh vẽ trận pháp, chính là chìa khóa mở ra nơi này. Liễu Như Nhạn nói, suy đoán, phái thiên cơ nhiều đời hao hết tâm huyết đều muốn sửa, là bởi vì vị trí thiên cơ huyền đồ chỉ vào, cất giấu kho báu tuyệt thế tiền bối phái thiên cơ chôn vùi. Kho báu chính là cái vị trí kia, Sở Trần trong lòng im lặng nói. Nếu như có thể tìm được chỗ đó, bọn họ lo gì phái thiên cơ không phục hưng. Liễu Như Nhạn thu hồi bức tranh, nhưng, vấn đề tâm huyết đời đời của phái thiên cơ cũng không có giải quyết, người nhất thời sẽ không tìm được đầu mối, vậy cũng bình thường. Sở Trần gật gật đầu, người có thể sửa thiên cơ huyền đồ, nói vậy cũng có thể sửa một vài cổ đồ không trọn vẹn khác đi. Liễu Như Nhạn cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Sở Trần mang theo nghi vấn nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn nói, trong tay ta có một lô cổ đồ, mực độ không trọn vẹn không đồng đều, độ khó sửa cũng rất cao, ta muốn mời ngươi sửa cổ đồ không trọn vẹn, đương nhiên, ta có thể cho ngươi thù lao thỏa đáng. Sở Trần giật mình, luận về sửa cổ đồ,
kỳ thật còn có người chuyên nghiệp hơn, bọn họ sửa không được. Liễu Như Nhạn nghiêm túc nhìn Sở Trần, người có thể sửa bổ thiên cơ huyền đồ, ta tin người cũng có thể sửa lô cổ đồ trong tay ta. Sở Trần trầm ngâm, để thể hiện sự thành ý của ta, ta có thể lấy một tin tức làm tiền đặt cọc. Liễu Như Nhạn nói, một tin tức, Sở Trần nghi hoặc, Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, gần từng chữ ta có thể nói cho người biết, cửu huyền môn vì sao phải đóng cửa, ta tin, Nam Cung Quân tuyệt đối sẽ không nói cho người biết. Trong lòng Sở Trần đột nhiên chấn động, ngoài cửa vòm đá, Liễu Thiên Thiên đi tới đi lui. Một giờ rồi à, cô rốt cuộc đang cùng Sở Trần nói cái gì, dĩ nhiên một giờ còn chưa kết thúc. Chị, hay là chị vào xem một chút, Liễu Mạn Mạn ngồi ở một bên, nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng gợn sóng phập phồng. Cô hôm nay thật sự quá khác thường. Lại qua một giờ, Sở Trần từ bên trong đi ra, thần sắc mang theo vài phần mệt mỏi. Liễu Thiên Thiên tim đập lỡ một nhịp, đi lên, Sở Trần, anh cuối cùng cũng ra rồi. Sở Trần duỗi thắt lưng một chút, không đi ra, tôi sẽ kiệt sức. Thánh nữ Bách Hoa Cung thật sự quá sốt ruột, chính mình vừa mới đáp ứng cô liền lập tức lấy ra ba bức tranh cổ. Sở Trần cuối cùng cũng hiểu được vì sao Liễu Như Nhạn chắc chắn chỉ có anh mới có thể sửa những bức tranh cổ không trọn vẹn này. Những bức tranh cổ không trọn vẹn này ít nhiều có chút chỗ độc đáo. Ba bức tranh cổ thì hai bức đều có dấu vết trận pháp. Liễu Như Nhạn cũng thẳng thắn thừa nhận, hai bức họa này đến từ phái Thiên Cơ. Thời gian hơn một giờ, Sở Trần vắt hết óc, không ngừng suy diễn, chỉ sửa xong một bức họa trong đó, trong lúc đó còn sửa đi sửa lại ba lần, mới làm cho Liễu Như Nhạn hài lòng. Lúc này, xa xa một bóng người trốn thật lâu vọt ra. Phạm Đông Lâm đỏ mặt, tức giận, chỉ vào Sở Trần, anh nói cái gì vậy? Anh mệt mỏi cái gì? Anh nói rõ ràng cho tôi. Liễu tỷ tỷ bảo tôi lập tức sửa ba lần, tôi có thể không mệt sao? Sở Trần để lại một câu, sải bước đi ra bên ngoài, anh muốn lập tức trở về điều tra tư liệu liên quan. Giờ phút này trong đầu Sở Trần đều là về quân tỷ tỷ đi đâu, cửu huyền môn đóng cửa. Phạm Đông Lâm giống như gặp phải sét đánh. Liễu tỷ tỷ, sửa, sửa đôi, ba lần đạp ngựa, Phạm Đông Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng lưng Sở Trần, giống như phát điên vọt tới, anh đứng lại cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phạm Đông Lâm giống như châu điên phát động công kích về phía sau Sở Trần. Nhưng mà, thực lực của hắn ngay cả tiên thiên võ giả cũng chưa nói tới, một quyền này vọt tới, Sở Trần dễ dàng tránh thoát, nhìn hắn một cái. Người theo đuổi thánh nữ, thật đúng là cuồng nhiệt. Sở Trần lười để ý tới hắn, tôi có chút mệt mỏi, anh đừng làm phiền tôi. Quá trình sửa cổ đồ, hao phí sức lực tinh thần, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Bách Hoa Cung, Sở Trần không muốn động thủ với người theo đuổi cuồng nhiệt của thánh nữ này. Nhưng trong mắt Phạm Đông Lâm, Sở Trần đang khoe khoang trá hình. Tôi phải giết anh a. Phạm Đông Lâm toàn lực xông lên, thần sắc Sở Trần trầm xuống, lập tức đáp lại. Mấy hiệp liền đánh ngã Phạm Đông Lâm trên mặt đất. Động tĩnh nơi này rất nhanh dẫn tới không ít người. Phạm Đông Lâm té trên mặt đất, chỉ vào Sở Trần, hét lớn, hắn không tôn trọng thánh nữ. Lời vừa dứt, từng đạo ánh mắt tràn ngập địch ý rơi vào trên người Sở Trần. Thánh nữ là một đóa tiên hoa thần thánh chí cực trong lòng Bách Hoa Cung. Không tôn trọng thánh nữ, đến chết mới thôi. Ngày càng có nhiều người đến. Lúc này, Liễu Thiên Thiên và Liễu Mạn Mạn cũng mới phản ứng lại. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Phạm Đông Lâm đã đứng lên, không để ý bùn đất khóe miệng, chỉ vào Sở Trần, chính là kẻ phong lưu này không tôn trọng thánh nữ, bắt lấy hắn. Tất cả mọi người đồng loạt xông lên, thần sắc Sở Trần trầm xuống. Lúc này, sâu trong trang viên, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên. Tiếng đàn chấn động linh hồn, đám người này đồng thời bị tiếng đàn công kích, lảo đảo lui về phía sau, thậm chí còn có người trực tiếp chảy máu mũi. Một giây sau, thanh âm kỳ ảo êm tai theo tiếng đàn mà đến. Sở Trần là bạn của ta. Phạm Đông Lâm thốt ra ngôn ngữ tục tĩu, mang xuống, xử lý theo quy định của cung. Phạm Đông Lâm sắc mặt trắng bệch, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Liếm đến cuối cùng, không có gì. Trên đường đưa Sở Trần trở về, một đạo tầm mắt vẫn tập trung ở trên người anh. Sở Trần ngay từ đầu còn thần sắc tự nhiên, dần dần cảm thấy có chút mất tự nhiên, quay đầu lại. Nhìn Liễu Thiên Thiên, tiểu độc nữ, cô nhìn tôi làm gì? Anh cũng không có ba đầu sáu cánh tay. Vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Thiên Thiên càng ngày càng nồng đậm, vì sao cô lại vì anh mà nhiều lần phá lệ? Tôi nói rồi, tôi cùng Liễu tỷ tỷ chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, cô ấy mời tôi giúp sửa cổ đồ. Sở Trần nói,
không được gọi Liễu tỷ tỷ. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, tôi cùng chị đều gọi cô, anh lại gọi tỷ tỷ, đây không phải là rõ ràng muốn cao hơn chúng tôi một vai vế sao? Sở Trần nghiêm túc nhìn Liễu Thiên Thiên, gọi là thúc. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thiên Thiên cứng đờ, cảm giác hoa thi phấn của mình đã không kiềm chế được nữa. Thiên Thiên, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lúc này, Liễu Mạn Mạn lên tiếng hòa giải, em cũng biết địa vị thư họa trong lòng cô, Sở Trần có thể sửa cổ đồ, đối với cô mà nói, đó chính là trợ giúp lớn lao, cô đối với anh ta cùng người khác không giống, vậy cũng bình thường. Liễu Thiên Thiên nhìn chằm chằm Sở Trần, cô luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Cô từ nhỏ đi theo bên cạnh cô, so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng thái độ của cô đối với nam nhân. Đây tuyệt đối không phải do kỹ năng sửa chữa tranh cổ có thể thay đổi. Xe từ từ dừng ở cửa trang viên Tống gia, vào uống một tách trà chứ. Sở Trần khách sáo một tiếng, Liễu Mạn Mạn hiển nhiên không có tâm tư để ở lại, Liễu Thiên Thiên từ trên người Sở Trần không chiếm được đáp án, càng thêm khẩn cấp muốn trở về hỏi cô một chút. Chiếc xe quay đầu, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Sở Trần trở về biệt thự, đêm nay cũng không thể giống như tối hôm qua, trực tiếp ở bên ngoài ngắm hoa qua đêm. Tống Nhan bận rộn một chút cũng mệt mỏi, rúc vào trong lòng Sở Trần nói mấy câu, dần dần ngủ say. Sở Trần thật cẩn thận rút cánh tay ra khỏi đầu Tống Nhan, cầm lấy điện thoại, mở hậu đài cục đặc chiến ra. Tìm kiếm bốn từ, thế lực nước ngoài, trên cơ sở dữ liệu làm từ khóa. Trong đầu đồng thời cũng hồi tưởng lại đối thoại với thánh nữ Bách Hoa Cung. Sở Trần, tôi đáp ứng, Cửu Huyền Môn vì sao đóng cửa? Tin tức này đối với Sở Trần mà nói, quả thật giá trị ngàn vàng. Quân tỷ tỷ không muốn nói với anh, Liễu Như Nhạn, bởi vì cửu đại cao thủ của Cửu Huyền Môn, cũng chính là chín vị sư phụ của ngươi, đều ra nước ngoài rồi. Sở Trần, ra nước ngoài, đến quốc gia nào, Liễu Như Nhạn, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, dù sao cũng chính là ở nước ngoài. Sở Trần, bọn họ muốn đi bao lâu? Đi làm gì, Liễu Như Nhạn, vấn đề vừa rồi là tiền đặt cọc, chờ ngươi sửa chữa xong những cổ đồ này, câu trả lời câu hỏi tiếp theo chính là thù lao. Sở Trần có một câu không biết nên nói hay không, nhưng Liễu Như Nhạn không hề không đề cập tới. Ở nước ngoài, chín vị sư phụ đồng thời ra nước ngoài, hơn nữa đóng cửa Cửu Huyền Môn, rốt cuộc là vì cái gì? Sở Trần lập tức tìm kiếm không ít thế lực nước ngoài. Nhưng tư liệu hậu đài cục đặc chiến tuy rằng rất nhiều, Sở Trần lật xem không ít, căn bản không có đáp án anh muốn. Lý do rất đơn giản, những thế lực này, không có một người nào đáng để chín đại sư phụ anh đồng thời ra tay. Phải biết rằng, trong chín đại sư phụ, thực lực của quân tỷ tỷ xem như là yếu, nhưng cũng có thực lực khí tức cảnh, vượt qua tồn tại võ đạo tông sư. Sở Trần điều tra không có kết quả, cuối cùng vẫn nhịn không được gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, Phong ca, người có biết ở nước ngoài có thực lực nào tương đối cường đại? Lại không thuộc về bất kỳ quốc gia nào không? Ước chừng 3 phút đồng hồ, Giang Khúc Phong trả lời, phần lớn số lính đánh thuê cùng với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đều sẽ không dựa vào bất kỳ quốc gia nào. Về phần thực lực của bọn họ, tổ chức hát xem như là một trong những cường đại. Đương nhiên, còn có mấy tổ chức thực lực không kém tổ chức hát chút nào, người muốn biết cái nào? Ngoại trừ những thứ này thì sao? Sở Trần trong lòng theo bản năng bài trừ những lính đánh thuê cùng với tổ chức này. Anh tin chín vị sư phụ ra nước ngoài tuyệt đối không phải vì bọn họ. Giang Khúc Phong trả lời, hậu đài, tự mình điều tra. Cuộc trò chuyện kết thúc, Sở Trần cẩn thận lục soát lại một lần trong hậu đài cục đặc chiến, chuyển đổi mấy từ khóa, nhưng đều không tìm được đáp án mình muốn. Xem ra chỉ có thể chờ Liễu Như Nhạn đến công bố. Sở Trần xoa xoa mi tâm của mình, sau khi từ xa quốc trở về nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, chính là phải sửa một lô tranh cổ trong tay Liễu Như Nhạn. Trong lòng Sở Trần còn có một nghi vấn, vì sao trong tay Liễu Như Nhạn lại có nhiều tranh cổ phái Thiên Cơ như vậy? Không tìm ra đáp án, Sở Trần đi ra khỏi biệt thự tổ ấm nhỏ, đi tới trước cọc hoa mai, lúc trước bố trí một tòa Thiên Cơ huyền trận đã mất đi hiệu lực, Sở Trần lần nữa bố trí một Thiên Cơ huyền trận mới. Một đêm này, Sở Trần lại một lần nữa trải qua trong động tiên. Nhưng, sau khi trời sáng, Sở Trần thông minh hơn ngày hôm trước rất nhiều, anh trở lại tầng 1 của biệt thự. Thím Tường vừa lúc đã nấu xong cháo, Sở Trần bưng một chén lên, nhìn Tống Nhan đang rửa mặt, cười cười nói, bà xã, anh nấu cháo nóng cho em đến thử xem. Ăn sáng xong, Tống Nhan lập tức đi tới công ty Bắc Trần. 12 giờ trưa ngày mai, chính là thời điểm Tống Nhan cao chính thức ra mắt thị trường. Khoảng thời gian này, không thể bỏ lỡ.
Mặc dù tình thế của Tống Nhan Cao rất tốt, nhưng mà, càng như vậy, càng không cho phép bất kỳ một chút sơ suất nào. Sở Trần hôm nay cũng không có nhàn rỗi. Công tác chính thức sửa thiên cơ huyền đồ hôm nay chính thức bắt đầu khởi động. Tuy rằng công tác chuẩn bị giai đoạn trước có ba vị đại sư mộ dung nguyên cảnh phụ trách, nhưng Sở Trần vẫn xuất phát từ sớm, đi tới biệt thự ven sông. Lúc Sở Trần đi tới biệt thự ven sông, gần 11 giờ sáng. Lúc đến gần biệt thự, Sở Trần nhìn thấy mấy người trong tay cầm máy quay, không khỏi sửng sốt một chút. Quá trình sửa thiên cơ huyền đồ còn bị phát sóng trực tiếp. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đi tới, nhìn ra Sở Trần nghi hoặc, lúc này giải thích, dù sao cũng là sửa thiên cơ huyền đồ, chuyện này nhất định sẽ bị đưa tin ra, mấy phỏng viên này đều là đến từ các phương tiện truyền thông chính thức, bọn họ đến thu thập một chút tài liệu. Không phải phát trực tiếp là được rồi, Sở Trần có chút không thích cảm giác được chú ý 12 giờ trưa. Tất cả công việc đều đã chuẩn bị xong, đại sảnh biệt thự, thiên cơ huyền đồ bày trên giá vẽ. Bút mực đều đã điều chỉnh xong, về phần độ chính xác của bút rơi, chỉ có thể nhìn Sở Trần. Cung Trường An nhìn người trẻ tuổi trước mắt đi lên cầm bút, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh hùng xuất thiếu niên, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt mình đối với Sở Trần gây khó dễ, trong lòng Cung Trường An một trận hổ thẹn. Người động bút, là Sở Trần. Lúc này, một trong những phóng viên truyền thông đã ngây ngân cả người. Bọn họ nhận được tin tức, hôm nay sẽ chính thức sửa thiên cơ huyền đồ, nhưng có thể có Hồng Phủ Nguyên Cảnh, Cung Trường An, Mộ Dung Tổ và các đại sư giới thư họa khác. Bọn họ còn đang phỏng đoán, cuối cùng người cầm bút xác suất lớn sẽ là chuyên gia Cung Trường An đến từ Bảo tàng Kinh Thành. Nhưng Sở Trần xuất hiện, tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng ống kính vẫn lập tức tập trung trên người Sở Trần, cho Sở Trần mấy cái quay cận cảnh. Sở Trần có thể sửa thiên cơ huyền đồ hoàn mỹ lại sao? Đây là nghi vấn trong lòng mấy phóng viên ở đây đồng thời dâng lên. Sảnh biệt thự, vắng vẻ không tiếng động, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một người. Đám người Cung Trường An cũng nín thở. Bọn họ tuy rằng đối với Sở Trần rất có lòng tin, nhưng đây dù sao cũng là thời khắc quan trọng sửa thiên cơ huyền đồ, toàn bộ quá trình không cho phép xuất hiện một chút sai lầm, cho dù là một chút độ dày bút mực không nắm chắc, đều sẽ dẫn đến toàn bộ công tác sửa thất bại. Đây cũng là nguyên nhân trong lòng mấy phóng viên nghi hoặc. Sở Trần có thể đảm đương trọng trách này sao? Ống kính hướng về phía Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần bình tĩnh, trạng thái lúc này hoàn toàn thả lỏng. Trong đầu xẹt qua hình ảnh thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, Sở Phong động bút, hai tay giống như ảo ảnh đồng thời cầm lấy hai cây bút. Phần thiên cơ huyền đồ không trọn vẹn, một nửa núi, một nửa thành trì. Tim Cung Trường An đột nhiên táng cường, song tiên nhập hồn. Tuy rằng đây là một trong năm đại kỹ năng họa, thế nhưng, hiện tại chính là đang sửa thiên cơ huyền đồ A, Sở Trần cư nhiên còn muốn biểu hiện ra tay nghề của mình. Một tay vẽ núi, một tay vẽ thành trì. Một màn này, khiến cho các phóng viên cũng nhìn ngây người. Không đến 5 phút đồng hồ, Sở Trần kết thúc công việc. Từ lúc động bút đến dừng lại, trong lúc đó không có một chút động tác dư thừa, làm liền một mạch. Thật, nhanh a, Mộ Dung Tổ lẩm bẩm nói. Thân ảnh Sở Trần dừng một chút, danh hiệu đệ nhất xạ thủ trong giới thư họa, xác thực rồi. Lúc này, ngoài cửa có một trợ lý phóng viên nhỏ xách hộp cơm đi vào, đồng thời mở miệng, mọi người ăn cơm trước đi, đúng rồi. Nhân tiện tôi cũng đã đặt cơm tối. Quá trình sửa thiên cơ huyền đồ, cũng giống như là đang mài giũa một món đồ ngọc, cần tinh tế mài giũa, bọn họ đánh giá, trước khi trời tối có thể hoàn thành là rất tốt rồi. Trợ lý nhỏ sửng sốt, mọi người làm sao vậy? Trợ lý nhỏ sải bước đi lên phía trước, theo ánh mắt mọi người nhìn qua, ai ya tôi đi, hộp cơm không cầm vững rơi xuống đất. Bữa trưa thời gian, La Khắc đại sư ở thư phòng vẽ một chút. Người phụ nữ trung niên đẩy cửa tiến vào, ông xã, tối nay cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi. Không được, La Khắc nhìn chằm chằm tranh bát tuấn mình vẽ ra, nội tâm đột nhiên có loại cảm giác sao loạn, trực tiếp ném bức tranh bát tuấn này vào thùng rác. Vẫn là không có cách nào vượt qua tranh bát tuấn của Sở Trần. Từ sau khi bị Sở Trần đánh bại ở lĩnh vực mình tự hào, La Khắc mỗi ngày đều giống như phát điên lặp đi lặp lại vẽ tranh bát tuấn. Đương nhiên, sẽ không ở bên ngoài vẽ tiếp rồi. Trừ phi hắn khi nào có nắm chắc lấy tranh bát tuấn đánh bại Sở Trần, đoạt lại vinh dự của đệ nhất tranh bát tuấn thuộc về mình. Đi ra ngoài giải sầu đi, người phụ nữ nói không chừng đột nhiên có một cảm hứng. La Khắc lắc đầu, lại cầm lấy một tờ giấy, trầm giọng nói, tôi xem qua thiên cơ huyền đồ ẩn chứa bút ký cao thâm khó lường, tôi mấy ngày nay thử dung nhập bút ký ẩn chứa trong thiên cơ huyền đồ vào trong tranh bát tuấn,
một khi tôi thành công, tranh bát tuấn mới nhất định có thể so sánh tranh bát tuấn của Sở Trần. Hừ, người phụ nữ gật đầu, pha cho La Khắc một tách trà, sau đó ngồi ở một bên, lấy điện thoại ra, tiện tay mở ra một trang web, một trong những từ khóa ở trên đã thu hút sự chú ý của bà. À, thiên cơ huyền đồ thế nhưng đã được sửa xong. Người phụ nữ thốt lên, bút trong tay La Khắc dừng lại, chợt bất đắc dĩ cười khổ, cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ quả thật có chút bản lĩnh a. La Khắc nhìn thoáng qua tranh bát tuấn vừa mới vẽ một con ngựa trước mặt này, nhưng, lần này tôi cũng cảm giác nắm chắc tinh túy kỹ năng vẽ của thiên cơ huyền đồ. La Khắc đang cổ động bản thân, tin tức nói, người cuối cùng cầm bút sửa thiên cơ huyền đồ, là Sở Trần. Mấy người cung Trường An làm trợ thủ cho Sở Trần, người phụ nữ cẩn thận nhìn La Khắc, đồng thời lấy đi tách trà nóng hổi bên cạnh La Khắc. Khuôn mặt của La Khắc cứng ngắc, thư họa theo bản năng đưa tay muốn ném chén trà. Người phụ nữ cảm thấy may mắn, La Khắc xé bức bát tuấn vừa vẽ thành từng mảnh nhỏ. Bên ngoài, sức nóng của triển lãm tranh Bà Châu vừa mới rút đi, một tin tức từ trên trời giáng xuống, lại kích nổ giới thư họa, khiến vô số người hâm mộ thư họa sôi trào. Thiên cơ huyền đồ sửa xong, đây quả thực quá ngạc nhiên. Khi nhìn thấy thiên cơ huyền đồ tại phòng triển lãm Bà Châu, trong lòng tôi có tiếc nuối, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc này, như thế nào lại là không trọn vẹn. Không nghĩ tới, chính thức nhanh như vậy mang đến cho tôi ngạc nhiên. Danh sách tham gia sửa thiên cơ huyền đồ, Sở Trần, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, cung Trường An, Mộ Dung Tổ, người cầm bút, Sở Trần. Wow, Sở Trần thật giỏi, trên báo nói Sở Trần chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã sửa xong thiên cơ huyền đồ, có thể nói là đệ nhất xạ thủ tốc độ trong giới thư họa. Lại là một cơn bão trong giới thư họa, Sở Trần cũng chính thức được công nhận trở thành đại sư thư họa. Nhiều bên chấn động. Thiên Thành, Hoàng gia, không có đường sống, Hoàng Tú Tú đứng ở một bên, thanh âm thanh thúy, đồng thời cũng mang theo bất đắc dĩ, bác cả bác hai cất giấu thiên cơ huyền đồ, hơn nữa lấy thiên cơ huyền đồ làm mồi nhử mua mạng người, tội danh khó có thể tẩy thoát, nếu Hoàng gia chúng ta ở thời kỳ đỉnh cao, chuyện này còn có thể lo liệu, nhưng hiện tại thanh âm của Hoàng Tú Tú tạm dừng, tập thể người Hoàng gia còn lại cũng trầm mặc. Nếu như nói mất đi cao ốc kim bãi khiến Hoàng gia tụt xuống hàng thứ hai và thứ ba ở Thiền Thành, một kích này, Hoàng gia sẽ đánh tan hoàn toàn. Kinh doanh của Hoàng gia xuống dốc không phanh, người Hoàng gia ở Thiền Thành khó có thể đứng vững. Chuyển nhà đi, Hoàng Giang Hồng phảng phất trong một đêm già nua không ít, vô lực xua tay, bán tất cả gia sản đi, rời khỏi Thiền Thành, chuyển sang nơi khác bắt đầu lại, là cơ hội cuối cùng để bảo vệ nền tảng Hoàng gia. Trong lòng Hoàng gia đều cực kỳ nặng nề. Ngày xưa, là hào môn đệ nhất Thiền Thành, bọn họ nở mày nở mặt biết bao. Hắc Diệu Đường Hoàng gia vừa xuất hiện, người Thiền Thành nghe thấy biến sắc. Nhìn lại bây giờ, trong đầu Hoàng Giang Hồng vô số lần hồi tưởng lại lời khuyên của Mạc Nhàn dành cho ông ngày đó. Ông, hối hận không thôi. Không nên trêu chọc Sở Trần A. Không giống như Hoàng gia cổng và sân vắng vẻ, trong nhà tiền thị, rất náo nhiệt. Chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn dược phẩm Bắc Trần độc quyền, chiếm thị trường Thiền Thành. Ngày mai chính là ngày Tống Nhan Cao của Bắc Trần đưa ra thị trường, tiền lão gia, chúng ta nhất định phải làm cái gì đó a. Tôi nghe nói đơn đặt hàng của Tống Nhan Cao trong vòng một ngày đã vượt quá hàng chục triệu, nếu như không có gì bất ngờ, một Tống Nhan Cao cũng đủ để đẩy dược phẩm Bắc Trần lên mây. Cả đám đều phẫn nộ, ghen tị không thôi. Lâm Tín Bình cũng ỏ, trong đám người, nhịn không được mở miệng, tiền lão gia, ngài nêu ý kiến đi. Hiện tại Bắc Trần chỉ định chỉ để Linh Bảo Đường làm đại lý cho Tống Nhan Cao ở Thiền Thành. Đây là hoàn toàn không để Hiệp hội Dược phẩm Thiền Thành chúng ta ở trong mắt a. Ngài chính là hội trưởng Hiệp hội chúng ta, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền lão gia đang uống trà, muốn nếm một ngụm, nhưng nước trà quá nóng, vội vàng lại buông chén trà xuống. Nhìn thoáng qua mọi người lúc này khí thế hùng hổ, bọn họ tựa hồ hận không thể chờ tiền lão gia ra lệnh một tiếng xông lên Bắc Trần lý luận. Tôi vừa nhận được tin tức. Tiền lão gia nói, Hoàng gia bán tất cả tài sản ở Thiền Thành, cả nhà trên dưới, rời khỏi Thiền Thành. Hội trường đột nhiên yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Sau lưng dần dần dâng lên cảm giác lạnh lẽo, một lúc lâu sau. Một đạo thanh âm vang lên, tôi cảm thấy, Bắc Trần không chọn tôi làm đại lý, đó là tôi không đủ tốt, tôi làm sao có thể có ý kiến gì đây. Sân sau trang viên Liễu gia, chòi nghỉ mát, tiếng bước chân truyền đến. Liễu Thiên Thiên nhỏ chạy tới, cô, sau khi Phạm Hộ Pháp bọn họ nghe được tin tức Sở Trần vừa mới sửa thiên cơ huyền đỏ, đen mặt rời đi. Chuyện ngày hôm qua,
Sở Trần tuy rằng trở về, nhưng ở Bách Hoa Cung ngược lại dẫn tới một trận sóng gió. Thánh nữ vì người ngoài đến khi dễ đệ tử Bách Hoa Cung, điều này khiến Phạm Hộ Pháp phẫn nộ bất bình, đi tới sân sau muốn đòi giải thích. Thánh nữ không gặp, Phạm Hộ Pháp vốn đang giận dữ mắng Sở Trần không có tư cách cùng thánh nữ trao đổi thư họa, liền truyền đến tin tức Sở Trần tự mình cầm bút sửa Thiên Cơ Huyền Đồ. Phạm Hộ Pháp xám xịt đi. Vừa rồi, phía chính phủ còn tung ra đoạn video Sở Trần sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, con ngươi Liễu Mạn Mạn phát sáng, hắn lại dùng bút pháp song tiên nhập thần. Tuyệt kỹ này Liễu Mạn Mạn chỉ mới bắt đầu, mà Sở Trần đã đến trạng thái thành thạo. 10 bức họa này là ta sắp xếp lại, ngươi cầm đi giao cho Sở Trần. Liễu Như Nhãn nói cho Sở Trần biết, sau khi sửa xong 10 bức họa này, ta sẽ cho hắn một phần thù lao. Liễu Thiên Thiên theo bản năng nói, cô lại muốn bế quan sao? Liễu Như Nhạn gật đầu, Liễu Thiên Thiên vui vẻ, không khống chế được ý cười trên khuôn mặt, cô, con không nỡ xa người a. Tim phấn khích, cô cuối cùng đã bế quan một lần nữa. Mỗi một lần cô bế quan, đối với Liễu Thiên Thiên mà nói, chính là kỳ nghỉ. Còn không có bài tập về nhà, Liễu Như Nhạn liếc cô một cái, Liễu Thiên Thiên vội vàng ngậm miệng lại, chủ động đi qua ôm lấy bức tranh, đi thôi chị, chúng ta mang tranh đưa qua cho Sở Trần. Thiên Cơ Huyền Đồ lại một lần nữa càn quét vòng bạn bè. Sáng sớm hôm sau, đối với giới y học Thiền Thành mà nói, lại là một chuyện lớn khác. Tống Nhan Cao chính thức ra mắt thị trường. Cao ốc Bắc Trần bốn phương tám hướng, cơ hồ đều treo đầy lời chúc mừng Tống Nhan Cao ra mắt thị trường. Quảng trường trước tòa nhà, xe chuyên dụng của Bắc Trần xếp thành hàng dài. Các tài xế đã sẵn sàng, tinh thần phấn chấn. Tất cả mọi người đều biết rằng đây sẽ là một ngày đi vào lịch sử của Bắc Trần. 9 giờ sáng, theo một thanh âm thanh thúy bên trong tầng 21 của cao ốc Bắc Trần hạ xuống, Tống Nhan Cao, xuất phát. Hơn 100 chi nhánh linh bảo đường ở Thiền Thành đều treo biểu ngữ về Tống Nhan Cao. Cửa lại xếp hàng dài. Tôi từng tận mắt nhìn thấy người phụ nữ xấu xí Dương Tiểu Cẩn đi ra ngoài quảng trường Vạn Đại, cô ấy thế nhưng trở nên xinh đẹp như vậy. Một cô gái nhìn poster tuyên truyền của Tống Nhan Cao, ngòi phát ngôn phía trên chính là Dương Tiểu Cẩn. Trên Tống Nhan Cao, hiệu quả phát ngôn của Dương Tiểu Cẩn hơn bất cứ ai. Cô là người hưởng lợi đầu tiên của Tống Nhan Cao. Không biết Tống Nhan Cao có thật sự thần kỳ như vậy hay không? Dù sao tôi cũng quyết định, tặng quà sinh nhật cho bạn gái liền tặng Tống Nhan Cao. Tôi đã không phân biệt được Tống Nhan Cao là thuốc hay là sản phẩm chăm sóc da, cả hai đều có, nếu thành công, đây tuyệt đối sẽ là thần dược càn quét quốc dân. Trương Hải Tuấn là một học sinh lớp 12 trường Trung học Thiền Thành. Từ khi chưa vào trung học cơ sở tới nay, một phiền não vẫn luôn đi theo cậu, mụn mọc rồi. Mụn trên mặt cậu không giống những người khác, chi chít thành hình khối, điều này khiến Trương Hải Tuấn ở trường luôn cảm thấy mình bị ánh mắt khác thường. Sự tự ti cũng ngày càng lớn. Khi Trương Hải Tuấn nhìn thấy quảng cáo của Tống Nhan Cao, có loại cảm giác tim đập mạnh hơn, giống như nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ, Tống Nhan Cao có thể giải quyết phiền não của cậu. Trương Hải Tuấn không quan tâm nhiều như vậy. Sáng sớm còn xin nghỉ đi ra xếp hàng. Để không để cho người quen nhận ra, bạn học Trương Hải Tuấn còn chạy đến chi nhánh Linh Bảo Đường cách trường vài con phố, đội mũ. Khi chiếc xe chở Tống Nhan Cao xuất hiện, đám người phát ra tiếng hoan hô. Âm thanh của pháo mừng vang vọng, Linh Bảo Đường cho Tống Nhan Cao tiêu chuẩn cao nhất hoan nghênh ra mắt thị trường. 9 giờ 20 phút, công ty dược phẩm Bắc Trần, trong phòng làm việc, Tống Nhan cùng Hạ Bắc và mấy người khác đang chờ đợi tin tức truyền về. Một trận thanh âm bước chân dồn dập truyền đến. Chu Tú Nhu thở hồng hộc, hai chi nhánh Linh Bảo Đường ở phố Hồng Cốc đồng thời truyền đến tin tức, Tống Nhan Cao đến trong cửa hàng, vừa mới dỡ hàng, đã bán hết, bọn họ đề nghị tăng hàng. Hạ Ngôn Hoan sửng sốt một chút, hắn vẫn đánh giá thấp mức độ nhiệt tình của mọi người đối với Tống Nhan Cao. Phố Hồng Cốc nằm ngay phía sau cao ốc Bắc Trần, từ xe xuất phát dỡ hàng đều mất chưa đến 10 phút, điều này cũng có nghĩa là, trong vòng 10 phút, chi nhánh Linh Bảo Đường ở phố Hồng Cốc đã bán hết Tống Nhan Cao đã đặt trước, vẫn là hai chi nhánh. Cái này cũng quá nhanh đi. Hạ Bắc có loại cảm giác tim đập nhanh, tuy rằng hôm nay dữ liệu Tống Nhan Cao sẽ rất hot, nhưng trình độ này, có chút khiến Hạ Bắc không thể tưởng tượng được, Tống Nhan Cao, thật sự có thế bao trùm toàn thành. May mắn thay, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Tống Nhan mỉm cười nói, trả lời bọn họ, bảo cho bọn họ báo số, chúng ta lập tức từ kho hàng điều chuyển hàng hóa. Đúng 10 giờ, 1 giờ trôi qua, Trương Hải Tuấn cuối cùng mua được Tống Nhan Cao như ý muốn. Giá nằm trong phạm vi chấp nhận được của cậu,
Tống Nhan Cao, Trương Hải Tuấn khẩn cấp đi tới một nhà vệ sinh nam trung tâm thương mại gần đó, thật cẩn thận mở hộp bao bì của Tống Nhan Cao ra, giống như hành hương, nội tâm không kiềm chế được kích động. Trương Hải Tuấn mở lọ Tống Nhan Cao ra, một mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ra, giống như rừng rậm dưới ánh nắng ban mai truyền đến sức sống mạnh mẽ, khí tức như vậy, khiến người ta sảng khoái. Ngay cả Dương Tiểu Cần bị hủy dung cũng có thể chữa khỏi, mặt mụn như mình tính là cái gì. Trương Hải Tuấn đang cổ khích mình, cậu cũng hiểu được, rất nhiều thương gia khi quảng cáo, luôn mang theo một vài lý do khoa trương. Cậu không cầu có thể khôi phục khuôn mặt thiếu niên trắng nõn, ít nhất có thể cải thiện tình hình hiện tại. Cậu cũng khát vọng ngồi trước mặt cô gái mình thích mà không có gánh nặng tâm lý. Cẩn thận bôi lên đều đều, Trương Hải Tuấn cảm thấy khuôn mặt mình có loại cảm giác mát mẻ, mặt mụn truyền đến cảm giác khó chịu, đang dần dần biến mất. Trương Hải Tuấn nín thở, nội tâm của cậu có hy vọng. Nhân vật nhỏ bình thường như Trương Hải Tuấn còn có rất nhiều, đều mộ danh mà đến, muốn tự mình trải nghiệm công hiệu của Tống Nhan Cao một chút. Từng tin tức truyền về Bắc Trần, trong vòng một giờ ngắn ngủi, có hơn 10 chi nhánh Linh Bảo Đường đề nghị tăng hàng. Tống Nhan Cao, triệt để hot toàn thành. Các hiệu quả khác của Tống Nhan Cao tôi không biết, nhưng công hiệu làm trắng của nó tôi phục rồi, tôi chỉ bôi một bàn tay, quả thực hoài nghi bàn tay kia không phải của tôi. Tôi có một vết sẹo nhiều năm. Bình thường thử bôi một vài thuốc thoa ngoài điệp ảnh cũng không có bất kỳ phản ứng gì, tôi vừa thử bôi Tống Nhan Cao một chút, thế nhưng lại phản ứng. Nói không chừng Tống Nhan Cao còn có công hiệu gì chúng ta không thể tưởng tượng được. Khụ, tôi có một người bạn, anh ta có một ý tưởng táo bạo. Sức nóng của Tống Nhan Cao vẫn ở mức cao, lời khen dành cho Tống Nhan Cao càng áp đảo toàn bộ mạng lưới, đương nhiên, trong đó có một bộ phận là dân mạng Hạ Bắc tìm để tuyên truyền Tống Nhan Cao. Dưới tình huống chất lượng Tống Nhan Cao đủ thượng thừa, tác dụng của dân mạng càng thêm rõ ràng, trong thời gian ngắn, Tống Nhan Cao trực tiếp trở nên nổ tung. Nổ rồi, Bắc Trần trên dưới đều kích động không thôi. Bọn họ vì hôm nay chuẩn bị rất nhiều, làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí ngay cả phương án Tống Nhan Cao ngộ nhỡ gặp lạnh cũng chuẩn bị xong. Về phần bây giờ, phương án gặp lạnh bị hủy rồi. Hạ Bắc đứng lên, tối nay, khách sạn Hoa Đằng, mở tiệc chúng mừng thôi. Công ty Bắc Trần nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Sở Trần hôm nay cũng ở Bắc Trần, nghe vậy yên lặng nhìn thoáng qua Hạ Bắc. Tôi nghi ngờ anh muốn tôi. Khách sạn Hoa Đằng là khách sạn tốt nhất ở Thiền Thành, nhưng đồng thời cũng là sản nghiệp trong nhà Sở Trần. Ngày hôm nay, Bắc Trần bận rộn không ngừng, tạo ra một lịch sử nóng bỏng của việc đưa thuốc mới ra thị trường trong giới dược phẩm. Từ đầu đến cuối, Sở Trần cũng không tham dự quyết định về Bắc Trần, anh cũng một mực quan sát Hạ Bắc. Vị tam thiếu gia Hạ gia này, hiện giờ trưởng thành trở thành Hạ Tổng. Trong bữa tiệc mừng, Hạ Bắc và Sở Trần cùng ly. Tiểu Bắc, xếp hạng của thập công tử Thiên Nam, khi nào cập nhật một lần? Sở Trần uống rượu xong, đột nhiên hỏi một câu. Hạ Bắc thốt lên, mùng 9 của tháng sau. Vừa dứt lời, Hạ Bắc đột nhiên giật mình, sâu trong nội tâm, một cỗ máu ẩn sôi trào lan tràn thập công tử Thiên Nam. Hắn hiểu được ý tử của Sở Trần đột nhiên đưa ra vấn đề này. Dựa vào sức hot của Tống Nhan Cao, Hạ Bắc hoàn toàn có thể ở trong bảng xếp hạng mới của Thiên Nam thập công tử, thời kỳ vươn lên. Bàn tay Hạ Bắc cầm ly rượu khẽ run rẩy một chút. Hắn đổ đầy một ly rượu vang một lần nữa. Hồi tưởng lại thời điểm lần đầu tiên cùng Sở Trần gặp mặt, hắn hỏi Sở Trần một vấn đề kia. Muốn giang sơn, hay là muốn mỹ nhân? Sở Trần lúc ấy trả lời cho hắn, thức dậy và nắm quyền kiểm soát thế giới, nằm say trong lòng một người đẹp. Sau đó. Sở Trần vẽ cho hắn một cái bánh, giả sử thời gian, hắn có lẽ sẽ trở thành người đứng đầu thập công tử Thiên Nam. Hạ Bắc lúc đó, thậm chí còn không nằm trong số thập công tử Thiên Nam. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên có cơ hội đứng trong hàng ngũ thập công tử Thiên Nam. Mặc dù tạm thời còn không phải đứng đầu thập công tử Thiên Nam, nhưng đối với Hạ Bắc mà nói, cũng đã là chuyện đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trần ca, tôi, kính anh. Hạ Bắc bưng ly rượu. Chính Sở Trần đã thay đổi vận mệnh cả đời hắn. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hạ Bắc, sau khi bảng xếp hạng xuất hiện, nhớ mời tôi uống rượu. Hạ Bắc dùng sức gật đầu. Đêm nay, người Bắc Trần tận tình chúc mừng. Dịch vụ của khách sạn Hoa Đằng cũng rất chu đáo. Thiếu rượu, rượu đến. Thiếu thức ăn, phục vụ đồ ăn. Muốn về nhà thiếu tài xế, Hoa Đằng trả giá cao. Không muốn về nhà thiếu phòng, phòng khách sạn tùy tiện chọn. Không ngủ được thiếu nữ nhân, khụ khụ. Gần 11 giờ đêm, Hạ Ngôn Hoan Hạ Bắc đã có 8 phần say,
Sở Trần cùng nắm tay Tống Nhan, cùng nhau rời đi. Đến quầy lễ tân của khách sạn, Hạ Ngôn Hoan đi qua tính tiền, quản lý khách sạn đã sớm ở một bên chờ, thấy thế vội vàng xua tay lắc đầu, ha hả cười, không cần, bữa cơm hôm nay không tính tiền. Quả nhiên là không mất tiền, khóe miệng Sở Trần giật giật. Quản lý vừa nhìn vẻ mặt Sở Trần, tim đập thình thịch, suy nghĩ xem mình có phải ở đâu làm chưa đủ tốt hay không, lúc này lấy ra mấy tấm thiệp, đưa cho đám người Hạ Ngôn Hoan, đây là thẻ vàng VIP của Hoa Đằng, cầm tấm thẻ này ở bất cứ nơi nào dưới chướng Hoa Đằng tiêu dùng đều có ưu đãi giảm giá 20%. Sở Trần lôi kéo Hạ Bắc rời đi, đợi ở lại lâu, toàn bộ Hoa Đằng đều bị anh đưa ra ngoài vì quản lý muốn lấy lòng. Bóng đêm mông lung, sau khi trở lại biệt thự, Tống Nhan đi tắm rửa trước, nhưng không đợi Tống Nhan đi ra, Sở Trần đã đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm vang lên một trận tiếng hừ nhẹ, một đêm gió xuân, sáng sớm hôm sau, Sở Trần chợt ngửi thấy một trận hương thơm nhàn nhạt, mở mắt ra, thì ra là Tống Nhan cuộn mình vào trong ngực anh. Sở Trần mỉm cười, khẽ hôn lên trán Tống Nhan một cái. Tống Nhan tỉnh dậy, Sở Trần động một chút, Tống Nhan kinh hãi, không được nhúc nhích. Lời nói riêng tư của hai vợ chồng lướt qua, lúc ăn sáng, Sở Trần nhận được tin tức của Giang Khúc Phong, chuẩn bị xuất phát. Sở Trần sửng sốt một chút. Sao vậy? Tống Nhan hỏi, đôi mắt đẹp còn nổi lên sóng thu, đôi môi mê người. Anh có một nhiệm vụ mới, phải ra nước ngoài mấy hôm. Sở Trần thở dài một tiếng, đợi lát nữa sẽ xuất phát. Phải đi mấy ngày? Tống Nhan vội vàng đứng lên, em thu thập hành lễ cho anh. Không cần đâu, chấp hành nhiệm vụ. Nhẹ nhàng ra trận. Sở Trần cầm tay Tống Nhan, chính là không nỡ xa bà xã. Tống Nhan mặt đỏ lên, chạm vào ánh mắt xấu xa của Sở Trần, càng thêm mặt đỏ tai hồng. Trước khi ra khỏi cửa, Tống Nhan kéo cổ Sở Trần, hôn một cái, bình an về nhà. Khuôn mặt Sở Trần mỉm cười gật đầu. Giang Khúc Phong gửi tin tức, hắn đã chờ ở cửa Tống gia. Sở Trần đi tới, lên xe. À, chào buổi sáng cô Đào. Sở Trần nhìn thấy Giang Ánh Đào ngồi ở hàng ghế sau, có chút bất ngờ, Giang Khúc Phong ngồi ghế phụ, còn có một tài xế lái xe. Chiếc xe đi theo hướng sân bay. Cô Đào, không ngờ cô lại đến tiễn tôi. Dư quang khóe mắt Sở Trần nhìn lướt qua Giang Ánh Đào, trang điểm cực đẹp, một cái nhíu mày và một nụ cười đều có hiệu quả hồn phiêu phách lạc, nhất là đôi mắt hoa đào độc đáo kia, long lanh nước, nếu ánh mắt nhìn nhau, rất dễ dàng không cách nào tự kiềm chế. Giang Ánh Đào giật mình. Chợt nở nụ cười, anh có phải không biết tôi cũng đi? Nói xong, Giang Ánh Đào nháy mắt với Sở Trần, ngạc nhiên sao? Bất ngờ chắc chắn là có, Sở Trần hiểu được, nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong ngồi ở ghế phụ, sau đó quay đầu đánh giá Giang Ánh Đào, cô Đào lại còn có thể nói tiếng Sa Quốc. Không chỉ Sa Quốc, mà còn có rất nhiều ngôn ngữ quốc gia tôi đều hiểu a. Giang Ánh Đào mở miệng, Sở Trần ngồi nghiêm chỉnh, anh cảm giác những lời này của cô Đào mang theo khiêu khích. Anh không muốn nghe cô Đào nói ngôn ngữ của các quốc gia khác. Giang Anh Đào liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, không khỏi nở nụ cười khúc khích. Hoa Đào nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần tỏa sáng rực rỡ, trở thành nhân vật nổi tiếng. Điều này khiến Giang Anh Đào có loại cảm giác giống như một giấc mộng. Lần đầu tiên cô và Sở Trần gặp mặt là ngày khai trương quán bar của cô. Lúc ấy thân phận Sở Trần là bạn của Hạ Bắc, cùng với con rể ở rể Tống gia. Nhưng chớp mắt một cái. Hắn không chỉ trở thành người của Thiên Võng Điện cục đặc chiến, mà còn trở thành thái tử gia của tập đoàn trăm triệu thần bí, sống một cuộc sống không như người bình thường. Sau một phen khiêu khích, vừa rồi, Giang Ánh Đào khẳng định, đây vẫn là một người đàn ông bình thường. Sở Trần quả thật không ngờ phiên dịch trong miệng Giang Khúc Phong lại là Giang Ánh Đào, nhưng, nội tâm là mừng rỡ, dù sao cùng Giang Ánh Đào tương đối quen thuộc, hợp tác sẽ càng thêm thuận tiện. Trước khi lên máy bay, Sở Trần nhận được tin nhắn từ Giang Khúc Phong ngồi ở ghế lái phụ. Hành động này của chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, chúng ta sẽ bay đến Nhật Bản trước, sau đó sử dụng hộ chiếu giả, với tư cách là người Nhật để bay đến Sa Quốc. Trong tin nhắn Giang Khúc Phong nói, nhưng người yên tâm, trừ phi chúng ta tự mình lộ ra, nếu không, sẽ không có người có thể tra ra hộ chiếu giả của chúng ta. Lấy thân phận người Nhật tiến vào Sa Quốc, Sở Trần sửng sốt một chút. Lúc này cũng rất nhanh hiểu được ý đồ của Giang Khúc Phong. Mục tiêu chuyến đi này của bọn họ là bắt đạo tặc Hỏa Yến, nhưng bọn họ ở Sa Quốc cũng không có quyền bắt giữ. Một khi tiến vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp bắt người, vậy cũng tương đương với đi gây sự. Để tránh mang đến phiền toái cho cục đặc chiến, bị oan, đương nhiên là có người gánh. Sở Trần lấy được hộ chiếu của mình,
mở ra nhìn thoáng qua, tên trên hộ chiếu cũng là tiếng Nhật. Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đào. Công việc phiên dịch của Giang Ánh Đào từ bây giờ chính thức bắt đầu, cô ngồi thẳng người, chính trực nói, thân phận của anh là con trai của tộc trưởng gia tộc Điều Dã. Anh đến Sa Quốc là đại diện tập đoàn tài chính Kim Lăng đến Sa Quốc bàn chuyện kinh doanh, thân phận Giang đội trưởng là vệ sĩ của anh, thân phận của tôi, sắc mặt Giang Ánh Đào bỗng nhiên ửng hồng lên, là người yêu của anh. Tim Sở Trần đập nhanh, nửa hồi, thần sắc vẫn duy trì bình tĩnh, những thân phận này là ngụy trang ra. Hay là những người này có tồn tại? Đương nhiên là thật, tập đoàn Kim Lăng phái người thừa kế của gia tộc Điều Dã đến Sa Quốc cũng là thật, chẳng qua, người thừa kế gia tộc Điều Dã thật sự tạm thời không thể xuất hiện. Giang Ánh Đào nói, ngoại trừ bảo vệ đi theo ít đi rất nhiều ra, thân phận người còn lại, cũng là thật. Những người còn lại, đương nhiên là người yêu của tên này. Vậy tôi tên là gì? Sở Trần mở miệng, cô Đào một mực dùng từ, người thừa kế của gia tộc Điều Dã, để hình dung thân phận của anh. Giang Ánh Đào Trần chờ một chút, Zono Tazo. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng giật giật, lập tức lau đi đề tài này, tên Giang tiền bối thì sao? Masano Hao Chien, Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua hộ chiếu của Giang Khúc Phong. Còn cô thì sao? Sở Trần tò mò hỏi. Tôi, Kiyomi Inoue, Giang Ánh Đào âm thầm may mắn, may mà tên của cô bình thường một chút. Nhưng mà, Sở Trần lại ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Không lên tiếng, tối ngày kia, một bữa tiệc sẽ được tổ chức tại trang viên của ngài Nhĩ Mạc Tháp. Giang Ánh Đào mở miệng nói, sau khi chúng ta đến Sa Quốc, việc đầu tiên chính là nghĩ cách đạt được tư cách tham gia yến hội này. Ngày thường trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp phòng ngự nghiêm ngặt, yến hội buổi tối ngày kia chắc hẳn sẽ có chút lơi lỏng. Nếu như đạo tặc Hỏa Yến thật sự đi tới Sa Quốc, hơn nữa còn muốn xuống tay với bộ sưu tập của ngài Nhĩ Mạc Tháp, buổi tối ngày kia sẽ là một cơ hội cực tốt. Sở Trần gật gật đầu, trong tay anh cầm ký hiệu của Hỏa Yến. Trong đầu hồi tưởng lại việc đạo tặc Hỏa Yến làm, nghe nói ngài Nhĩ Mạc Tháp dùng không ít thủ đoạn, không tiếc tiền thu thập tác phẩm thư họa của Trung Quốc, rất nhiều tác phẩm thư họa đại diện cho lịch sử Trung Quốc đều rơi vào tay ngài Nhĩ Mạc Tháp. Nói thật, tôi ngược lại có chút hy vọng đạo tặc Hỏa Yến có thể thành công. Sở Trần theo bản năng nói một tiếng. Xét về thân phận và địa vị, anh gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là truy bắt tên trộm Hỏa Yến. Nhưng về mặt chủ quan cá nhân, anh hy vọng Hỏa Yến có thể trộm tác phẩm thư họa Trung Quốc ở đây đi. Khụ, Giang Khúc Phong ho khan một tiếng. Giang Ánh Đào cũng nhìn thoáng qua Sở Trần, anh còn thật sự dám nói. Sân bay Bạch Vân, ba người đi qua một lối đi đặc biệt. Đều che giấu thân phận của mình, đi thẳng tới một chiếc máy bay bay tới Nhật Quốc. Hãng thương gia của chiếc máy bay này tuyên bố bán hết, nhưng trên thực tế chỉ có ba người Sở Trần. Trên máy bay, Sở Trần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận thành viên cục đặc chiến xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, sâu trong nội tâm Sở Trần mơ hồ vẫn có vài phần kích động. Máy bay từ từ đến sân bay Nhật Bản, tin nhắn của Giang Khúc Phong, bắt đầu từ giờ khắc này. Nhớ kỹ thân phận của mình, Zono Taro. Sở Trần thu hồi điện thoại, đứng lên, vừa mới đi ra khỏi khoang máy bay, bên tai truyền đến thanh âm của Giang Ánh Đào, ồm tôi. Tôi không phải là người như vậy, Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào. Zono Taro là một người cực kỳ háo sắc, Giang Ánh Đào hạ thấp thanh âm, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Diễn trò phải diễn đầy đủ, nơi này tuy rằng vẫn là ở Nhật Bản, nhưng sau khi đến Sa Quốc, hơi lộ ra sơ hở. Kế hoạch của bọn họ sẽ bị hủy trong chốc lát. Sở Trần ôm eo nhỏ của Giang Ánh Đào, đi về phía trước, hai người đều đeo kính râm, Giang Khúc Phong cầm hành lý thần sắc lãnh khốc đi theo phía sau. Bọn họ không ở lại Nhật Bản, trực tiếp dùng hộ chiếu đã chuẩn bị đăng ký, bay đến Sa Quốc. Hành trình một đường đã sớm trải qua sự sắp xếp tỉ mỉ. Điều duy nhất khiến Sở Trần tim đập nhanh hơn chính là, lúc kiểm tra an ninh, cô gái phụ trách kiểm tra anh nhìn anh nhiều hơn một cái. Vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, một máy bay từ Nhật Bản đã hạ cánh. Sa Quốc là một cường quốc dầu mỏ thực sự, ngài Nhĩ Mạc Tháp là ông trùm dầu mỏ của Sa Quốc, tập đoàn Kim Lăng phái Zono Taro đến Sa Quốc, mục đích cũng là tiếp cận ngài Nhĩ Mạc Tháp, hy vọng có thể thông qua ngài Nhĩ Mạc Tháp đạt được một số thỏa thuận nào đó. Lúc Giang Ánh Đào sắp xuống máy bay, nói với Sở Trần tình hình đại khái, chẳng qua, tập đoàn Kim Lăng tuy rằng ở Nhật Bản thế lực khổng lồ. Nhưng xúc tu của bọn họ không tới được Sa Quốc, từ trình độ nào đó mà nói, Zono Taro đến, chỉ là nước cờ đầu cho sự hợp tác hai bên, thử một chút phản ứng của ngài Nhĩ Mạc Tháp mà thôi. Tôi hiểu, trước tiên lấy được thư mời vào trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp vào ngày kia. Zono Taro đứng lên, tôi nghĩ,
chỉ cần chúng ta biểu hiện sự giàu có và quyền lực, tự nhiên có người tìm đến chúng ta. Thái tử gia tập đoàn tài chính Kim Lăng, đó chính là máy in tiền biết đi. Sở Trần ngụy trang thành thân phận của hắn, đương nhiên cũng không thể keo kiệt, huống hồ, bản thân Sở Trần cũng là một người không thiếu tiền. Thành phố Riyadh Sa Quốc, thủ đô của Sa Quốc, đây là một thành phố quốc tế nhộn nhịp. Sa Quốc là một trong những quốc gia cường hào trên toàn thế giới. Khách sạn Sở Trần đặt trước, là khách sạn phòng tổng thống cao cấp ở thành phố Riyadh, phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, để thể hiện sự giàu có của Jono Taro, anh đã đều ký hợp đồng thuê tầng dưới cho vệ sĩ của mình. Điều này cũng đảm bảo an toàn cho chính mình. Quản lý khách sạn nhìn bóng lưng nóng bỏng mà Sở Trần ôm, theo bản năng nuốt một ngụm nước, mẹ nỏ, có tiền thật sự có thể làm gì thì làm. A34, cô gái đó thực sự có mùi. Bảo vệ ở một bên tiến lại gần, tôi thấy bóng lưng cô ấy đi bộ, cái mông đào kia phảng phất như tùy thời đều chảy ra nước, chúng ta có nên nghĩ cách hay không, bảo vệ hạ thấp thanh âm. Đừng làm bậy, A34 lấy lại tinh thần và liếc nhìn nhân viên an ninh, anh có biết danh tính của thanh niên kia không? Thái tử gia của tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản, chỉ dựa vào tài phú trong tay hắn, muốn giết chết chúng ta, dễ dàng, chính anh ảo tưởng một chút là được rồi, cũng đừng thật sự đụng vào nữ nhân của hắn. Bảo vệ thở dài một tiếng, vậy thật sự quá tiếc, chỉ có điều, nơi này cũng không phải là Nhật Bản. A34 lại trừng mắt nhìn hắn một cái, a hi nhĩ, thu hồi tâm tư quỷ quái của anh, thủ đoạn ngày thường của anh, đối phó khách bình thường không có vấn đề gì, nhưng vị này, tuyệt đối không được, cha của anh chỉ là một quản sự trong trang viên ngải nhĩ mạc tháp mà thôi, không phải ngải nhĩ mạc tháp. Bảo vệ a hi nhĩ không đáp lại A34 nữa, giờ phút này trong đầu hắn đều là bóng dáng thướt tha. Phụ nữ như vậy, tuyệt đối không thể để cho cô ở dưới mí mắt của mình bỏ lỡ a. Tuy nhiên, a hi nhĩ cũng là một người thông minh, người hiểu lời khuyên của A34 cho mình. A hi nhĩ tìm một lý do để rời khỏi khách sạn. Khách sạn cách trang viên ngải nhĩ mạc tháp chưa đến 10 km. Cha của a hi nhĩ là quản sự trang viên ngải nhĩ mạc tháp, ngày thường không ít lần theo cha tiến vào trang viên ngải nhĩ mạc tháp, chỉ cần không tới gần một số khu vực trung tâm. An ninh của trang viên ngải nhĩ mạc tháp bình thường sẽ không làm khó hắn. Có một hồ bơi lớn ở phía đông của trang viên. Khi A Hi Nhĩ đến, hồ bơi phát ra tiếng cười. Cáp suy thiếu gia quả nhiên ở chỗ này. Khuôn mặt A Hi Nhĩ hiện lên nụ cười. Hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của A34. Hắn không phải là con trai của ngải nhĩ mạc tháp. Nhưng mà, vị thiếu gia Cáp suy trước mắt này chính là con trai út của ngải nhĩ mạc tháp. Bên trong hồ bơi ngoại trừ Cáp suy ra, còn có ba thiếu nữ dáng người nóng bỏng, vây quanh Cáp Duy, tranh nhau lấy lòng trước. Nghe thấy tiếng bước chân, Cáp Duy ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỉm cười, a hi nhĩ, anh em của tôi, anh không ở khách sạn, chạy đây làm gì vậy? A hi nhĩ tuy rằng chỉ là con trai của một trong những quản sự trong trang viên, nhưng hắn cùng Cáp Duy có sở thích giống nhau. Trong khoảng thời gian này, a hi nhĩ càng vì Cáp Duy mà chọn ra không ít con mồi, khiến Cáp Duy có chút vui mừng. Cáp Duy thiếu gia, có chuyện tốt. A Hi Nhĩ đi qua, một thỏa thuận tốt muốn nói chuyện với cậu. Cáp Duy bước lên khoác khăn tắm, ba cô gái đã lảng tránh. Một cô gái người Nhật Bản nương khiến người ta liếc mắt một cái liền muốn dừng lại không được. A Hi Nhĩ không thể chờ đợi để mở miệng, đồng thời lấy điện thoại ra, tôi chụp lén một vài bức ảnh, cậu xem. Cáp Duy nhìn thoáng qua, nhất thời cũng bị hấp dẫn, thật là người phụ nữ có sức mê hoặc, người đàn ông đi cùng cô ấy là ai? Cáp Duy liếc mắt một cái liền mang theo địch ý, đồng thời cũng liếc mắt nhìn A Hi Nhĩ một cái, hẳn là lai lịch không nhỏ đi. Nếu như không phải A Hi Nhĩ tự mình gặm không được, hắn làm sao có thể vội vàng tới tìm mình. Cáp Duy không ngu ngốc, A Hi Nhĩ cười hắc hắc, người đến từ Nhật Quốc, tập đoàn tài chính Kim Lăng. Tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản, khóe miệng Cáp Duy khẽ nhếch lên, xem như là một tập đoàn có chút tiền không nhỏ, không biết bọn họ đến nghỉ dưỡng hay là mục đích khác. Chuyện này tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra. A Hi Nhĩ trông mong nhìn Cáp Duy. Cáp Duy liếc hắn một cái, yên tâm đi, tôi ăn thịt xong, sẽ cho anh uống chút canh. A Hi Nhĩ rất vui mừng. Cả đời này hắn chưa từng gặp qua nữ nhân quyến rũ như vậy. Yêu mà không diễm, khách sạn, phòng tổng thống. Sở Trần mở một chai rượu vang đỏ, rót cho Giang Ánh Đào một ly. Cô Đào, bước đầu tiên chúng ta làm như thế nào? Sở Trần khẽ nâng ly rượu. Tôi dự định đêm nay mò vào trang viên ngải nhĩ mạc tháp điều tra một phen. Trang viên ngải nhĩ mạc tháp thủ vệ nghiêm ngặt, Giang Ánh Đào vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến Sở Trần một thân bản lĩnh, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống,
ngược lại nói, cũng được, trước tiên thử một chút tình hình địch, đối với hành động kế tiếp của chúng ta có lợi. Nhưng, Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua thời gian, trước khi anh hành động, hẳn là sẽ có cá cắn câu rồi. Nghe vậy, Sở Trần sửng sốt, cô Đào thả mồi từ khi nào vậy? Giang Ánh Đào nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi môi đỏ cùng rượu vang đỏ chạm vào nhau, có một loại hương vị khác nhau. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh cho rằng chúng ta thật sự là không hề chuẩn bị liền tới sao? Giang Ánh Đào mở miệng nói, ngài Nhĩ Mạc Tháp đã 60 tuổi, đại đa số sản nghiệp trong tay ông ta đều giao cho ba đứa con trai của mình. Con trai lớn của ngài Nhĩ Mạc Tháp là Mạc Đức là kỳ tài thương nghiệp, con trai thứ hai Cam Địch cũng không khác, có thể nói là một đôi hổ, nhưng, con trai Út Cáp Duy, chỉ có thể xem như một con sói. Sở Trần nghi hoặc, một trong những cổ đông đằng sau khách sạn này là Cáp Duy, theo thông tin cho thấy, khách nữ ở khách sạn này, bị Cáp Duy theo dõi, một đôi tay cũng không đếm hết. Ánh mắt Giang Ánh Đào lướt qua một đạo lãnh sắc, hắn có một sở thích, chính là thích con gái nhà lành. Ngài Nhĩ Mạc Tháp có quyền lực, con trai ông ta phạm một vài chuyện, cũng không ai dám tìm ông ta gây sự. Không ai tìm, tôi đến đây, Sở Trần nội tâm mặc niệm một tiếng. Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, khuôn mặt Giang Ánh Đào khôi phục như thường, xem đi, cá cắn câu rồi. Người mở cửa là Sở Trần. A Hi Nhĩ đã thay một thân quần áo nhân viên phục vụ khách sạn, đẩy xe, phía trên đặt bánh ngọt và quà tặng nhỏ khác, khách quý. Đây là một vài ý tưởng mới do khách sạn chuẩn bị cho ngài. Dù sao Sở Trần cũng nghe không hiểu. A Hi Nhĩ đẩy xe đi vào, liếc mắt nhìn đang ngồi trên sofa, chân dài vểnh lên, mông tròn trịa, đường cong mê người. Giang Ánh Đào cầm ly rượu vang đỏ, thoáng cái phảng phất muốn ngạt thở, nuốt nước miếng, nữ nhân này thật sự quá mê ngòi. A Hi Nhĩ bình phục lại cảm xúc, sau khi buông đồ trên xe đẩy xuống, bỗng nhiên cố ý vô tình hỏi một câu, xin hỏi tiên sinh. Mọi người đến Sa Quốc du lịch sao? Sở Trần nhìn thoáng qua A Hi Nhĩ. A Hi Nhĩ vội vàng nói, A tiên sinh, tôi không có ý gì khác, vừa rồi tôi đọc tin tức đăng ký của mọi người là khách quý đến từ tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản, một trong những cổ đông của khách sạn chúng tôi cũng đến từ Nhật Bản, cho nên khách sạn của chúng tôi đối đãi với khách quý Nhật Bản sẽ đặc biệt chiếu cố. Nếu ngài cần, chúng tôi có thể hướng dẫn du lịch chi tiết cho ngài và cung cấp cho ngài hướng dẫn viên du lịch tốt nhất. Sở Trần ngồi sang một bên, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vị Jono Taro này có chút lãnh khốc à? A Hi Nhĩ nghĩ thầm. Giang Ánh Đào mở miệng, xin lỗi, Jono Taro đi tới nơi này, là mang theo kế hoạch thương mại của tập đoàn, không thể đi du ngoạn xung quanh. Nghe vậy, trong lòng A Hi Nhĩ thầm vui vẻ, thần sắc lại toát ra tiếc nuối, thật đáng tiếc thanh âm dừng lại. A Hi Nhĩ đột nhiên nói, đúng rồi, mọi người tới nơi này nếu mà không phải vì du ngoạn. Vậy chính là vì ngài Nhĩ Mạc Tháp tiên sinh. Giang Ánh Đào nhìn hắn một cái, anh có thể giới thiệu. Tôi không có bản lĩnh đó, nhưng tôi cùng con trai của ngài Nhĩ Mạc Tháp tiên sinh Cáp Duy thiếu gia là bạn bè. Nếu như mọi người thật sự cần, tôi ngược lại có thể giới thiệu cho mọi người Cáp Duy thiếu gia. Khóe miệng A Hi Nhĩ khẽ nhếch, sự tình tiến triển so với tưởng tượng của hắn dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù vị Jono Taro này nhìn qua bộ dáng lạnh như băng, nhưng vị hồng nhan bên cạnh này nói nhiều. Hơn nữa rõ ràng đối với ngài Nhĩ Mạc Tháp tiên sinh cảm thấy hứng thú. Vậy tốt quá rồi, Giang Ánh Đào mừng rỡ, sau đó dùng ngôn ngữ Nhật Bản nói vài câu với Sở Trần. Sở Trần tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng vẫn phối hợp gật gật đầu. A Hi Nhĩ giật mình, Jono Taro tiên sinh này cũng không phải lãnh khốc không nói lời nào, mà là căn bản là không hiểu ngôn ngữ Sa Quốc. Vậy người phụ nữ này là người yêu và phiên dịch viên. Mí mắt A Hi Nhĩ lướt qua ghen tị. Chợt mở miệng nói, mọi người từ từ dùng, tôi đi liên lạc với Cáp Duy thiếu gia. A Hi Nhĩ quay lại đi ra ngoài. Khi cửa lớn đóng lại, Giang Ánh Đào lập tức nói, hắn quả nhiên là người Cáp Duy phái tới. Cô nói Cáp Duy thiếu gia này chuẩn bị làm gì? Sở Trần liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái. Giang Ánh Đào hừ nhẹ một tiếng, tên sắc lang này không biết tàn sát bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Chúng ta lần này hành động liền thuận tay giải quyết hắn, dù sao cũng có người chịu trách nhiệm rồi. Sở Trần vừa muốn mở miệng, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Thật đúng là không thể chờ đợi được, Sở Trần nói, Giang Ánh Đào cũng nhướng mày. Sau khi mở cửa, quả nhiên, A Hi Nhĩ trả lời, Cáp Duy thiếu gia vừa vặn ở gần, hắn muốn mời Jono Taro cùng với Kiyomi Inoue cùng đi ăn tối. Địa điểm ăn tối là một nhà hàng cao cấp gần khách sạn, trước khi đến A Hi Nhĩ cũng giới thiệu, nhà hàng này cũng là một sản nghiệp dưới tên của ngài Nhĩ Mạc Tháp.
vô hình biểu lộ thực lực của Cáp Suy thiếu gia. Phóng mắt nhìn thành phố Riyadh, có thể cùng so tài phú với ngải nhĩ mà tháp không phải không có, nhưng tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Trước khi ra khỏi cửa, Zono Taro dẫn theo vệ sĩ Masano Hao Chien. Vẻ mặt Giang vệ sĩ lãnh khốc, nhưng trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn. Vừa mới cất hành lý xong, Sở Trần cư nhiên liên lạc với con trai của ngải nhĩ Mạc Tháp, phần hiệu suất này khiến Giang vệ sĩ càng thêm xác định tính chính xác của chuyến đi này dẫn theo Sở Trần. Sở Trần cũng rất nhanh nhìn thấy con sói đói nổi tiếng dâm đãng này, từ góc độ ngoại hình của người Trung Quốc mà nói, người này xấu xí, chẳng qua, tài phú khiến hắn đẹp trai bức người. So với A Hy Nhĩ, Cáp Suy ít nhất bề ngoài có vẻ phong độ hơn nhiều, chỉ nhàn nhạt nhìn Giang Ánh Đào một cái, liền ý bảo Sở Trần ngồi xuống. Cảm giác là một cuộc họp không dễ dàng. Giang Ánh Đào đảm nhận vai trò phiên dịch trong suốt quá trình, Sở Trần và Cáp Suy càng trò chuyện càng có cảm giác nói chuyện vui vẻ. Giang Khúc Phong làm vệ sĩ không ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mắt, hai người đều là có dụng ý khác. Mục tiêu của Cáp Suy là Giang Ánh Đào, trong khi Sở Trần nhắm đến ngải nhĩ Mạc Tháp. Cáp Suy, không gạt anh, lần này tôi đến Sa Quốc, mang theo chính là hơn 100 triệu đơn đặt hàng, sau khi đi tới thành phố Riyadh, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi chính là tìm người hợp tác. Sở Trần mở miệng, Giang Ánh Đào cơ hồ đồng bộ dịch qua, đương nhiên, lúc Sở Trần nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là ghé vào bên tai Giang Ánh Đào, Cáp Suy căn bản không nghe thấy lời Sở Trần nói, Sở Trần cũng không dám bảo đảm Cáp Suy có thể đột nhiên nghe hiểu tiếng Trung Quốc hay không. Cáp Suy cười ha ha, lập tức mở miệng, tôi rất hứng thú với đơn đặt hàng này. Ánh mắt Sở Trần sáng lên, không bằng chúng ta tìm cơ hội nói chuyện chi tiết. Không thành vấn đề, nhưng, hoạt động của gia tộc tôi tiếp xúc tương đối ít, tối ngày kia trang viên nhà tôi có một yến hội, đến lúc đó mọi người lại đây, ta giới thiệu các ngươi cho đại ca nhị ca ta quen biết, đến lúc đó tình huống cụ thể, mọi người có thể đàm phán cụ thể. Cáp Suy đại khí nói, mọi người cũng có thể yên tâm, bạn của tôi, anh cả SNS2 tự nhiên cũng sẽ không đối xử tệ. Lúc Cáp Suy nói những lời này, ánh mắt cố ý vô tình nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bữa tối rất nhanh liền kết thúc, cả hai bên đã đạt được mục tiêu của mình. Động tác của Cáp Suy rất nhanh, khi Sở Trần và Giang Ánh Đào trở lại khách sạn, thiệp mời yến hội cũng được đưa đến phòng bọn họ. Nếu là Zono Taro thật, mới đến, được phần đãi ngộ này của Cáp Suy thiếu gia, tuyệt đối sẽ cảm kích rơi nước mắt đi. Sở Trần nhìn thiệp mời trong tay, híp cười nói, Cáp Suy thiếu gia này tuy rằng háo sắc, nhưng tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Hắn tạo ra ấn tượng cho công chúng rằng hắn là một người ngu ngốc, càng là một người như vậy, càng có thể khiến mọi người khó lòng phòng bị. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi truy xét, Sở Trần cười ha hả, nói không chừng còn có thể gặp được đạo tặc Hỏa Yến cũng đang truy xét. Trang viên ngải nhĩ Mạc Tháp, A Hy Nhĩ trở về cùng Cáp Suy. Cáp Suy thiếu gia, vì sao vừa rồi không tìm lý do đây Zono Taro ra? A Hy Nhĩ nhịn không được hỏi, chỉ cần Zono Taro rời đi. Kiyomi Inoue kia còn không thuộc vào chúng ta. Về phần vị vệ sĩ diện mạo bình thường không có gì lạ kia, bị A Hy Nhĩ tự động xem nhẹ. Anh hiểu cái gì, nếu bá vương Ngạnh Thương Cung, tôi còn cần mời bọn họ ăn bữa cơm này sao? Cáp Suy cười tủm tỉm, nữ nhân này thật sự là cực phẩm, trong một vạn không có một, tôi phải thưởng thức thật tốt. A Hy Nhĩ lúc đó hứng thú, Cáp Suy thiếu gia định làm gì? Đêm mai làm một cái bẫy cho Zono Taro. Cáp Suy khóe miệng khẽ nhếch lên, để cho hắn phạm phải một sai lầm tùy thời có thể mất mạng ở Sa Quốc, mà tôi, chính là người duy nhất có thể cứu hắn. Đến lúc đó, tôi lại cùng Kiyomi Inoue kia một mình gặp mặt, cô ấy cho dù là rơi nước mắt, cũng phải hầu hạ tôi thật tốt. Ha ha ha, vẻ mặt của A Hy Nhĩ cũng tràn đầy chờ mong, bóng đêm dần dần sâu, trang viên ngải nhĩ Mạc Tháp, đèn đuốc sáng trưng. Sa Quốc có một câu, muốn biết cái gì gọi là một quốc gia giàu có. Tiến vào tàng bảo khố của ngải nhĩ Mạc Tháp sẽ có đáp án. Mặc dù có một số mức độ khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh giá trị của bộ sưu tập trong tay ngải nhĩ Mạc Tháp. Trình độ phòng ngự của trang viên ngải nhĩ Mạc Tháp, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ góc chết nào. Cứ cách chưa đến 10 mét đều có một camera giám sát, toàn bộ trang viên có gần 1.000 bảo vệ ngày đêm không ngừng trực tuần tra. Nó giống như một lâu đài bất khả xâm phạm. Hầu như năm nào những tên trộm cố đột nhập vào trang viên ngải nhĩ Mạc Tháp đều chết bên trong. Ngay cả Sở Trần cũng cảm nhận được sự phòng ngự nghiêm ngặt của tòa trang viên này, nếu như không phải lợi dụng phương pháp che mắt kỳ môn để tránh camera giám sát, Sở Trần cũng rất khó im hơi lặng tiếng lẻn vào trang viên.
Trang viên chiếm diện tích rất rộng lớn, Sở Trần dùng một giờ cũng không đi hết, xung quanh trang viên cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, rất dễ dàng khiến người ta trực tiếp ở bên trong mất phương hướng. Làm Sở Trần có chút bất ngờ chính là, trong trang viên phong cách chỉnh thể này thuộc về kiến trúc điển hình của Sa Quốc, anh cư nhiên nhìn thấy không ít đình đài lầu các, gạch trắng ngói xanh vân vân bố cục mang theo ý vị Trung Quốc. Các tài liệu cho thấy Ngải Nhĩ Mạc Tháp có một tình yêu đặc biệt đối với thư họa Trung Quốc. Điều này khiến Sở Trần nghĩ đến vị thiên tử của tổ chức hát còn chưa kịp gặp mặt đã chết trong tay đạo tặc Hỏa Yến. Xem ra, quốc túy của Trung Quốc cũng đã đạt được sự chinh phục đại dương. Thân ảnh Sở Trần lẻn vào một chỗ gác xếp, trong lúc bất chợt thân ảnh dừng lại, dương mắt nhìn ra bên ngoài. Vị trí này có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn của trang viên. Sở Trần rốt cục hiểu được, vì sao trong trang viên lại có bố cục yếu tố kiến trúc Trung Quốc. Cư nhiên là một tòa kỳ môn trận pháp cỡ lớn. Sở Trần kinh ngạc, bên cạnh Ngải Nhĩ Mạc Tháp, lại có cao thủ kỳ môn. Cao thủ kỳ môn xuất hiện ở Sa Quốc, quả thật khiến Sở Trần có chút bất ngờ, nhưng, cẩn thận suy nghĩ cũng có thể tiếp nhận, đại phái chính thống còn có chi nhánh ở nước ngoài, ví dụ như Hoàng Ngọc Hằng, hắn cũng là trong thời gian du học bái nhập phái Thanh Dương, từ đó dung túng sự kiêu ngạo phách lối của hắn, không coi ai ra gì, cuối cùng rơi vào kết cuộc bị thi cổ diệt. Sở Trần trong lúc bất chợt có chút tò mò, cao thủ kỳ môn bên cạnh Ngải Nhĩ Mạc Tháp, là kỳ môn đến từ phái nào? Một trận thanh âm cước bộ truyền đến, Sở Trần ngưng thần nín thở, ẩn núp ở trong gác xếp. Đợi bảo vệ tuần tra đi qua, Sở Trần vừa định di chuyển thân thể, đột nhiên, một trận gió khác thường thổi lên. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại, xung quanh trang viên đều là lá cây xanh, một trận gió này nhấc một bộ phận lá lên, trùng hợp chính là... vừa vặn che khuất tầm mắt khu vực giám sát. Thuật khống chế vật cách không? Phái Thiên Cơ cũng tới. Sở Trần thấy một đạo bóng đen xẹt qua nhanh như chớp, trước sau không đến 2 giây, liền bình tĩnh lại. Quá nhanh, lấy năng lực của Sở Trần ngay cả hình ảnh cụ thể của đối phương cũng không thấy rõ, giống như một đạo tia chớp màu đen chợt lóe rồi biến mất. Sở Trần chấn động, cường giả Phái Thiên Cơ. Thuật cách không khống vật một tay Sở Trần thấy rõ ràng. Phái Thiên Cơ lại có người đi tới Sa Quốc, hơn nữa cũng đêm khuya lẻn vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, chẳng lẽ giống như đạo tặc Hải Yến, cũng là vì siêu tầm của Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Trong đầu Sở Trần nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, nếu như Phái Thiên Cơ thật sự là vì anh tới mà nói, dạ thám chính là khách sạn. Sở Trần thử đi theo đạo hắc ảnh vừa rồi biến mất, nhưng nửa giờ trôi qua, đạo hắc ảnh kia phảng phất đã vô căn cứ biến mất. Sở Trần không dám tùy tiện hiện thân. Thân ảnh vẫn trốn trong bóng tối. Anh không dám bảo đảm cường giả Phái Thiên Cơ thần bí kia sau khi phát hiện anh có thể thuận tay làm thịt anh hay không. Từ tốc độ vừa rồi đối phương bày ra, Sở Trần quyết định tin, đó là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư. 3 giờ sáng, Sở Trần trở lại khách sạn, trực tiếp ngã xuống sofa mềm mại. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần tỉnh lại, Giang Ánh Đào cũng thay một thân kimono tràn ngập phong cách Nhật Quốc, tỏa ra một nét quyến rũ độc đáo. Sở Trần không thể không cảm thán, đây thật sự là nữ nhân trời sinh gây họa. Tối hôm qua có phát hiện gì không? Giang Ánh Đào hỏi, mất hơn 2 giờ, đại khái xem như là thăm dò bố cục trang viên. Sở Trần nói, độ khó so với tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn a. Đôi mắt đẹp của Giang Ánh Đào thoáng mở to. Trong trang viên của Ngải Nhĩ Mạc Tháp có kỳ môn trận pháp đến từ Trung Quốc. Sở Trần nói, tôi tin, đây mới là sức mạnh của Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Hàng năm nhiều đạo tặc như vậy rơi vào trong trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, chỉ sợ trình độ rất lớn cũng là bởi vì kỳ môn trận pháp bên trong. Còn có, Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nói ra tình huống tối hôm qua nhìn thấy bóng đen. Phái Thiên Cơ xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta. Phái Thiên Cơ cùng Cửu Huyền Môn vốn có ân oán đời đời, đoạn thời gian gần đây, Phái Thiên Cơ ở Dương Thành càng thêm tổn hại vài võ đạo tông sư, những thứ này đều có liên quan đến Sở Trần. Cường giả Phái Thiên Cơ một khi cùng Sở Trần gặp mặt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh. Trong bộ sưu tập của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, cũng có thứ mà Phái Thiên Cơ nhìn chúng. Giang Ánh Đào thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, nhiệm vụ chuyến đi này của bọn họ là bắt đạo tặc Hỏa Yến, nhưng hiện tại ngay cả hành tung của đạo tặc Hỏa Yến cũng không có phát hiện, lại xuất hiện thêm một Phái Thiên Cơ cùng với kỳ môn trận pháp thần bí. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó cho nhiệm vụ của họ. Chờ một chút, trong đầu Giang Ánh Đào bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt nhanh chóng ngưng động lại, dương mắt nhìn Sở Trần, anh nói xem, tối hôm qua anh nhìn thấy cường giả Phái Thiên Cơ thần bí kia có thể là đạo tặc Hỏa Yến hay không?
Lời vừa dứt, Sở Trần ngây ngẩn cả người. Anh không bao giờ nghĩ về điều này. Dù sao phái Thiên Cơ là thù địch của anh, mà đạo tặc Hỏa Yến, từ trình độ nào đó, Sở Trần bội phục cách làm của vị hiệp đạo này. Trộm cũng có đạo, cuộc chiến nổi tiếng của hắn, tất cả đều là trộm cắp các tác phẩm thư họa Trung Quốc bị mất ở nước ngoài. Tranh Ngũ Dương ở ngay trước mặt hắn, hắn cũng không mang đi, còn ngăn cản đạo tặc của tổ chức hát. Đây là, hiệp đạo, mà dân gian ca ngợi. Sở Trần trong đáy lòng rất khó liên kết vị hiệp đạo này cùng phái Thiên Cơ. Hẳn là, không phải chứ. Sở Trần cũng không đủ sức lực, anh còn nghĩ đến một điểm khác, ký hiệu độc đáo của đạo tặc Hỏa Yến, ngọn lửa hình dạng chim én, mài tự nhiên mà thành, không thể bắt bẻ, nếu nắm giữ cơ quan thuật của phái Thiên Cơ đến cực hạn, cái này rất dễ dàng có thể làm được. Từ hiện trường gây án bình thường của đạo tặc Hỏa Yến, có rất nhiều tình huống không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói đạo tặc Hỏa Yến là người trong kỳ môn, nắm giữ thủ đoạn kỳ môn, như vậy, tất cả có thể giải thích thông suốt. Đêm qua người áo đen cùng mình đi nghiên cứu địa hình, chính là đạo tặc Hỏa Yến. Tuy rằng nội tâm có chút kháng cự kết quả này, nhưng Sở Trần cảm giác, tỷ lệ quá lớn. Chuông cửa vang lên, Sở Trần mở cửa, thấy Giang Khúc Phong đứng ở ngoài cửa, điện thoại giơ lên một chút. Sở Trần lập tức hiểu được, đóng cửa lại, sau đó quay đầu cầm lấy điện thoại đặt trên sofa. Tin tức của Giang Khúc Phong, Cáp Duy chết rồi. Đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại, thốt ra Cáp Duy chết rồi. Cái gì? Giang Ánh Đào cũng kinh hãi, không thể tin cái mình nghe được, ngơ ngác nhìn Sở Trần. Sở Trần nghĩ tới cái gì, quay đầu lại mở cửa ra, Giang Khúc Phong đang gõ chữ. Phong ca, vào rồi nói sau. Giang Khúc Phong tiến vào, đồng thời tin nhắn cũng lần nữa gửi tới điện thoại của Sở Trần. Hiện trường cái chết có ký hiệu độc đáo của đạo tặc Hỏa Yến. Đêm qua, đạo tặc Hỏa Yến lẻn vào trang viên của ngài Nhĩ Mạc Tháp, giết chết Cáp Duy. Giang Khúc Phong dừng một chút, sau đó bổ sung một tin tức là một bảo mẫu của trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp tiết lộ ra, sáng sớm cô ta đẩy phòng Cáp Duy ra làm vệ sinh, phát hiện Cáp Duy ngã xuống đất, trên người đặt ký hiệu Hỏa Yến, còn có, trên vách tường còn để lại mấy chữ, Giang Khúc Phong gửi cho Sở Trần một bức ảnh. Hiện trường cái chết của Cáp Duy, ký hiệu Hỏa Yến bắt mắt. Trên vách tường để lại mấy chữ, từng nét, lời văn Trung Quốc. Thay trời hành đạo, bốn chữ, máu đỏ, dường như được viết bằng máu của Cáp Duy. Điều này cũng tựa hồ đang tuyên bố với thế giới, đạo tặc Hỏa Yến, là người Trung Quốc. Được một cái thay trời hành đạo, Sở Trần cảm thán, kế hoạch quả nhiên lại không bằng biến hóa, Cáp Duy vừa chết, yến hội tối mai ở trang viên ngải nhĩ mạc tháp chỉ sợ sẽ bị hủy bỏ. Phong cách làm việc của đạo tặc Hỏa Yến này. Thật sự là ngoài dữ liệu của người ta, nếu như hắn thật sự vì bộ siêu tập thư họa của ngài Nhĩ Mạc Tháp mà đến, vì sao phải lựa chọn vào lúc này giết Cáp Duy, đó không phải là khiến hành động trộm của mình thêm khó khăn sao? Có thể tưởng tượng được, từ giờ trở đi, phòng ngự của trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp tất sẽ thăng cấp. Qua ai ngài Nhĩ Mạc Tháp càng sẽ liên hợp lực lượng chính phủ, toàn lực truy bắt đạo tặc Hỏa Yến xem ra, người anh nhìn thấy tối hôm qua, đúng là đạo tặc Hỏa Yến. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, thần sắc Sở Trần hơi biến ảo một chút, Giang Khúc Phong nghe vậy cũng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn cũng là người trong kỳ môn, còn biết thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ. Trong lòng Sở Trần vẫn là đang kháng cự đạo tặc Hỏa Yến là người phái Thiên Cơ. Đồng tử Giang Khúc Phong co rụt lại, há miệng muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, ba người nhìn nhau một cái. Cáp Duy đã chết, ai còn có thể tới tìm chúng ta? Giang Ánh Đào thốt ra, thần sắc đột nhiên ngưng trọng vài phần, người cuối cùng Cáp Duy gặp tối hôm qua là chúng ta. Tôi đi mở cửa, Sở Trần vẫn bình tĩnh, mở cửa phòng. Một đám người đồng loạt xông vào, rất nhanh liền vây quanh ba người Sở Trần. A Hy Nhĩ bước chân vững vàng, đi vào, vẻ mặt lãnh khốc, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Trần, Cáp Duy thiếu gia đã chết rồi. Sở Trần nghe không hiểu, Giang Ánh Đào phối hợp toát ra bộ dáng kinh hãi thất sắc, đây, làm sao có thể. Cáp Duy thiếu gia vừa mới gặp các người, trở về liền bị cướp giết, các người không thể trốn tránh nhiệm. A Hy Nhĩ lạnh lùng nói, dần tất cả đi. A Hy Nhĩ vung tay lên, khóe miệng mờ ảo nhếch lên. Cáp Duy thiếu gia bị giết, quả thật khiến A Hy Nhĩ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Thế nhưng, chỉ có hắn biết trước khi Cáp Duy thiếu gia bị giết đã gặp qua vị Jono Taro đến từ tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản này. A Hy Nhĩ nghĩ đến Cáp Duy thiếu gia đã nói qua. Muốn cho Jono Taro một cái bẫy. Trước mắt này, không phải là một cái bẫy. A Hy Nhĩ lập tức triệu tập mười mấy người, xông lên khách sạn.
Dư Quang ánh mắt liếc mắt nhìn Kiyomi Inoue một thân kimono da thịt bóng loáng trắng nõn, Ahi nhĩ thầm nuốt nước miếng. Cáp suy thiếu gia dùng sinh mệnh của mình làm cục, nhất định phải vững vàng nắm lấy. Theo bàn tay to của Ahi nhĩ vung lên, rất nhiều tay đấm xông lên. Bóng dáng Giang vệ sĩ chợt lóe, trong nháy mắt, từng người ngã xuống đất, tiếng kêu rên đầy phòng. Sắc mặt Ahi nhĩ biến đổi, chợt lui về phía sau đến vị trí cửa phòng, các người lại còn dám phản kháng. Tôi nói cho các người biết, đây là Sa Quốc, anh nghĩ anh đang ở Nhật Bản sao? Giang Ánh Đào phiên dịch đại khái tình huống cho Sở Trần. Sở Trần cười lạnh, cô nói cho hắn biết, Sonotaro tôi chưa từng sợ ai. Bất kể là Nhật Bản hay Sa Quốc, Sonotaro tôi chưa từng sợ ai. Giang Ánh Đào phiên dịch qua, Ahi nhĩ tức giận mà cười, Sonotaro, nhớ kỹ lời nói của anh. Sở Trần thuận tay cầm lấy một ly rượu ném về phía Ahi nhĩ. Ahi nhĩ không có cách nào né tránh, trực tiếp bị ly rượu đập trúng đầu. Leng keng vỡ vụn, Ahi nhĩ lảo đảo lui về phía sau, thân thể đụng vào tường, sờ đầu, máu tươi chảy xuôi. Anh chết chắc rồi, Ahi nhĩ té chạy ra ngoài. Những lời cuối cùng không cần Giang Ánh Đào phiên dịch, Sở Trần cũng đại khái có thể đoán ra. Thả ngựa lại đây, Sở Trần cười lạnh, Sonotaro tôi chưa từng sợ ai. Cho dù đắc tội ngải nhĩ Mạc Tháp, đại náo thành phố Riyadh Sa Quốc, Sonotaro tôi, dám làm dám chịu. Giang Ánh Đào yên lặng nhìn Sở Trần. Cô hiểu được ý tứ của Sở Trần, đối phương tận lực gây khó dễ, muốn đem cái chết của Cáp Suy có liên quan đến bọn họ. Sở Trần đơn giản lấy bất chấp thân Sonotaro, cho dù anh đại náo thành phố Riyadh, đó cũng là trách nhiệm của Sonotaro. Ra khỏi đây trước đi. Giang Ánh Đào nói, không thể không nói, cái chết của Cáp Suy đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của bọn họ. Việc cấp bách của bọn họ là đổi chỗ khác, lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã đánh giá thấp ảnh hưởng của ngải nhĩ Mạc Tháp trong thành phố. Cái chết của Cáp Suy khiến ngải nhĩ Mạc Tháp tức giận, cả thành phố đang truy lùng hung thủ giết Cáp Suy, tất cả các sân bay, nhà ga, bến tàu đều được chuẩn bị nghiêm ngặt. Khi ba người Sở Trần đi ra khỏi thang máy, đại sảnh tầng 1, Ahi nhĩ đã dẫn theo một đội ngũ quay lại. Đội ngũ này không giống với đám người mà Ahi nhĩ vừa dẫn theo, đám người vừa rồi chỉ là côn đồ trà trộn ở đầu đường thành phố Riyadh. Ahi nhĩ cho bọn họ một chút chỗ tốt, bọn họ liền đi theo Ahi nhĩ xông lên, loại chuyện này đối với bọn họ mà nói, là nghiệp vụ bình thường, chẳng qua, lúc này đây đụng phải chính là xương cứng. Ahi nhĩ che đầu, trên tay còn có máu tươi, ánh mắt hung tàn tàn nhẫn, hắn vừa đi ra, liền nhìn thấy một đoàn xe lính đánh thuê huyết chiến sĩ, lập tức chặn lại. Thông báo tình huống nơi này, hắn trực tiếp nói cho đội lính đánh thuê huyết chiến sĩ này, Cáp Suy thiếu gia là bởi vì sau khi nhìn chúng nữ nhân của Sonotaro, liền chết một cách lạ lùng, rất có khả năng là Sonotaro thuê người giết. Cái chết của Cáp Suy khiến ngải nhĩ Mạc Tháp tức giận, trên dưới thành phố Riyadh đều đang điều tra hung thủ, nhưng cũng là điều tra mờ mịt không có căn cứ, ai cũng không biết đạo tặc Hỏa Yến trông như thế nào, hiện tại đột nhiên nghe được tin tức quan trọng như vậy. Đội lính đánh thuê huyết chiến sĩ này không chút do dự xông vào khách sạn. Chính là bọn họ, lại còn muốn chạy trốn. Ahi nhĩ hét lên. Đội ngũ lính đánh thuê huyết chiến sĩ này ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm vào ba người Sở Trần, đồng thời, binh khí trong tay muốn xuất ra, một đạo thân ảnh đã nghiễm nhiên rơi vào trong đội ngũ lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Quyền cước tách nhập, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt, đội ngũ lính đánh thuê huyết chiến sĩ này liền bị đánh đến vỡ vụn. Thấy một màn này, mọi người nhìn xung quanh đại sảnh khách sạn đều sợ ngây người. Nghe thấy không, thiếu gia Cáp Suy chết rồi, nguyên nhân cái chết được cho là có liên quan đến vị đại diện của tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản này. Tôi biết, hắn tên là Sonotaro, tối hôm qua lúc mới vào ở tôi liền chú ý tới hắn, nữ nhân bên cạnh hắn, chậc chậc, quả thực chính là cực phẩm nhân gian, khó trách bị Cáp Suy thiếu gia nhìn chúng. Tên vệ sĩ của Sonotaro này nhìn qua bình thường không có gì lạ. Không thể tưởng được thực lực cường đại như vậy, đây chính là một nhóm lính đánh thuê huyết chiến sĩ được trang bị đầy đủ thậm chí ngay cả vũ khí cũng không kịp móc ra đã bị tiêu diệt, khó trách Sonotaro dám chỉ mang theo một vệ sĩ liền đi tới Sa Quốc. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, nhóm huyết chiến sĩ này đã không ai có thể đứng lên. Hai chân của Ahi nhĩ mềm nhũn ngã xuống đất, huyết chiến sĩ, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch. Nhìn không ít lính đánh thuê máu me ngã xuống đất, hiện tại mới là huyết chiến sĩ thật sự Giang Ánh Đào lần này không cần chờ Sở Trần nói gì nữa, lập tức liền cất tiếng mở miệng, tập đoàn tài chính Kim Lăng chúng tôi sẽ không chủ động gây chuyện,
nhưng cũng không sợ chuyện, chỉ là lính đánh thuê huyết chiến sĩ, có tin chúng tôi nói diệt liền diệt không? Ánh mắt Giang Ánh Đào nhìn xung quanh một cái, thấy A Hy Nhĩ còn đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, lúc này đi qua một cái tát, A Hy Nhĩ trực tiếp lăn vài cái trên mặt đất, lúc ngã xuống đất cả người đều mơ mơ, khuôn mặt truyền đến đau nhức nóng bỏng. Sở Trần nhẹ nhàng sủi bụi bặm trên quần áo, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cất bước đi ra khỏi khách sạn. Mãi đến khi ba đạo thân ảnh biến mất không thấy, mọi người mới như mộng tỉnh lại. Sonotaro thật kiêu ngạo, nói diệt liền diệt, đây là có bao nhiêu không để Ngải Nhĩ Mạc Tháp vào trong mắt. Tin tức nhanh chóng lan truyền, trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Ngải Nhĩ Mạc Tháp mặc dù đã 60 tuổi, nhưng trông không già, giờ phút này vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế, nghe từng người báo cáo. Cái chết của Cáp Duy khiến hắn tức giận, trực tiếp hủy bỏ yến hội tối mai, phái ra một lượng lớn lính đánh thuê huyết chiến sĩ tìm kiếm xung quanh. Mặc dù không có mục đích, nhưng loại tìm kiếm này, một khi xuất hiện chỗ dị thường, có thể sẽ là hung thủ. Khi tin tức của khách sạn truyền đến, đôi mắt Ngải Nhĩ Mạc Tháp đột nhiên lướt qua một đạo điện quang sắc bén. Cha, vệ sĩ bên cạnh Zonotaro có thể tiêu diệt một nhóm huyết chiến sĩ trong vòng một phút, thực lực cường đại. Mà Zonotaro cũng có động cơ giết Cáp Duy, con trai lớn của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, Mạc Đức trầm giọng mở miệng cái chết của Cáp Duy vây, nhất định có liên quan đến hắn. Hừ, chỉ là tập đoàn tài chính Kim Lăng, lại dám ở địa bàn của chúng ta kiêu ngạo như vậy. Con trai thứ hai Cam Địch cũng tức giận, con ngược lại muốn nhìn xem, hắn nói diệt liền diệt huyết chiến sĩ như thế nào. Huyết chiến sĩ đề nghị xuất chiến, một người đàn ông dáng người khôi ngô kiêu căng mở miệng. Đôi mắt bắt đầu khởi động chiến ý nồng đậm, hắn có biệt danh, huyết thứ, là thủ lĩnh huyết chiến sĩ ở Trung Đông uy danh hiển hách, ngoại trừ giúp đỡ tài chính Ngải Nhĩ Mạc Tháp, thống soái của huyết thứ cũng rất quan trọng. Nhưng khoảng thời gian trước, huyết chiến sĩ tiến vào Trung Quốc, gặp phải hành động cấm địa, nuốt trái đắng. Hôm nay, chỉ là tập đoàn tài chính Kim Lăng, cũng dám nói khoác mà không biết ngược, huyết chiến sĩ là hắn nói diệt liền diệt. Từ khi nào? Huyết chiến sĩ là một quả hồng mềm. Huyết thứ, người tổ chức huyết chiến sĩ, bắt Zonotaro, nếu như không thể bắt sống, liền mang thi thể của hắn về. Ngải Nhĩ Mạc Tháp lạnh lùng mở miệng, huyết thứ quyết đoán xoay người, hắn đã khẩn cấp muốn hành động. Hắn muốn cho tiểu tử cuồng vọng kia xem thực lực huyết chiến sĩ thật sự. Mạc Đức, Cam Địch, Ngải Nhĩ Mạc Tháp lại mở miệng, vẻ mặt lãnh khốc, nếu như ta nhớ không lầm, tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc một vài sản nghiệp. Nơi khác tạm thời mặc kệ, trong thành phố Riyadh, tất cả sản nghiệp của tập đoàn tài chính Kim Lăng, mặc kệ dùng biện pháp gì, khiến bọn họ đều biến mất. Mạc Đức, Cam Địch gật đầu cùng một lúc, em ba Cáp Duy đột nhiên bị giết khiến bọn họ cảm giác được khiêu khích. Thành phố Riyadh, lại có người có thể xông vào trang viên này, hơn nữa, giết người lưu danh. Tập đoàn tài chính Kim Lăng tất nhiên phải trả giá cho việc này. Đừng nói thành phố Riyadh, toàn bộ thị trường Trung Đông. Bọn họ cũng đừng mơ tưởng lại tranh giành quyền lợi. Không nghĩ tới đạo tặc Hỏa Yến lại là người Nhật Bản, mắc cười chính là, hắn lại để lại chữ viết Trung Quốc trên tường, thủ đoạn đánh lừa thô thiển như vậy, cũng muốn lừa gạt chúng ta sao? Toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Riyadh, bóng người vội vàng. Thần hồn nát thần tính, Sa Quốc chính thức cũng phái ra không ít người, dù sao Ngải Nhĩ Mạc Tháp cũng không phải người bình thường, ở phía chính phủ Sa Quốc vốn có quyền thế nhất định. Tài phú cá nhân lại giàu có, con trai hắn bị giết, điều này đủ để khiến cho cả nước chấn động. Nhân viên an ninh của trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp gần như điều động một nửa ra ngoài, tham gia vào việc tìm kiếm đạo tặc Hỏa Yến và Zonotaro. Trong trang viên, thần sắc Ngải Nhĩ Mạc Tháp vẫn âm trầm bất định. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên bên tai Ngải Nhĩ Mạc Tháp, Ngải Nhĩ Mạc Tháp tiên sinh chỉ sợ là một chiêu gậy ông đập lưng ông A. Rõ ràng. Tiếng Trung Quốc, Ngải Nhĩ Mạc Tháp quay đầu lại cũng dùng tiếng Trung trả lời, giọng nói điều chỉnh có chút kỳ quái, chỉnh thể không ảnh hưởng đến hiệu quả thính giác, đạo tặc Hỏa Yến cũng không phải người bình thường, cho dù dốc toàn bộ trang viên ra, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, hiện tại hơn phân nửa an ninh trang viên đều phái ra ngoài, phòng ngự trong trang viên chính là lúc trống rỗng, đạo tặc Hỏa Yến tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội này đến đây trộm hỏa. Khuôn mặt Ngải Nhĩ Mạc Tháp lao qua một tia cười lạnh, đạo tặc Hỏa Yến làm sao có thể biết được, ta có một mình sư phụ Triệu Huyền Phong, đủ để chống lại 1000 huyết chiến sĩ, chỉ cần hắn dám đến, liền để cho hắn có đến mà không có về. Trang viên chỗ sáng, giám sát và tuần tra kín không kẽ hở. Trang viên ở chỗ tối, ngoại trừ kỳ môn trận pháp ta bố trí ra,
còn có cơ quan thuật độc đáo của phái Thiên Cơ ta. Người đàn ông mặc áo đạo sĩ Triệu Huyền Phong khóe miệng lạnh lùng giơ lên, đạo tặc hỏa yến tung hoành các quốc gia, ghi chép chưa bao giờ có thất thủ, mà lúc này đây, hắn nhất định phải ngã trong tay Triệu Huyền Phong ta. Ánh mắt Triệu Huyền Phong lạnh nhạt lướt qua, ai có thể nghĩ tới, hắn đường đường là một trưởng môn phái Thiên Cơ, lại ở trang viên ngải nhĩ mạc tháp xa quốc, ngẩn người chính là 5 năm. Đêm hôm qua, Triệu Huyền Phong vừa vặn có việc đi ra ngoài, mà Cáp Duy lại bị người ta lẻn vào trang viên sát hại, điều này khiến Triệu Huyền Phong cũng cảm thấy tức giận. Phòng ngự của trang viên ngải nhĩ mạc tháp là do một tay hắn chế tạo. Triệu Huyền Phong tự tin, cho dù là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư tiến vào trang viên ngải nhĩ mạc tháp, đều là một con đường chết. Ngải nhĩ mạc tháp đã sớm chứng kiến bản lĩnh của Triệu Huyền Phong, hắn đối với tất cả những gì Triệu Huyền Phong nói đều tin tưởng không nghi ngờ. 5 năm qua, hai người đều ở trong trạng thái giúp đỡ lẫn nhau, Triệu Huyền Phong thay hắn giải quyết rất nhiều vấn đề ngay cả lính đánh thuê huyết chiến sĩ cũng không cách nào giải quyết được, mà cái giá hắn trả, chính là tiền tài tài phú, Triệu Huyền Phong từ trong tay hắn thu được tài phú lớn. Ngải nhĩ mạc tháp cũng chưa từng trông cậy vào huyết chiến sĩ có thể đối phó với đạo tặc hỏa yến, lá bài của hắn nằm ở trên người vị trưởng môn phái Thiên Cơ nắm giữ dị thuật kỳ môn Phương Đông thần bí này. Thành phố Riyadh Sa Quốc, bão táp trong nháy mắt bộc phát. Cái chết của Cáp Duy đã gây ra một sự khuấy động từ mọi phía. Trong đó đứng mũi chịu sào là sản nghiệp của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở thành phố Riyadh. Phía bắc thành phố Riyadh, khu công nghiệp, có một nhà máy lớn của tập đoàn tài chính Kim Lăng. Đây là nhà máy lớn nhất của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Riyadh. Bên trong nhà máy có hơn 1.000 nhân viên, hơn một nửa trong số đó đến từ Nhật Bản. Võ Thiền Dũng là người phụ trách nhà máy này, cũng là tổng phụ trách của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc. Cáp Duy thiếu gia lại một đêm chết đột ngột, Võ Thiền Dũng ngồi trên sofa phòng làm việc, một bên vuốt ve thư ký, vừa cảm thán, đây cũng không phải là chuyện tốt ha, sơ hở lớn nhất bên cạnh ngải nhĩ mạc tháp chính là Cáp Duy thiếu gia. Cáp Duy thiếu gia vừa chết có lẽ sẽ khiến ngải nhĩ mạc tháp rất khó chịu, có thể sau này còn muốn tiếp cận ngải nhĩ mạc tháp càng thêm khó khăn. Thư ký khẽ cất một tiếng, tổng bộ không phải đã sớm nói muốn phái một tiểu tử của gia tộc điều dã tới đây sao? Tại sao còn chưa thấy hắn đến? Tôi đã tra qua Zono Taro, không học vấn không nghề nghiệp, đùa bỡn nữ sắc ngược lại là chuyên gia. Võ Thiền Dũng khinh thường nói, theo hắn, chuyến đi Sa Quốc chỉ sợ chính là một chuyến du lịch bằng công quỹ mà thôi, tôi phỏng chừng lúc này hẳn là nằm sấp trên bụng các cô gái Sa Quốc nào đó sung sướng rồi. Đáng tiếc Cáp Duy thiếu gia đã chết, nếu không, cùng một loại với Zono Taro, nói không chừng còn có thể phát huy hiệu quả không tưởng tượng nổi. Thanh âm của thư ký mang theo vài phần thở dốc, một tay lướt trên người cô ta. 3 phút sau, Võ Thiền Dũng kéo quần lên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập vô cùng. Thư ký quần áo lộn xộn mở cửa, mơ hồ mang theo vài phần cảnh xuân. Nếu như ngày thường, người gõ cửa chỉ sợ sẽ nhìn thấy trong mắt phát sáng, nhưng hiện tại, vẻ mặt của hắn tràn đầy kinh hoàng thất thố, không hay rồi, không hay rồi. Võ Thiền Dũng trầm mặt đi tới, trời sụp xuống sao? Thất thố như vậy, nhà máy bị phá hủy rồi. Giọng nói của người đàn ông dồn dập, sắp khóc lên. Võ Thiền Dũng giận tím mặt, khốn nạn. Dĩ nhiên có người dám đập phá nhà xưởng của tập đoàn tài chính Kim Lăng chúng ta. Bảo vệ đâu, huy động bảo vệ của mấy nhà máy gần đó đều tới đây. Tôi ngược lại muốn xem, ai dám đập phá nơi của chúng ta. Những cái khác, các nhà máy khác cũng bị đập phá. Người đàn ông khóc nói, người đập phá rất nhiều. Trong đó còn có hình đánh thuê huyết chiến sĩ. Hai chân Võ Thiền Dũng mềm nhun, ngã ngồi trên mặt đất. Lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Ai trong Sa Quốc không biết đằng sau lính đánh thuê huyết chiến sĩ là ai? Ngải nhĩ mạc tháp, tại sao ngải nhĩ mạc tháp đột nhiên ra tay với tập đoàn tài chính Kim Lăng? Chẳng lẽ ngải nhĩ mạc tháp cho rằng cái chết của Cáp Duy thiếu gia có liên quan đến chúng ta? Thư ký hoảng sợ, thốt ra. Nói bậy, Võ Thiền Dũng vừa giận vừa gấp. Chúng ta và Cáp Duy thiếu gia chưa từng gặp nhau, cái chết của hắn làm sao có liên quan tới chúng ta? Đoàng, thậm chí còn có tiếng súng vang lên bên ngoài. Hoàn toàn lộn xộn, sắc mặt Võ Thiền Dũng đại biến, vội vàng đứng lên, nhanh lên, rút trước. Màn đêm buông xuống, Vũ Thiền Dũng âm thầm điều tra rõ ràng sự tình rốt cục hiểu được nguyên nhân của tất cả. Zono Taro cướp người phụ nữ của Cáp Duy thiếu gia. Võ Thiền Dũng hận không thể nắm Zono Taro lên hung hăng tát mấy cái. Nữ nhân Cáp Duy thiếu gia nhìn chúng, đưa cho hắn là được. Thiếu gia Cáp Duy vừa về đến nhà đã bị ám sát, Zono Taro tất nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất.
Càng khiến người ta tức giận chính là, Sonotaro còn nói ra lời điên cuồng, nói có thể tùy thời tiêu diệt lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Phế vật, đồ ăn hại, Võ Thiền Dũng nổi giận không thể cưỡng lại, tập đoàn sao lại phái một tên phế vật như vậy đến Sa Quốc, mấy chục năm ở Sa Quốc khổ cực đặt nền móng, một ngày hủy hết a. Thư ký xinh đẹp ở bên cạnh, Võ Thiền Dũng cũng không có hứng thú trong 3 phút kia. Ban ngày nếu không kịp thời rút người chạy trốn, hiện tại chỉ sợ càng là lành ít dữ nhiều. Ngài Nhĩ Mạc Tháp đã nói ra, cho dù là lật tung Sa Quốc, cũng phải tìm ra đạo tặc Hỏa Yến cùng với Sonotaro. Sonotaro sao lại cấu kết với đạo tặc Hỏa Yến, đây là muốn đưa tập đoàn tài chính Kim Lăng vào chỗ chết. Thư ký cũng đang thở dài, vừa mới nhận được tin tức, mấy thành phố gần Riyadh, mấy nhà máy của tập đoàn tài chính Kim Lăng không kịp rời đi, tất cả đều bị đập nát, sóng gió lúc này, tổn thất của tập đoàn, phỏng chừng cũng ít nhất là 1 tỷ. Võ Thiền Dũng hai tay vô lực đỡ tường, một lúc lâu sau, vẫn gọi điện thoại cho tổng bộ, báo cáo trận bão bất thình liệt này. Tập đoàn tài chính Kim Lăng, gà bay chó sủa, mà người khởi xướng, Sonotaro, đang ở trong quán bar trên tầng cao nhất của một khách sạn, vui vẻ nhấm nháp rượu ngon, nghe nhạc. Họ đã tiêu hủy hộ chiếu giả và thay thế bằng tên thật của họ. Vốn lúc ngụy trang thành Sonotaro, Sở Trần cũng trải qua lần hóa trang đơn giản, hiện tại đổi lại thành khuôn mặt chính diện, mà Giang Ánh Đào cũng thay trang phục, không ai có thể liên hệ hai người Trung Quốc này cùng Sonotaro Nhật Bản là một. Trừ khi A Hy Nhĩ đích thân đến đây để chứng minh họ. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, quán bar đã bị lục soát 3 lần. Giang Ánh Đào ngồi bên cạnh Sở Trần, âm thanh âm nhạc rất lớn. Giang Ánh Đào chỉ có thể kề sát vào bên tai Sở Trần nói chuyện, năng lượng của ngài Nhĩ Mạc Tháp ở thành phố này vượt quá tưởng tượng của chúng ta, trọng lượng của cái nồi Sonotaro này, cũng vượt qua dự đoán của chúng ta, nghe nói nhà xưởng của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc đều bị đập phá. Sở Trần khuôn mặt quái dị, muốn trách, vậy thì trách Sonotaro à. Ánh mắt Sở Trần liếc nhìn xung quanh, cúi đầu ở bên tai Giang Ánh Đào nói, Phong Ca lại đi đâu rồi? Đội Giang không thích nói chuyện phiếm. Dứt khoát đi tìm hiểu tin tức, đợi lát nữa hẳn là sẽ có tin nhắn gửi cho anh. Giang Ánh Đào ngẩng đầu, lúc nói chuyện, mùi thơm xông vào mũi, môi đỏ mê người. Sở Trần theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại, anh nói xem, ngài Nhĩ Mạc Tháp phái nhiều người như vậy, trang viên hiện tại của hắn có thể phòng ngự trở nên trống rỗng hay không? Giang Ánh Đào đột nhiên nói, tôi cũng đã xem xét vấn đề này. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, nhưng lỗ hổng này quá rõ ràng. Tôi ngược lại cảm giác đây là ngài Nhĩ Mạc Tháp cố ý bày ra cho chúng ta xem, khiến chúng ta cảm giác có thể thừa dịp mà vào, đương nhiên, cũng có thể là nhằm vào đạo tặc Hỏa Yến. Vậy đạo tặc Hỏa Yến sẽ đi không? Giang Ánh Đào theo bản năng hỏi. Sở Trần trầm ngâm, khó mà nói, mặc dù biết rõ có thể sẽ có cạm bẫy, nhưng mục tiêu của đạo tặc Hỏa Yến chính là thư họa trong trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp, trừ phi hắn buông tha, nếu không, nhất định sẽ tìm cơ hội hành động. Tiên sinh, tiểu thư. Đây là đồ ăn nhẹ mà bạn hai người đã gửi. Một nhân viên phục vụ đột nhiên bưng một đĩa đồ ăn nhẹ đi tới, đặt trên mặt bàn. Sở Trần và Giang Ánh Đào mặt đối mặt nhau. Bạn của họ, Giang Khúc Phong khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Sẽ là ai? Giang Ánh Đào theo bản năng kiểm tra đĩa ăn vặt này, quả nhiên, ở trong đồ ăn vặt, có một tờ giấy nhỏ. Giang Ánh Đào giao tờ giấy cho Sở Trần mở ra nhìn thoáng qua, trong lòng theo bản năng đột nhiên chấn động. Trên tờ giấy viết 5 chữ, nhanh chóng rời khỏi Riyadh. Chữ viết siêu vẹo, thoạt nhìn giống như một người căn bản không hiểu được tiếng Trung sao chép ra. Sở Trần theo bản năng đứng lên, muốn tìm được nhân viên phục vụ vừa rồi bưng đĩa tới, nhưng ánh sáng xung quanh rất tối tăm, người cũng nhiều, anh đã hoàn toàn tìm không thấy nhân viên phục vụ vừa rồi. Sở Trần đưa tờ giấy cho Giang Ánh Đào chấn động, nhanh chóng rời khỏi thành phố Riyadh. Đây là thông tin ai gửi cho chúng ta? Trước khi xuất phát, bọn họ đều rất rõ, nhiệm vụ hành động lần này sẽ không nhận được bất kỳ trợ giúp nào. Coi như là cục đặc chiến trợ giúp, cũng không có khả năng thông qua phương thức như vậy truyền tin tức cho bọn họ. Cô có quen ai ở Sa Quốc không? Sở Trần hỏi, dù sao anh cũng không có. Giang Ánh Đào lắc đầu, Sa Quốc ta tuy rằng đã tới, lúc trước cũng là vì chấp hành nhiệm vụ mà đến, cũng không có kết giao bất luận bạn bè gì. Sở Trần chụp một tấm ảnh tờ giấy này, gửi cho Giang Khúc Phong. Rất nhanh, Giang Khúc Phong trả lời, không quen. Ra khỏi đây trước đi. Sở Trần dẫn theo Giang Ánh Đào rời khỏi quán bar, trên đường trở về, một mực quan sát tình huống xung quanh, nhưng cũng không có phát hiện dấu hiệu có người theo dõi. Bọn họ từ khi lên máy bay,
vẫn luôn dùng thân phận của Kontaro, người thần bí trực tiếp dùng chữ Trung Quốc bảo bọn họ rời khỏi Riyadh, điều này có nghĩa là, hành động lần này của bọn họ ở Sa Quốc vẫn luôn ở trước mắt người thần bí này. Đối phương còn biết thân phận thật sự của bọn họ, thành phố Riyadh chẳng lẽ còn tồn tại nguy hiểm tiềm tàng gì? Giang Ánh Đào đang nghiền ngẫm ý tứ của tờ giấy này. Nhưng điểm mấu chốt nhất, ai gửi đạt cho bọn họ thông tin này? Trong đầu Sở Trần còn theo bản năng hiện lên bóng dáng thần bí mà đêm qua nhìn thấy trong trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Có được thuật cách không khống chế vật của phái thiên cơ. Người phái thiên cơ hư hư thực thực, nhưng theo cái chết của Cáp Duy, ký hiệu của đạo tặc Hảo Yến xuất hiện, Sở Trần cơ hồ có thể khẳng định, người áo đen đêm qua nhìn thấy chính là đạo tặc Hỏa Yến. Nếu tờ giấy đến từ phía đạo tặc Hỏa Yến, vậy là lời khuyên hay cảnh báo? Chỉ cần một tờ giấy có thể mang lại quá ít thông tin. Sở Trần nhịn không được gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, có tin tức đạo tặc Hỏa Yến hay không? Cho đến khi hai người trở về khách sạn, Giang Khúc Phong vẫn chưa trả lời. Điều này là bất thường. Đối với một người nội tâm buồn bực mở miệng khó khăn mà nói, bình thường hận không thể cùng Sở Trần nhắn tin nói chuyện phiếm. Sở Trần nhịn không được gọi điện thoại cho Giang Khúc Phong. Không có trong khu vực dịch vụ. Đồng tử Sở Trần co rụt lại. Không liên lạc được với Giang tiền bối. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào cũng ngẩn ra. Loại thời điểm mấu chốt này, vô duyên vô cớ lại đột nhiên không liên lạc được với Giang Khúc Phong. Giang đội hôm nay vẫn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, hắn có thể vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp hay không, tắt máy, không đúng, nếu tắt máy, vậy cũng sẽ không nói không ở khu vực dịch vụ A. Giang Ánh Đào cũng là cho choạng, trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, câu nói này của Giang Ánh Đào khiến trong lòng Sở Trần chấn động. Anh nghĩ đến một khả năng, nếu Giang Khúc Phong tiến vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, mà trận pháp trong trang viên khởi động bẫy hắn, vậy tín hiệu điện thoại quả thật không có cách nào truyền vào. Trận pháp sẽ ngăn trở bên ngoài. Giang tiền bối có thể gặp phải phiền toái rồi. Sở Trần quyết đoán nói, cô Đào, cô ở lại khách sạn, tôi đi ra ngoài tiếp ứng hắn. Giang Ánh Đào quyết đoán gật đầu, giơ điện thoại lên một chút, lúc thuận tiện, giữ liên lạc. Sở Trần nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, điện thoại của Giang Ánh Đào liền nhận được tin nhắn của Sở Trần, tôi đang ở tầng 1 rồi. Giang Ánh Đào, chỉ chốc lát sau, tin nhắn của Sở Trần, tôi lên xe rồi. Người đất khách ngôn ngữ không thông thật đúng là phiền toái, khoa tay múa chân một hồi tài xế mới hiểu được tôi đến chính là trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp là một địa danh ở thành phố Riyadh của Sa Quốc, rất nhiều người mộ danh mà đến, mặc dù chỉ là đi vòng quanh trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, nhưng tốt xấu gì cũng cảm nhận được hơi thở của phú hào. Sở Trần liên tiếp gửi vài tin nhắn cho Giang Ánh Đào. Trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp đã gần kề trước mắt, Sở Trần thu hồi tâm tư đùa giỡn. Thần sắc dần dần nghiêm túc. Giang Khúc Phong rất có thể tiến vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, mà lúc này trận pháp kỳ môn bên trong trang viên khởi động, ngăn cách Giang Khúc Phong cùng bên ngoài liên hệ. Sau khi xuống xe, Sở Trần đánh giá tình huống xung quanh một chút, đi đến nơi không có người ở bên ngoài trang viên, lấy ra một miếng vải đen che mặt, thân thể nhảy lên, xoay người tiến vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Trận pháp quả nhiên khởi động rồi. Sở Trần rất nhanh liền nhận ra được khí tức kỳ môn trận pháp. Tới gần, lông mày khẽ nhíu. Từ bên ngoài cảm nhận được khí tức trận pháp, tòa kỳ môn trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Người bố trí kỳ môn trận pháp trình độ nhất định cũng cực cao. Sa Quốc lại còn có cao thủ kỳ môn như vậy. Sở Trần không có tùy tiện xông vào, mà là ở bên ngoài ý đồ phân tích tòa kỳ môn trận pháp này. Anh cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau. Giờ phút này trong trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, đại sảnh. Ánh mắt Ngải Nhĩ Mạc Tháp nhìn ra bên ngoài, có phải đạo tặc Hỏa Yến không vẫn chưa chắc chắn. Triệu Huyền Phong nói, nhưng, bên trong người kia thực lực không kém, có thể ở trong nháy mắt trận pháp khởi động che giấu hành tung của mình, có 7 phần khả năng chính là đạo tặc Hỏa Yến, người bình thường căn bản rất khó làm được. Được, ánh mắt của Ngải Nhĩ Mạc Tháp lộ ra hung quang, lúc này người tiến vào trang viên, 89 phần 10, chính là đạo tặc Hỏa Yến. Kẻ đã giết con trai mình, Triệu Sư Phụ. Trông cậy vào ngài rồi, Ngải Nhĩ Mạc Tháp trầm giọng nói, giao cho ta, Triệu Huyền Phong đi ra bên ngoài, ta vây hắn ở trong kim tỏa trận, nhưng cũng không chủ động đi tìm hắn, là bởi vì muốn biết có người đến cứu hắn hay không, hiện tại cũng nên thu lưới rồi. Phạm vi bao phủ của kim tỏa trận là khu vực trung tâm của trang viên, chừng mấy ngàn mét vuông. Đây cũng là nguyên nhân Giang Khúc Phong có thể chủ động ẩn thân sau khi trận pháp khởi động, nhưng, chung quy là ở trong trận pháp của Triệu Huyền Phong. Dưới sự tìm kiếm của Triệu Huyền Phong,
rất nhanh đã bại lộ hành tung. Triệu Huyền Phong ra tay như gió, quyết đoán sắc bén, trong nháy mắt liền đánh về phía Giang Khúc Phong đang ẩn thân. Giang Khúc Phong trong lòng cả kinh, cũng may đã sớm có chuẩn bị, tránh thoát một kích của Triệu Huyền Phong. Triệu Huyền Phong không nóng lòng tiếp tục tấn công, mà đứng ở một bên, nhìn chăm chú Giang Khúc Phong, nửa hồi, nhẹ nhàng cười nhạt, thật không nghĩ tới, đạo tặc Hỏa Yến tiếng tăm lừng lẫy, dĩ nhiên là hạng người tướng mạo bình thường không có gì lạ như vậy. Giang Khúc Phong nhíu mày, đối phương xem hắn là đạo tặc Hỏa Yến, hắn rõ ràng là vì bắt đạo tặc Hỏa Yến mà đến. Công phu ẩn nấp của ngươi quả thật không tệ, tốc độ, thực lực, trong võ đạo tông sư, cũng thuộc loại hạng nhất, khó trách có thể tung hoành các quốc gia, chưa từng có ghi chép thất thủ. Triệu Huyền Phong vừa đánh giá Giang Khúc Phong, vừa mở miệng, nhưng mà, kỷ lục của ngươi hôm nay sắp bị chấm dứt rồi. Giang Khúc Phong, ngươi không có gì để nói. Triệu Huyền Phong chỉ cho là Giang Khúc Phong thừa nhận thân phận của hắn, vậy thì chịu chết đi. Triệu Huyền Phong vừa dứt lời, quyền lực đã vội vàng vọt tới, trực tiếp đánh vào phần quan trọng của Giang Khúc Phong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đạo tặc Hỏa Yến oai phong các quốc gia, có thể kiên trì trong kim tỏa trận của ta bao lâu. Triệu Huyền Phong có nắm chắc tất thắng, một bên phát động công kích Giang Khúc Phong, đồng thời một bên chấn thanh mở miệng. Thần sắc Giang Khúc Phong âm trầm. Hắn cảm thấy đối phương nói quá nhiều, chẳng lẽ không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Giang Khúc Phong hận không thể đưa điện thoại qua, hiển thị mã QR, để Triệu Huyền Phong quét qua, có bản lĩnh ở trong điện thoại mắng chửi A. Ai không phải là anh hùng bàn phím, nhưng theo góc độ của Triệu Huyền Phong, đạo tặc Hỏa Yến này bị hắn nhìn thấu, bắt tại chỗ, vì không muốn để cho mình càng nhiều tin tức tiết lộ, mới cố ý bảo trì trầm mặc. Hơn nữa, hắn cũng đã không còn đường giải thích. Luận công phu quyền cước mà nói, Giang Khúc Phong cùng Triệu Huyền Phong không phân cao thấp. Hai người đánh nhau, thanh âm đối oanh lẫn nhau không ngừng vang lên. Trong bóng tối, Sở Trần thừa dịp cơ hội này đã lẻn vào trong kim tỏa trận. Kỳ môn kim tỏa trận, Sở Trần đã hoàn toàn thăm dò rõ chỗ ảo diệu của trận pháp trước mắt này, khiến khó hiểu chính là, tòa trận pháp này, nếu mà anh nhớ không lầm, là kỳ môn trận pháp độc đáo của phái Thiên Cơ. Sa Quốc, có nhiều người phái Thiên Cơ như vậy không? Đầu tiên là xuất hiện thuật cách không khống chế vật phái Thiên Cơ, hiện tại lại xuất hiện kỳ môn kim tỏa trận phái Thiên Cơ. Nhưng hai người rõ ràng không phải là cùng một trận hình. Kỳ môn kim tỏa trận là bảo vệ trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, mà thuật cách không khống chế vật, thì là vì lẻn vào trang viên. Hai bên thậm chí còn là tình trạng thù địch, chẳng lẽ phái Thiên Cơ chia làm hai? Sở Trần nhịn không được suy đoán, anh ngược lại vui vẻ nhìn thấy phái Thiên Cơ bắt đầu nội chiến. Trước mắt cường giả phái Thiên Cơ này thực lực rõ ràng mạnh hơn người phái Thiên Cơ còn lại Sở Trần từng gặp qua. Sở Trần cũng không biết, đối phương vẫn là trưởng môn phái Thiên Cơ. Triệu Huyền Phong hiển nhiên cũng có chút đánh giá thấp thực lực của Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong không lộ liễu, tướng mạo bình thường không có gì lạ, một thân tuyệt học của hắn cũng giống nhau, rõ ràng nhìn qua đã đến cực hạn làm việc, nhưng dần dần, thực lực tổng thể của Giang Khúc Phong lại tiến gần một cực hạn khác, ngay cả Sở Trần cũng không biết lai lịch của Giang Khúc Phong. Triệu Huyền Phong nhướng mày lên, không hổ là đạo tặc Hỏa Yến A. Hắn cũng không dùng hết toàn lực, đợt tấn công vừa rồi chẳng qua chỉ là thủ đoạn công kích quyền cước mà thôi, tuyệt học thật sự của phái Thiên Cơ nằm ở cơ quan thuật, kỳ môn trận pháp cùng với thuật cách không chế khống vật. Chỉ thấy thân ảnh Triệu Huyền Phong lướt về phía sau, trước khi búng tay, cơ quan thuật xuất hiện. Hắn mất 5 năm. Bố trí trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp thành pháo đài phòng thủ kiên cố, trong đó cơ quan thuật, công lao không thể thiếu. Trong trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, khắp nơi đều là cơ quan, nhất là trong kỳ môn kim tỏa trận. Một cơn gió mạnh thổi lên, núi giả hai bên đột nhiên có hai đạo khí đen phun ra. Khí đen theo gió cuốn đi, xông về phía Giang Khúc Phong. Đây là khí độc, Sở Trần trong bóng tối trong lòng cả kinh, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, Giang Khúc Phong phản ứng nhanh hơn. Đột nhiên đạp đất lên, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, trong nháy mắt lướt qua phạm vi bao trùm của khí độc. Nhưng lúc này, bốn phương tám hướng, tiễn thép dày đặc như mưa to trút xuống, bắn về phía Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong một bên ngăn cản, một bên vội vàng lui. Triệu Huyền Phong không chút hoang mang, khống chế các loại cơ quan. Chỉ cần đạo tặc Hỏa Yến còn ở trước mắt hắn, không có đi ra kỳ môn kim tỏa trận, hắn liền có nắm chắc bắt được đạo tặc Hỏa Yến trước mắt này. Giang Khúc Phong hoàn toàn rút tốc độ của mình lên, cũng may kỳ môn kim tỏa trận này đủ lớn, ước chừng mấy ngàn mét vuông, còn có không ít đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối các loại chướng ngại vật,
cho Giang Khúc Phong đủ không gian tránh né. Giang Khúc Phong tung người nhảy lên, bỗng nhiên, bên trong một chỗ hoa cỏ, một viên đá nhỏ bay ra, Giang Khúc Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, Triệu Huyền Phong còn chưa đuổi theo, lúc này cũng chui vào hoa cỏ. Phong ca, thế nào rồi? Đây chính là tư vị bị cao thủ kỳ môn thật sự nhìn chằm chằm a. Sở Trần không trông cậy vào Giang Khúc Phong có thể trả lời anh làm sao, lập tức tiếp tục hỏi còn chống đỡ được không? Nếu ngươi còn có thể chống đỡ, ta liền thừa dịp cơ hội này tiến vào nơi giấu bảo tàng của ngài Nhĩ Mạc Tháp, nói không chừng đạo tặc Hỏa Yến vừa vặn cũng muốn ngư ông đắc lợi. Dưới loại tình huống này, Giang Khúc Phong không do dự, lúc này gật đầu, đồng thời, thân ảnh lần nữa bắn ra, tránh né một phương hướng khác. Xa xa, thân ảnh Triệu Huyền Phong không chậm không nhanh xuất hiện, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt. Đạo tặc Hỏa Yến danh chấn toàn cầu, hiện giờ ở trong kỳ môn kim tỏa trận của hắn, chật vật không chịu nổi, chạy trốn xung quanh, điều này khiến trong lòng Triệu Huyền Phong có cảm giác thỏa mãn thật lớn. Đây chính là đạo tặc Hỏa Yến khiến các ông trùm trong giới thư họa nghe thấy biến sắc. Không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì hơn, Triệu Huyền Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ trêu chọc hắn một phen. Đạo tặc Hỏa Yến, khoanh tay chịu trói đi. Triệu Huyền Phong ngạo nghễ mở miệng, em gái ngươi là đạo tặc, cả gia ngươi đều là Hỏa Yến. Đây là thế giới nội tâm của Giang Khúc Phong. Lời nói chia làm hai đầu, dưới sự yểm hộ của Giang Khúc Phong, Sở Trần đã đi tới vị trí trung tâm của trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Đại sảnh, Ngải Nhĩ Mạc Tháp đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bình tĩnh, có Triệu sư phụ ở đây, hắn rất yên tâm. Huống hồ, ngoại trừ Triệu sư phụ ra, lính đánh thuê huyết chiến sĩ khi phát hiện đạo tặc Hỏa Yến trước tiên đều bị hắn triệu tập trở về. Tối nay đạo tặc Hỏa Yến, có chạy đằng trời. Cha, trụ sở tập đoàn tài chính Kim Lăng yêu cầu nói chuyện với cha. Mặc Đức đi tới, trầm giọng mở miệng. Ngài Nhĩ Mạc Tháp chậm rãi mở mắt ra, nói cho bọn họ biết, bảo Zono Taro đến nói chuyện với ta. Mặc Đức nói, bọn họ cũng không thể liên lạc với Zono Taro. Xem ta là kẻ ngốc sao? Ngài Nhĩ Mạc Tháp cười lạnh, vậy thì trực tiếp truyền lời cho bọn họ, trừ phi Zono Taro tự mình tới cửa thỉnh tội, nếu không, thành phố Riyadh, thậm chí cả Sa Quốc, tập đoàn tài chính Kim Lăng cũng đừng mơ tưởng lại đặt chân vào. Mặc Đức nhận lệnh lui về phía sau. Sở Trần ẩn thân ở chỗ tối, nhìn chằm chằm Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Tòa thành phòng thủ kiên cố này, đối với Sở Trần vừa vặn tinh thông kỳ môn thuật mà nói, ra vào tự nhiên, nếu như anh muốn lấy tính mạng của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, Ngải Nhĩ Mạc Tháp sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Sở Trần cũng không vội vàng đi tìm khắp nơi, căn cứ vào tư liệu cho thấy, Ngải Nhĩ Mạc Tháp đối với bộ sưu tập của mình có sự cuồng nhiệt gần như si mê, cách không lâu hắn sẽ đi xem bộ sưu tập của mình. Loại tình huống đặc biệt trước mắt này, hắn tuyệt đối càng thêm kiềm chế được lòng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bộ sưu tập đã bị đánh cắp một cách bất động? Ngải Nhĩ Mạc Tháp nhìn thoáng qua bên ngoài đại sảnh, tối đen. Bảo vệ trang viên, một con ruồi cũng không thể vào. Ngải Nhĩ Mạc Tháp đứng dậy, quay lại bên trong, đi qua hội trường, phía sau là một khu vườn rộng lớn. Cách bố trí khu vườn cũng kiểu Trung Quốc, núi giả, đài phun nước, hoa cỏ đan xen. Giống như vườn rừng kiểu Trung Quốc. Sở Trần lần nữa cảm nhận được khí tức kỳ môn trận pháp. Nhìn chằm chằm vào Ngải Nhĩ Mạc Tháp, bước đi của Ngải Nhĩ Mạc Tháp cực kỳ có quy luật trong vườn. Dù cho đi sai một bước, cũng sẽ chỉ là kích động nơi trận pháp này. Rất nhanh, Ngải Nhĩ Mạc Tháp đi tới trước núi giả, khởi động một cơ quan, hai bên núi giả tách ra, xuất hiện một ám đạo đen kịt. Khóe miệng Ngải Nhĩ Mạc Tháp khẽ nhếch lên, mảnh hoa viên này, không đến 30 mét vuông. Nhưng lại ẩn giấu ít nhất 10 kỳ môn trận pháp, cùng với vô số kỳ môn cơ quan thuật. Triệu sư phụ nói, bộ sưu tập của hắn đặt ở chỗ này, đó chính là nơi an toàn nhất trên thế giới. Ám đạo đen kịt dọc theo cửa hang kéo dài xuống, cho dù là trong lối đi bí mật, cũng hiện đầy cơ quan. Khi nghe nói đạo tặc Hỏa Yến có thể xuất hiện ở trang viên này của hắn, Ngải Nhĩ Mạc Tháp kỳ thật cũng không lo lắng, hắn thậm chí còn dứt khoát chuẩn bị tổ chức một yến hội, dùng cái này dẫn đạo tặc Hỏa Yến mắc câu. Toàn bộ trang viên, trong ngoài, kỳ môn trận pháp, cơ quan thuật, trải rộng khắp nơi. Cho dù là Ngải Nhĩ Mạc Tháp, cũng là sau khi Triệu Huyền Phong dẫn hắn đi qua ít nhất hơn 100 lần, mới dám tự mình đi con đường này. Hơi chút không cẩn thận, vạn tiễn xuyên tâm, Ngải Nhĩ Mạc Tháp đi đến cuối lối đi, phía trước sáng sủa. Có thể nói là bộ sưu tập dầu cỏ của Phú Quốc, ngay tại nơi này. Từng viên ngọc đêm sáng ngời chiếu rọi người khác, mỗi lần đến đây. Ngải Nhĩ Mạc Tháp cảm thấy mình trẻ hơn 20 tuổi,
tinh thần phấn chấn, thưởng thức bộ sưu tập của mình từng món đồ chân quý. Mỗi cái đều có giá trị rất cao. Chẳng bao lâu, ngài Nhĩ Mạc Tháp đến một khu vực cụ thể, nơi là bộ sưu tập văn hóa Trung Quốc yêu thích của ngài Nhĩ Mạc Tháp. Trong những năm qua, ngài Nhĩ Mạc Tháp đã không tiếc tiền để có được một số lượng lớn các di vật văn hóa của Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các tác phẩm thư họa, ngài Nhĩ Mạc Tháp đặc biệt yêu thích. Lúc này trong tay ngài Nhĩ Mạc Tháp đang cầm bức tranh này, chính là hắn ủy thác cho tổ chức hát với giá cao, trộm cắp trong thời gian triển lãm bô. Trong lòng ngài Nhĩ Mạc Tháp đã sớm tính toán xong, cung điện dưới lòng đất này, tương lai chính là mộ địa của hắn. Hắn muốn làm theo phương pháp chôn cất cổ xưa của Trung Quốc, để cho những thư họa quý báu này, chôn cùng hắn. Ba một tiếng, bỗng nhiên, phía sau ngài Nhĩ Mạc Tháp truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Ngài Nhĩ Mạc Tháp đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào một hướng. Sở Trần toát ra nụ cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép với ngài Nhĩ Mạc Tháp, đồng thời, trong lòng hiện lên bốn chữ, đạo tặc hỏa yến. Thanh âm vừa rồi không phải là anh phát ra, có người cố ý quấy rối, khiến bị ngài Nhĩ Mạc Tháp phát hiện. Ngoại trừ đạo tặc hỏa yến thật ra, Sở Trần không nghĩ tới còn có người nào khác. Này, Sở Trần vẫy tay, một giây sau, sắc mặt ngài Nhĩ Mạc Tháp trực tiếp trở nên xanh biếc. Sao lại có người? Đồng tử ngài Nhĩ Mạc Tháp mở to đến cực hạn, kinh hãi đến nỗi cả người đều cứng ngắc. Từ trong ra ngoài, các nơi hiện đầy cơ quan. Ngài Nhĩ Mạc Tháp tự tin, cơ quan thuật phức tạp như vậy, cho dù là có người theo dõi hắn, ở phía sau hắn cũng sẽ kích phát trận pháp. Nhưng người trước mắt này, hắn xuất hiện như thế nào? Ngài Nhĩ Mạc Tháp bối rối lui về phía sau vài bước, ngươi là ai? Sở Trần thần sắc nghi hoặc nhìn ngài Nhĩ Mạc Tháp, buông tay tỏ vẻ mình nghe không hiểu. Ngài Nhĩ Mạc Tháp hít sâu một hơi, thử dùng tiếng Trung Quốc, ngươi là ai? Chỉ có người của kỳ môn mới có thể phá vỡ thủ đoạn kỳ môn. Người thần bí trước mắt này tuy rằng che mặt, nhưng tóc đen, đôi mắt đen, ngài Nhĩ Mạc Tháp suy đoán là đến từ Trung Quốc. Người thế nhưng còn hiểu tiếng Trung, xem ra quả nhiên là fan cuồng nhiệt văn hóa Trung Quốc. Chẳng qua, Sở Trần tiện tay cầm lấy một bức tranh chữ, yêu cũng không có nghĩa là cướp đoạt. Những năm gần đây, người thông qua các loại thủ đoạn không thể nhìn thấy ánh sáng lấy được những vật phẩm siêu tầm này, người không cảm thấy có cảm giác tội lỗi sao? Người rốt cuộc là ai? Ngài Nhĩ Mạc Tháp hỏi thêm một tiếng nữa. Đạo tặc Hỏa Yến rõ ràng bị Triệu sư phụ kiềm chế, chẳng lẽ hắn là đồng bọn của đạo tặc Hỏa Yến? Thiên Võng, Trung Quốc, Sở Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn ngài Nhĩ Mạc Tháp. Khuôn mặt của ngài Nhĩ Mạc Tháp đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt này, cảm giác tay chân của mình đã trở nên lạnh lẽo. Thiên Võng Trung Quốc, đây là một danh hiệu trong bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc. Ngài Nhĩ Mạc Tháp nhiều lần ở sau lưng sai khiến cướp đoạt tác phẩm thư họa của Trung Quốc, trong đó không ít lần xảy ra ở Trung Quốc, hắn đã sớm bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen. Nếu như đối phương chỉ là đồng bọn của đạo tặc Hỏa Yến, có lẽ hắn còn có thể dùng chân bảo nơi này để hấp dẫn đối phương, nhưng khi Sở Trần nói ra bốn chữ Thiên Võng Trung Quốc, ngài Nhĩ Mạc Tháp hoàn toàn sẽ sụp đổ, tác phẩm tranh chữ ở đây cũng đủ để định tội danh của hắn. Ngài Nhĩ Mạc Tháp lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhanh chóng đưa tay móc súng, bắn liên tiếp vài phát về phía Sở Trần. Sở Trần từ lâu đã đề phòng động tác của ngài Nhĩ Mạc Tháp, anh tin đạo tặc Hỏa Yến cố ý bại lộ hành tung của anh, khẳng định cũng là đang thăm dò con át chủ bài của lão gia hỏa này. Hiện tại xem ra, con át chủ bài của hắn đều đặt ở trên người đang đối phó với Giang Khúc Phong. Ngài Nhĩ Mạc Tháp ngay cả một võ giả cũng chưa nói tới, đạn hắn bắn ra đương nhiên không có khả năng bắn trúng Sở Trần. Sở Trần sau khi dễ dàng tránh được, áp sát ngài Nhĩ Mạc Tháp. Ngài Nhĩ Mạc Tháp lao về phía lối ra. Sở Trần bắt ngài Nhĩ Mạc Tháp. Ném xuống đất, người bị bắt rồi, còn có ngươi. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn xung quanh một cái. Biết rõ đạo tặc Hỏa Yến ở bên trong, nhưng Sở Trần căn bản không phát hiện được nơi hắn ẩn thân. Đây mới là chỗ đáng sợ của thật sự của đạo tặc Hỏa Yến. Nhưng Sở Trần không thích loại cảm giác này, bắt đầu từ tối nay nhận được tờ giấy, anh cảm giác chuyến đi xa quốc của mình, vẫn bị người khác giám sát, loại cảm giác này làm Sở Trần cực kỳ không thoải mái. Còn có người. Đồng tử của ngài Nhĩ Mạc Tháp mở to đến cực điểm, nơi an toàn nhất trên thế giới, ngài Nhĩ Mạc Tháp đột nhiên cảm thấy những từ này rất đáng xấu hổ. Hắn nhìn thấy bên cạnh lại có một đạo thân ảnh mặc áo đen đi ra. Thực sự có người, ngài Nhĩ Mạc Tháp giãy giụa, đột nhiên chạy sang một bên. Trong này cơ quan trùng điệp, chỉ cần để cho hắn tìm được cơ hội, khởi động cơ quan, hắn liền còn có cơ hội.
một bức tranh ném về phía Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Trước mắt Ngải Nhĩ Mạc Tháp tối sầm lại, trực tiếp hôn mê. Sở Trần đang đánh giá người trước mắt, một thân áo đen bó sát, dáng người có lồi có lõm, tóc dài buộc lên, dưới mặt nạ màu tím, môi đỏ thấm, khuôn mặt trái xoan. Lại là một người phụ nữ. Sở Trần thật sự giật mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu toát ra là, đạo tặc Hỏa Yến, dĩ nhiên là nữ. Tuy rằng chưa từng có người gặp qua đạo tặc Hỏa Yến, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định đạo tặc Hỏa Yến là nam. Đạo tặc Hỏa Yến thanh danh nổi tiếng toàn quốc lớn như vậy, ngay cả nam hay nữ cũng chưa từng bại lộ. Sở Trần có chút hoài nghi, nhịn không được mở miệng, ngươi là, đạo tặc Hỏa Yến. Người phụ nữ mặt nạ màu tím ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc không giống sao. Thanh âm thoáng có vẻ vài phần trầm thấp, đây là cố ý che giấu giọng nói ban đầu của mình. Sở Trần nhịn không được đánh giá vài cái người phụ nữ mặt nạ màu tím. Đối phương vui vẻ thừa nhận mình là đạo tặc Hỏa Yến, ngược lại khiến Sở Trần cảm thấy có chút không chân thật. Ngươi thật là không nghe lời a. Lúc này, người phụ nữ mặt nạ màu tím tiếp tục mở miệng nói, ta không phải bảo ngươi rời đi sao. Thế nhưng vẫn tới, đồng tử Sở Trần co rụt lại. Người phụ nữ mặt nạ màu tím hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng kỳ môn kim tỏa trận của trưởng môn phái Thiên Cơ dễ dàng xông vào như vậy sao? Đồng đội phía trên ngươi sắp không thể kiên trì được nữa rồi. Nghe vậy, nội tâm Sở Trần cả kinh, thiếu chút nữa đã quên Tao Phong còn đang đối mặt với công kích của cao thủ phái Thiên Cơ kia. Nếu chỉ luận về công phu quyền cước, Giang Khúc Phong tuyệt đối không nằm dưới đối phương, nhưng giờ phút này Giang Khúc Phong đang ở trong kỳ môn kim tỏa trận của đối phương. Dưới sự phối hợp của thủ đoạn kỳ môn, Giang Khúc Phong quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Sở Trần theo bản năng muốn lao ra ngoài, thân ảnh cứng rắn dừng lại. Giang Khúc Phong hẳn là có thể kiên trì thêm một chút. Ánh mắt Sở Trần lại một lần nữa rơi vào mặt nạ màu tím mặt nạ trái xoan mặt người phụ nữ, ngươi là người phái Thiên Cơ. Người phụ nữ mặt nạ màu tím không có chính diện trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Trần, anh luôn có một loại cảm giác người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím tựa như đã từng quen biết. Người ngoài kia, hẳn là người phái Thiên Cơ. Sở Trần muốn từ trên người phụ nữ mặt nạ màu tím kia lấy được nhiều tin tức hơn. Người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím lúc này ngược lại dứt khoát lưu loát mở miệng, hắn là trưởng môn phái Thiên Cơ đương đại, Triệu Huyền Phong. Vừa dứt lời, Sở Trần nhất thời chấn động, trưởng môn phái Thiên Cơ. Anh giả thiết qua địa vị của người bên ngoài ở phái Thiên Cơ có lẽ cực cao, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến trưởng môn. Đường đường là trưởng môn phái Thiên Cơ, lại làm hộ viện cho người ta ở xa quốc. Trong mắt Sở Trần, thân phận của Triệu Huyền Phong ở trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp không khác gì hộ viện. Hộ viện, người phụ nữ đeo mặt nạ màu tím giật mình, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên, coi như là vậy đi. Sở Trần đánh giá người phụ nữ mặt nạ màu tím, người thật sự là đạo tặc Hỏa Yến. Người phụ nữ cười tủm tỉm hỏi ngược lại, người muốn bắt ta quy án sao? Đánh cũng đánh không lại, Sở Trần ngượng ngùng cười. Trước mắt người phụ nữ mặt nạ này cho anh một loại cảm giác sâu không lường được, Sở Trần tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù anh phối hợp với Giang Khúc Phong, cũng không phải đối thủ của cô ta. Cân nhắc một chút, Sở Trần vẫn quyết định đi ra ngoài trước trợ giúp Giang Khúc Phong. Dù sao cho dù trước mắt này là đạo tặc Hỏa Yến anh cũng không trêu nổi, ngộ nhỡ Giang Khúc Phong bị thương. Phiền toái liền lớn. Nhiệm vụ chuyến đi này của anh và Giang Khúc Phong chính là bắt đạo tặc Hỏa Yến, Sở Trần cũng không trông cậy vào đạo tặc Hỏa Yến sẽ giúp anh. Sau khi đi ra khỏi núi giả, Sở Trần rất nhanh đã tập trung vào vị trí của Giang Khúc Phong, so với trước khi anh tiến vào, tình huống của Giang Khúc Phong quả thật tương đối chật vật, Triệu Huyền Phong dung nhập cơ quan thuật vào trong kỳ môn kim tỏa trận, kỳ môn kim tỏa trận mà hắn mài giũa 5 năm uy lực kinh người, Giang Khúc Phong tuy rằng cẩn thận hơn nữa. Nhưng vẫn là nói, thời điểm Sở Trần nhìn thấy hắn, trên người Giang Khúc Phong vài chỗ đều dính màu. Trưởng môn phái Thiên Cơ, Sở Trần liếc mắt nhìn Triệu Huyền Phong một cái, trong tay đã lấy ra sáo nữ thần. Một khúc an hồn, Triệu Huyền Phong vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào, đạo tặc Hỏa Yến, phía trước có chút chật vật, khóe miệng lao qua một trận độ cong lạnh lẽo, đạo tặc Hỏa Yến, chỉ là như thế. Trong lời nói, tiếp tục khinh bỉ, nhìn, đạo tặc Hỏa Yến. Lui về phía sau một gác xếp, tầm mắt Triệu Huyền Phong càng không khỏi híp lại một chút. Hắn giả vờ ngăn cản, đạo tặc Hỏa Yến, vọt vào gác mái, trên thực tế, Triệu Huyền Phong đang chờ mong khoảnh khắc, đạo tặc Hỏa Yến, đẩy cửa chính gác xếp ra. Bên trong gác mái, có cơ quan thuật mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Cửa lớn một khi đẩy ra, đạo tặc Hỏa Yến, khó thoát khỏi vận mệnh vạn tiễn xuyên tâm.
Càng ngày càng gần, Triệu Huyền Phong phảng phất đã nghe thấy thanh âm mũi tên nhọn phá không. Ưu nhã êm tai, Triệu Huyền Phong cảm giác mí mắt run rẩy một chút, một trận buồn ngủ ập đến. Vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây, Triệu Huyền Phong đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt phun ra tinh quang sắc bén, khúc an hồn cửu huyền. Cửu huyền môn, ánh mắt Triệu Huyền Phong trực tiếp hiện lên sát khí. Ở xa quốc xa xôi, nếu có duyên đụng phải đệ tử cửu huyền môn, đây chính là một may mắn lớn a. Nhưng mà, thế tấn công của Giang Khúc Phong cũng trong giây lát này liền nổi lên phản công. Ngay trong giây khắc Triệu Huyền Phong hoảng hốt, Giang Khúc Phong nhanh chóng từ dưới sự áp bách của kỳ môn kim tỏa trận của hắn đi ra, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với phân tích tình huống của Triệu Huyền Phong, biết là Sở Trần xuất hiện hơn nữa còn trợ giúp hắn, Giang Khúc Phong quyết định nhanh chóng, phản kích Triệu Huyền Phong. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, Triệu Huyền Phong liên tiếp lui về phía sau một đoạn. Hắn cũng không thể miễn dịch 100% khi căn hồn, huống chi, Giang Khúc Phong lúc trước mặc dù không địch lại Triệu Huyền Phong, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, mục đích lớn hơn của Giang Khúc Phong là kiềm chế Triệu Huyền Phong mà thôi. Lúc này Sở Trần xuất hiện, Giang Khúc Phong cũng không còn giữ lại, toàn lực tấn công Triệu Huyền Phong. Ánh mắt Triệu Huyền Phong tập trung vào Sở Trần, dưới bóng đêm, một bộ thân hình cao lớn này đứng sừng sững trên gác xếp, ngón tay nhảy lên, khúc an hồn xuất hiện. Ánh mắt Sở Trần bình tĩnh nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Phong, khi một khúc kết thúc, Sở Trần dương sáo nữ thần trong tay lên, cười vang mở miệng, thật không thể tưởng tượng được, đường đường là trưởng môn phái Thiên Cơ, cư nhiên chạy tới xa quốc làm hộ viện cho người ta, phái Thiên Cơ thật sự thiếu tiền như vậy sao? Thần sắc Triệu Huyền Phong trầm xuống, thân phận trưởng môn phái Thiên Cơ của hắn, đối phương lại biết được. Nhưng ngược lại, ngoại trừ khúc an hồn ra, hắn căn bản không biết thanh niên trước mắt này. Lúc này, Sở Trần đã ngay sau đó mở miệng, Phong ca, chuẩn bị rút lui, bộ sưu tập phía sau núi giả của ngài Nhĩ Mạc Tháp, chúng ta đã gần như dọn sạch. Vừa dứt lời, trong lòng Triệu Huyền Phong chấn động, đạo tặc Hỏa Yến, không chỉ có đệ tử cửu huyền môn tương trợ, lại còn bất động thanh sắc lẻn vào bên trong, hơn nữa còn trộm cắp đồ sưu tầm của ngài Nhĩ Mạc Tháp. Một người các ngươi cũng không thể rời khỏi kim tỏa trận. Triệu Huyền Phong sau khi lắc lư một chiêu, vọt về phía núi giả. Kỳ môn kim tỏa trận đã khởi động, đây đồng thời cũng là một cái khốn trận, hắn cũng không lo lắng hai người Sở Trần có thể trong thời gian ngắn chạy trốn. Giờ phút này Triệu Huyền Phong càng muốn xác định Sở Trần nói là có thật hay không. Nhìn Triệu Huyền Phong toàn lực xông tới, khóe miệng Sở Trần thầm dương, lau đi một tia chờ mong. Từ lúc đi tới xa quốc, anh đã bị đạo tặc Hỏa Yến theo dõi, hôm nay còn bị bày ra một đạo. Hiện tại không dẫn Triệu Huyền Phong qua đối phó cô ta, vậy quả thực có lỗi với mình. Đi, chúng ta đi theo. Sở Trần nói với Giang Khúc Phong mở miệng, ta biết hiện tại trong lòng ngươi có nghi vấn, nhưng không phải là thời điểm giải thích. Tôi cũng lười biếng xem tin nhắn điện thoại. Sở Trần trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Nhưng mà, khi Sở Trần vừa muốn xông lên, thân ảnh lại đột nhiên cứng ngắc, không nhúc nhích, không thể tin nhìn về phía trước. Trong nháy mắt này, Sở Trần cho rằng mình hoa mắt. Trên một cái cây, thân ảnh áo đen ngồi trên cành cây, mặt nạ màu tím, đôi môi đỏ tươi, hai tròng mắt lưu quang ngóng trông trong đêm tối, còn đeo một cái bao lớn, hiển nhiên là chiến lợi phẩm của cô đêm nay. Bảo vật trong phòng bảo tàng của ngài Nhĩ Mạc Tháp chất đống như núi, rực rỡ muôn màu, nhìn một lần cũng hao phí không ít thời gian, cô ta lại nhanh như vậy liền lấy ra. Ngươi không an tâm à? Đạo tặc Hỏa Yến mở miệng, liếc mắt nhìn xa xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có thực lực bắt ta. Thân thể đạo tặc Hỏa Yến nhoáng lên một cái, ngay cả lá cây cũng chưa từng kinh động, thân ảnh trực tiếp biến mất. Sở Trần sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, thân thể nhảy lên, ngươi cũng không an tâm. Thân thể Sở Trần nhảy lên vị trí lúc trước của đạo tặc Hỏa Yến, nhưng thân ảnh đạo tặc Hỏa Yến đã biến mất vô tung vô ảnh. Cô sự đoán thành công phán đoán Sở Trần. Sở Trần vốn định dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Trưởng môn phái Thiên Cơ Triệu Huyền Phong đi đối phó đạo tặc Hỏa Yến, dù sao, Sở Trần vừa mới đi ra không lâu, anh tuyệt đối tin tưởng đạo tặc Hỏa Yến sẽ không nhanh như vậy rời khỏi phòng bảo tàng của ngài Nhĩ Mạc Tháp, nhưng không nghĩ tới đạo tặc Hỏa Yến thật đúng là rời đi. Triệu Huyền Phong cũng nhất định sẽ lập tức quay trở về. Phong ca, đi, Sở Trần quyết định nhanh chóng. Kỳ môn kim tỏa trận này hiển nhiên trải qua Triệu Huyền Phong tỉ mỉ mài giũa, nếu bọn họ ở tại chỗ này tiếp tục chiến đấu với Triệu Huyền Phong, chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Huống chi, nhiệm vụ của bọn họ là bắt đạo tặc Hỏa Yến. Nhưng đạo tặc Hỏa Yến lại muốn chạy trốn.
không dễ dàng như vậy. Thân thể Sở Trần lướt qua, nhận chuẩn một hướng, không có bất kỳ lý do gì, chính là xuất phát từ một cỗ khứu giác bản năng, anh cảm thấy đạo tặc Hỏa Yến chính là chạy trốn hướng này. Giang Khúc Phong cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, đạo tặc Hỏa Yến cư nhiên là một nữ. Đây là một ý niệm hiện lên trong đầu Giang Khúc Phong lúc này. Thân ảnh lướt qua đi theo Sở Trần. Tại thời điểm này, trong phòng bảo tàng của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, một đạo thân ảnh chợt lóe tới, tiến vào phòng bảo tàng. Trong phòng bảo tàng, ngoại trừ mấy phát súng mà Ngải Nhĩ Mạc Tháp bắn về phía Sở Trần ra, cũng không có dấu vết đánh nhau. Ánh mắt Triệu Huyền Phong đảo qua. Hắn đã từng tới phòng bảo tàng này quá nhiều lần, rất nhanh liền biết được, trong phòng bảo tàng thiếu đi một bộ phận tranh chữ Trung Quốc mà Ngải Nhĩ Mạc Tháp thu thập được. Quả nhiên là bút tích của đạo tặc Hỏa Yến. Chỉ thích vẽ chữ, Ngải Nhĩ Mạc Tháp hôn mê trên mặt đất, trên người hắn yên lặng rơi xuống một ký hiệu Hỏa Yến. Triệu Huyền Phong đi tới, nhìn thoáng qua Ngải Nhĩ Mạc Tháp đang hôn mê bất tỉnh, ngồi xổm xuống, đưa tay hướng cổ họng Ngải Nhĩ Mạc Tháp dò xét, ánh mắt đột nhiên lướt qua một đạo băng hàn lạnh lẽo quang mang, đột nhiên phát lực. Ngải Nhĩ Mạc Tháp chết trong tình trạng hôn mê. Triệu Huyền Phong đứng lên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn ký hiệu Hỏa Yến trên người Ngải Nhĩ Mạc Tháp, cảm ơn. Triệu Huyền Phong ngẩng đầu lên, nhìn toàn bộ chân bảo xung quanh rực rỡ sắc màu phòng bảo tàng, ánh mắt lướt qua một đạo cuồng nhiệt, tài phú nơi này cao hơn rất nhiều so với tài phú hắn tích góp được 5 năm ở bên cạnh Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Cũng là thời điểm, về nước rồi. Triệu Huyền Phong phảng phất đã quên bên ngoài còn có, đạo tặc Hỏa Yến, giờ phút này tâm tư của hắn hoàn toàn đang đặt trên các loại chân bảo có thể nói là phú khả địch quốc này. Sở Trần dựa vào dự cảm của mình một đường vọt về phía trước. Lực chú ý cũng thỉnh thoảng lưu tâm phía sau, nhưng ngoại trừ Giang Khúc Phong ra, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Đạo tặc Hỏa Yến không thấy đâu, Triệu Huyền Phong cũng không có đi ra. Trong lòng Sở Trần có một loại cảm giác quái dị. Lúc này, phía trước truyền đến một trận động rất nhỏ. Đạo tặc Hỏa Yến đang xuất trận. Sở Trần đã sớm đoán được, đạo tặc Hỏa Yến có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào trong phòng bảo tàng của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, hơn nữa còn nắm giữ thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ. Cô ta nhất định cũng tinh thông kỳ môn thuật. Võ giả tầm thường không có khả năng dễ dàng thoát khỏi trói buộc của kỳ môn kim tỏa trận. Kim tỏa trận, đúng như tên gọi của nó, tác dụng lớn nhất của nó chính là một chữ tỏa. Nhưng mà tối nay đối mặt, một người là đạo tặc Hỏa Yến đương thời có uy danh hách hách, một người là thiếu chủ thiên hạ đệ nhất kỳ môn Sở Trần. Sở Trần rất nhanh đã tìm được địa điểm đạo tặc Hỏa Yến xuất trận, đây cũng coi như là một sơ hở của kỳ môn kim tỏa trận này. Sở Trần không tốn quá nhiều sức liền phá vỡ, sau đó ý bảo Giang Khúc Phong rời đi trước một bước. Sở Trần vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Toàn bộ quá trình, lại bình tĩnh kỳ lạ. Triệu Huyền Phong vừa rồi còn hùng hổ bức người đi đâu rồi. Sở Trần thậm chí còn có loại kích động trở về tìm hắn, vẫn là không chết. Nếu Triệu Huyền Phong rời khỏi tòa đại trận này, anh cùng Giang Khúc Phong liên thủ mà nói, vẫn là có cơ hội bắt hắn. Nhanh chóng rời khỏi trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Sở Trần và Giang Khúc Phong hai mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ, thất bại. Ta nhìn thấy đạo tặc Hỏa Yến, cô ta cho ta cảm giác, thực lực còn ở trên ngươi. Sở Trần sâu kín mở miệng, nhìn Giang Khúc Phong, phảng phất như đang nói, ngươi xác định thật sự còn tiếp tục nhiệm vụ bắt đạo tặc Hỏa Yến sao? Giang Khúc Phong á khẩu không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Giang Khúc Phong dương điện thoại của mình một chút, dẫn đầu đi về phía trước một khoảng cách, sau đó bắt đầu nhắn tin cho Sở Trần. Giang Khúc Phong, đạo tặc Hỏa Yến là nữ. Tại sao lại cố chấp vấn đề hỏi này? Sở Trần vẫn là trả lời Giang Khúc Phong, đúng. Tin nhắn của Giang Khúc Phong rất nhanh lại tới, thu dọn một chút, chuẩn bị về nước, Giang Khúc Phong ta chưa bao giờ đối phó với phụ nữ. Sở Trần, không hổ là tao Phong A. Sở Trần đã không thấy bóng dáng Giang Khúc Phong, lúc trở lại khách sạn, Giang Ánh Đào vẫn chưa nghỉ ngơi, ngồi trên sofa, pha trà nóng. Hai chân thon dài lộ ra một mảng lớn ngọc sắc, thế nào? Giang đội không sao chứ? Ngược lại không có việc gì, Sở Trần bưng chén trà lên uống một ngụm, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai chúng ta có thể về nước. Giang Ánh Đào bất ngờ, bắt được đạo tặc Hỏa Yến rồi. Nhiệm vụ thất bại rồi. Sở Trần nói ngắn gọn một lần chuyện xảy ra ở trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Đạo tặc Hỏa Yến lại là nữ. Giang Ánh Đào cũng khiếp sợ. Ánh mắt theo bản năng toát ra một trận sùng bái, đây mới là bậc quân cước không thua đấng mày dâu a, tranh chữ Trung Quốc mà Ngải Nhĩ Mạc Tháp khổ cực siêu tầm, phỏng chừng lại bị Hỏa Yến quét sạch. Đúng rồi, tôi có một tin tức,
Giang Ánh Đào nói, bởi vì Zono Taro, sản nghiệp của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc bị đả kích mang tính hủy diệt, tổn thất cụ thể, nói ít cũng có hơn 1 tỷ, chỉ là tạm thời. Sở Trần sửng sốt một chút, chợt cảm thán, Zono Taro, thật đúng là phá gia chi tử a. Giang Ánh Đào liếc nhìn Sở Trần một cái. Trong lòng Sở Trần run lên, môi sứt miệng khô, cô Đào, cô đã quên ánh mắt của mình sẽ giết người a. Sở Trần ho một tiếng, theo bản năng cúi đầu, đập vào mắt là hai chân dài trắng bóng. Bầu không khí lập tức vi diệu. Giang Ánh Đào quơ quơ, vội vàng đứng lên, ngày mai phải về nước rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Giang Ánh Đào chạy chối chết. Sở Trần cười cười, uống một ngụm trà nóng. Hầu hết các khu vực của trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, vào ban đêm đã yên tĩnh lại. Trước lối vào mật đạo núi giả, một nhóm lính đánh thuê huyết chiến sĩ đóng giữ. Thủ lĩnh lính đánh thuê huyết chiến sĩ huyết thứ giờ phút này đang đứng ở trước mặt Triệu Huyền Phong, thần sắc cung kính. Ngải Nhĩ Mạc Tháp đã bị giết bởi đạo tặc Hỏa Yến. Triệu Huyền Phong nhàn nhạt mở miệng nói, chân bảo trong bảo tàng, cũng bị trộm hết. Huyết thứ nhìn thoáng qua chân bảo cơ hồ chất đầy mật thất, cùng với Ngải Nhĩ Mạc Tháp ngã trên mặt đất, trong lòng thầm chấn động, vội vàng gật đầu, vâng. Triệu Huyền Phong ở Sa Quốc 5 năm nay, sớm đã khống chế huyết chiến sĩ trong tay hắn, bao gồm cả thủ lĩnh của huyết chiến sĩ trước mắt này, cũng nghe hiệu lệnh của hắn. Rời đồ đạc nơi này đi, coi chừng thủ hạ của ngươi, thiếu một cái, ta chỉ hỏi duy nhất ngươi. Triệu Huyền Phong nói một ngụm lưu loát ngôn ngữ Sa Quốc. Huyết thứ chán lúc này chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ sự kinh khủng người đàn ông Trung Quốc trước mắt này. Hiểu rồi, mặt trời mọc. Sở Trần đang ngủ say bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Sở Trần mở cửa, Giang Ánh Đào một thân áo ngủ mềm mại đứng ở trước mặt anh, tóc còn có vài phần lộn xộn. Sự buồn ngủ của Sở Trần lập tức hoàn toàn hết, cô Đào, xảy ra chuyện rồi. Giang Ánh Đào thần sắc ngưng trọng, Ngải Nhĩ Mạc Tháp bị đạo tặc Hỏa Yến giết chết, hiện tại cả thành phố Riyadh cơ hồ bị vây, bất luận là người của Sa Quốc hay là người của Ngải Nhĩ Mạc Tháp, đều đang điên cuồng điều tra tất cả nhân vật khả nghi. Phải biết rằng địa vị của Ngải Nhĩ Mạc Tháp trong giới kinh doanh Sa Quốc rất quan trọng, cái chết của hắn đối với giới kinh doanh Sa Quốc mà nói, không khác gì một trận động đất lớn. Sở Trần đi đến bên cửa sổ, xe cộ trên đường phố quả thật ít hơn hai ngày trước rất nhiều, còn thỉnh thoảng có xe cảnh sát gào thét mà qua. Truy nã toàn thành, cái này thú vị rồi. Sở Trần mỉm cười, cả Sa Quốc đều đang giúp chúng ta bắt đạo tặc Hỏa Yến. Giang Ánh Đào liếc anh một cái, thế nhưng bọn họ ngay cả đạo tặc Hỏa Yến là nam hay nữ cũng không biết, ngược lại, bọn họ có một mục tiêu xem như tương đối rõ ràng, Zono Taro. Zono Taro đến từ tập đoàn tài chính Kim Lăng có quan hệ mật thiết với đạo tặc Hỏa Yến. Đây là tín hiệu bọn họ phóng thích ra lúc trước, nhưng Zono Taro thực sự hiện tại cũng không ở Sa Quốc. Khuôn mặt Sở Trần tươi cười cứng ngắc, anh suýt nữa đã quên, mình chính là Zono Taro. Dưới tình hình hiện tại ở thành phố Riyadh, dù cho anh có chút khả nghi, đều không thể nghi ngờ bị mang đi. Sở Trần lấy điện thoại ra, quả nhiên, Giang Khúc Phong gửi cho anh không ít tin nhắn. Nội dung cuối cùng là, chỉ định một địa điểm, cùng Sở Trần tụ hợp. Sở Trần vừa nhìn thời gian, còn một giờ, sau khi cùng Giang Ánh Đào rửa mặt, vừa muốn rời khỏi khách sạn, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa dồn dập. Tra được nơi này, Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, nhảy cửa sổ, Sở Trần thốt lên, Giang Ánh Đào. Họ đang ở trên tầng 29 của khách sạn. Đùa thôi, Sở Trần mỉm cười, yên tâm đi, bọn họ tùy ý lục soát, đây chẳng qua chỉ là cảnh sát Sa Quốc bình thường mà thôi. Sở Trần lấy bùa ra, nhanh chóng bày ra một trận pháp, sau đó lôi kéo Giang Ánh Đào tiến vào phòng. Bọn họ không thể tìm thấy căn phòng này. Sở Trần mở miệng, tim Giang Ánh Đào đập thình thịch, cảm giác được trong tay truyền đến một luồng nhiệt, Sở Trần đang nắm lấy tay cô. Cảnh sát Sa Quốc lục soát phòng có nhân viên phục vụ khách sạn một đường đi theo, căn bản không cần chờ người trong phòng mở cửa, bọn họ trực tiếp dùng thẻ mở ra bên ngoài. Giang Ánh Đào rất nhanh nghe thấy thanh âm bước chân, đôi mắt đẹp mở to, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần. Sở Trần vẫn chưa buông tay. Không bao lâu sau, tiếng bước chân dần dần biến mất. Vòng tìm kiếm này đã trôi qua. Đây là một lần tìm kiếm toàn bộ thành phố Riyadh. Sở Trần tin bọn họ sẽ không nhanh như vậy liền quay trở về, xác định không có người đi qua, Sở Trần mở cửa, an toàn rồi, Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, sau đó nhìn tay cô, vội vàng buông ra, thật ngại quá, vừa rồi không chú ý, Giang Ánh Đào, miệng đàn ông. Anh vừa bố trí trận gì vậy? Tại sao họ không thể tìm thấy căn phòng này?
Giang Ánh Đào tò mò hỏi một tiếng. Kỳ môn trận pháp đơn giản, quy định phạm vi hoạt động. Sở Trần nói, người hơi hiểu một chút kỳ môn thuật đều sẽ bố trí, dùng một chút phương pháp che mắt để cho bọn họ lúc vây bắt đều tránh đến gian phòng này. Nếu Trương Vận Quốc đạo trưởng nghe thấy những lời này của Sở Trần, khẳng định sẽ xấu hổ đến mức nhét đầu vào trong đũng quần, tôi không biết, tôi không xứng là người trong kỳ môn. Trong kỳ môn, người có thể tiện tay bố trí quy định phạm vi hoạt động, kỳ thật cũng không nhiều. Bao gồm cả Trương đạo trưởng người thấm nhuần kỳ môn thuật mấy chục năm, không có chuyên môn kỳ môn trận pháp, cũng không cách nào dễ dàng bố trí quy định phạm vi hoạt động như vậy. Hai người rất nhanh liền đi tới địa điểm tập hợp do Giang Khúc Phong chỉ định, một nhà máy. Bề ngoài là một nhà máy, trên thực tế là một trung tâm thu thập tình báo của cục đặc chiến ở Riyadh. Trong phòng làm việc, tiếp đãi ba người là một người đàn ông trung niên, trung dân, người phụ trách trung tâm tình báo thành phố Riyadh Sa Quốc của cục đặc chiến. Sau khi nhìn thấy hai người Sở Trần tiến vào, hơn nữa chào hỏi hắn, trung dân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hai người tới là tốt rồi, mau mời ngồi. Giang Ánh Đào mỉm cười đáp lại, chú Trung yên tâm, Riyadh thành hiện giờ tuy rằng thần hồn nát thần tính, nhưng vẫn không làm khó được chúng tôi. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong đang ngồi nghiêm chỉnh, anh cảm giác Giang Ánh Đào hiểu lầm ý tứ của trung dân. Luận địa vị cục đặc chiến, Giang Khúc Phong hiển nhiên là cấp trên của trung dân, nhưng sau khi Giang Khúc Phong đến ngồi như vậy, phỏng chừng đến khi bọn họ đến cũng không nói nửa câu, trung dân ở bên cạnh, một mặt nghẹn đến khó chịu. Mặt khác khó tránh khỏi rất nhiều tâm lý phỏng đoán, vị cấp trên này có phải có chỗ nào không hài lòng với hắn hay không? Trung dân ngóng trông trái ngó phải, cuối cùng cũng trông ngóng Sở Trần và Giang Ánh Đào. Vốn tôi đã sắp xếp hành trình về nước cho mọi người, nhưng, hiện tại có chút biến. Trung dân lấy ra một xấp tư liệu, chuẩn xác mà nói, đây là nhiệm vụ mới của Sở Cục cho mọi người. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần một cái, nhị thúc anh. Sở Trần nhìn lại Giang Ánh Đào một cái, tôi biết. Trung dân, tại sao lại không nói lời nào? Vẫn là Sở Trần thông cảm cho trung dân, lập tức mở miệng nói, nhiệm vụ gì? Có liên quan đến chuyện này không? Phần tư liệu này chia làm ba phần. Phần thứ nhất ghi chép một vài tội ác do Jono Taro phạm phải, không khoa trương chút nào mà nói. Nếu như không có tập đà ẩn tài chính Kim Lăng làm ô che chở, hắn phạm phải những hành vi ác độc này, cũng đủ để bắn chết 100 lần. Cho nên, ý của Sở Cục, nếu Jono Taro rơi vào trong tay chúng ta, cũng không nên để cho hắn còn sống trở về, nhưng mà, cũng phải để cho hắn chết có giá trị. Trung dân giao tư liệu cho Sở Trần, Giang Ánh Đào tiến đến bên cạnh Sở Trần cùng xem. Trung dân tiếp tục nói, phần tư liệu thứ hai, tập đoàn tài chính Kim Lăng cũng có thù địch với chúng ta, tư liệu cho thấy tập đoàn tài chính Kim Lăng nhằm vào chúng ta đã từng làm một số chuyện, Sở Cục cho rằng, đã đến lúc để cho tập đoàn tài chính Kim Lăng bị giáo huấn. Mà phần tư liệu thứ ba, là một vài triển khai chiến lược của tập đoàn tài chính Kim Lăng trong những năm gần đây ở Trung Đông, trọng điểm của bọn họ dần dần nghiêng về phía này, nếu như có thể làm cho tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc bị đả kích nặng nề mà nói, nhất định có thể tổn thương gân cốt của tập đoàn tài chính Kim Lăng. Trung dân khuôn mặt mỉm cười, Jono Taro, chính là một ngòi nổ, đồng thời, cũng là thúc đẩy tập đao ní tài chính Kim Lăng cùng thế lực ngải nhĩ Mạc Tháp hài hòa trao đổi mấu chốt. Bên ngoài bất kể là chính phủ Sa Quốc hay là huyết chiến sĩ đều đang tìm Jono Taro, thậm chí nhận định Jono Taro có liên quan đến đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần lĩnh hội được ý tứ trong đó, ý của nhị thúc là, để cho chúng ta ở phương diện này thêm một ngọn lửa. Jono Taro thật sự đã sắp rơi xuống Sa Quốc, nhiệm vụ của mọi người là để cho Jono Taro hợp lẽ thường chết trong tay huyết chiến sĩ, trung dân nói ra nhiệm vụ cuối cùng. Để một người đàn ông vốn đáng chết bị chết có giá trị. Sở Trần nhìn không được cảm thán, trình độ câu cá của nhị thúc, thật sự rất giỏi a. Nhiệm vụ này, thực sự làm, độ khó cũng không nhỏ. Giang Ánh Đào theo bản năng mở miệng, Giang Khúc Phong vì biểu thị cảm giác tồn tại của mình, ừm một tiếng. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần đứng lên, nhưng, trước đó, cô Đào, đi, vào phòng, dạy tôi nói tiếng Nhật. Giang Ánh Đào, Giang Khúc Phong càng ngơ ngác nhìn Sở Trần cùng Giang Ánh Đào. Trong thời gian hắn không có ở đây, hai người có tiến triển nhanh như vậy không? Trung dân cũng sửng sốt, đây có phải là cảm giác nghi lễ của những người trẻ tuổi ngày nay trước khi thực hiện nhiệm vụ? Anh, muốn học tiếng Nhật? Giang Ánh Đào kiên trì hỏi một câu. Sở Trần suy nghĩ một chút, điên cuồng trong nghịch cảnh, gầm gừ trong tuyệt vọng. Mấy người nhìn Sở Trần,
Vẫn là Giang Ánh Đào thử lý giải ý tứ của Sở Trần, anh muốn một lần nữa cải trang thành Zono Taro, xuất hiện ở trước mặt huyết chiến sĩ. Ánh mắt Giang Khúc Phong sáng lên, tuy nhiên, điều này có thể sẽ mạo hiểm một chút. Trung dân có chút lo lắng, những lính đánh thuê này được trang bị tốt, nếu bị bọn họ theo dõi chú Trung không phải đã nói, Zono Taro thật sự sắp bị đưa tới sao? Sở Trần nói, tôi đương nhiên sẽ không tự mình ra trận, nhưng, tôi muốn tư liệu càng thêm chính xác về Zono Taro, cụ thể đến thời điểm hắn sinh ra. Trung dân giật mình, Giang Ánh Đào hiểu được, Sở Trần lại muốn dùng thủ đoạn kỳ môn của hắn. Giang Ánh Đào lập tức chờ mong. Trong phòng, Giang Ánh Đào đang dạy cho Sở Trần tiếng Nhật, toàn bộ quá trình rất thú vị. Đối với Sở Trần mà nói, việc trực tiếp cưỡng ép ghi nhớ những cách phát âm này không phải là vấn đề lớn. Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Giang Ánh Đào không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nếu như là để cho Zono Taro thật hiện thân mà nói, anh làm sao học được tiếng Nhật này. Sở Trần hướng về phía cô thỉnh giáo, chính là mô phỏng cảnh Zono Taro gặp phải huyết chiến sĩ tra xét tiết lộ thân phận, cuối cùng cùng huyết chiến sĩ đánh đến chết, đây vốn là lời kịch của Zono Taro. Tông môn của tôi có một loại kỳ thuật, gọi là cửu huyền linh nhân thuật. Sở Trần nói, chỉ cần ý chí của Zono Taro không đủ kiên định, tôi liền có thể khống chế tất cả hành động của hắn, bao gồm cả ngôn ngữ của hắn. Đồng tử Giang Ánh Đào co rụt lại, theo bản năng cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Trần. Kỳ môn thuật của tên này, có đôi khi quá mức tà môn. Không biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn mình không tưởng tượng được. Cục đặc chiến vốn đã trọng điểm điều tra tư liệu của Zono Taro, muốn đào sâu khai thác ra ngày sinh tháng đẻ của hắn cũng không khó. Sở Trần sau khi lấy được tư liệu ngày sinh của Zono Taro, bắt đầu chế tác linh nhân, trước khi đến Sơ Sa Quốc, Sở Trần lo lắng kỳ môn thuật của mình sẽ có ích, ngoại trừ chuẩn bị một vài bùa ra, còn mang theo không ít vật liệu, chế tạo một linh nhân cũng không khó. Giấy vàng chu sa, viết xuống ngày sinh tháng đẻ của Zono Taro. Toàn bộ quá trình kể tiếp, Giang Ánh Đào đều nhìn không chớp mắt, mãi đến sau khi Sở Trần chế tạo xong linh nhân, Giang Ánh Đào vẫn không hiểu ra sao, như vậy là được rồi. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ chờ Zono Taro tới. Sở Trần đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, không ít công nhân đang bận rộn, người làm việc ở đây, đều là người của cục đặc chiến sao. Hơn 90% đều không phải. Giang Ánh Đào nói, nhà máy này quy mô không nhỏ, ở thành phố Riyadh cũng rất có danh tiếng, ở chỗ này làm việc cơ hồ đều là dân chúng nghèo của thành phố Riyadh, chú Trung là ông chủ, nổi danh người lương thiện thành phố Riyadh. Sở Trần chú ý tới, bên trong nhà máy còn có một bộ phận nét mặt Trung Quốc. Hẳn là 10% còn lại là thành viên cục đặc chiến. Chú Trung bên kia có tin tức, người phụ trách bí mật áp giải Zono Taro tối nay có thể đến. Giang Ánh Đào đã không thể chờ đợi được xem Sở Trần biểu diễn. Sở Trần trầm ngâm một hồi, còn có một chút thời gian, tôi đi ra ngoài dạo một chút, chuẩn bị cho hành động ngày mai. Sở Trần một mình rời khỏi nhà máy. Anh đã tìm hiểu kỹ về vụ giết ngải nhĩ mạc tháp từ hệ thống tình báo của Trung dân. Có rất nhiều nghi ngờ. Đầu tiên, anh đã tận mắt nhìn thấy ngải nhĩ mạc tháp chỉ bị đánh ngất xỉu và không bị ảnh hưởng. Thứ hai, bảo vật trong tàng bảo thất của ngải nhĩ mạc tháp chất đống như núi. Mặc dù đạo tặc Hỏa Yến có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng dọn sạch phòng bảo tàng của ngải nhĩ mạc tháp. Lão thất phu Triệu Huyền Phong, dám thủ tự trộm. Sở Trần cảm thán, đêm qua, anh cùng đạo tặc Hỏa Yến đều từng, có ý định xấu, thật sự không biết, có ý định xấu thật sự, đúng là trưởng môn phái Thiên Cơ, Triệu Huyền Phong. Sở Trần có thể khẳng định, bộ sưu tập cả đời của ngải nhĩ mạc tháp nhất định là rơi vào trong tay Triệu Huyền Phong. Trong lúc vô tình, thân ảnh Sở Trần tới gần trang viên ngải nhĩ mạc tháp, xe cảnh sát xung quanh thỉnh thoảng gào thét mà qua. Trong lòng Sở Trần đang lên kế hoạch ngày mai. Bóng đêm mông lung, lúc Sở Trần vừa định trở về nhà máy, ánh mắt liếc về một hướng. Trên nóc một tòa nhà 5 tầng, có một bóng người đứng. Lúc này, bóng người kia cũng đang nhìn chăm chú vào anh. Đạo tặc Hỏa Yến, Sở Trần ngẩn ra, thật không ngờ lại cùng đạo tặc Hỏa Yến gặp mặt nhanh như vậy. Từ tình huống trước mắt mà xem, hẳn là đạo tặc Hỏa Yến cố ý xuất hiện ở trước mặt anh. Sở Trần trần chờ một chút, vẫn đi về phía tòa nhà kia, rất nhanh liền đi lên nóc nhà. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Thanh âm đờ sao o tặc Hỏa Yến vang lên phía sau Sở Trần, lại còn dám đến điều tra trang viên ngải nhĩ mạc tháp, chẳng lẽ không sợ bị Triệu Huyền Phong phát hiện. Sở Trần mỉm cười, Triệu Huyền Phong ngay cả tối hôm qua cũng lười truy kích ta, hiện tại đối với ta càng thêm không có hứng thú,
hắn đang vội vàng tìm ra đạo tặc Hỏa Yến, báo thù cho ngài Nhĩ Mạc Tháp. Khí tức trên người đạo tặc Hỏa Yến rõ ràng lạnh như băng vài phần, có hứng thú hợp tác hay không? Vừa dứt lời, Sở Trần nhất thời hứng thú, hợp tác như thế nào? Hợp lực phá vỡ kỳ môn kim tỏa trận bên trong trang viên ngải Nhĩ Mạc Tháp. Đạo tặc Hỏa Yến thản nhiên nói, Triệu Huyền Phong giết người đoạt bảo ta mặc kệ, nhưng hắn đổ tội danh lên người ta. Đạo tặc Hỏa Yến ta chưa bao giờ chịu loại ủy khuất này. Cô muốn tìm Triệu Huyền Phong tính sổ. Sở Trần nhanh chóng cân nhắc, đối với anh mà thôi, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ có điều, muốn thật sự hủy diệt tòa kỳ môn kim tỏa trận kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi làm sao xác định chúng ta liên thủ có thể phá vỡ kim tỏa trận? Sở Trần ý vị thâm trường nhìn đạo tặc Hỏa Yến, người đối với ta còn rất hiểu rõ. Đạo tặc Hỏa Yến nhìn chăm chú vào Sở Trần, đáp án của ngươi thì sao? Không thành vấn đề, Sở Trần trả lời, nhưng, ta cần một ít thời gian chuẩn bị, giờ này ngày mai, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Đạo tặc Hỏa Yến gật đầu, ánh mắt Sở Trần còn đang đánh giá đạo tặc Hỏa Yến. Càng có loại cảm giác quen thuộc, chúng ta trước kia đã gặp ở nơi nào. Đạo tặc Hỏa Yến không có đáp lại, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Sở Trần ở trên nóc nhà một hồi, cũng lên đường trở về nhà máy. Sau khi thân ảnh Sở Trần rời đi, một bên khác trên nóc tòa nhà, thân ảnh đạo tặc Hỏa Yến lóe lên, nhìn chăm chú vào hướng Sở Trần rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bóng đêm dần dần sâu, ngày càng có ít xe cộ qua lại trên đường phố. Một chiếc xe Jeep không bắt mắt chạy về phía nhà máy, cổng nhà máy mở ra, xe Jeep trực tiếp đi vào, chiếc xe dừng lại. Khi cánh cửa mở ra, một thanh niên đã được đẩy ra ngoài. Miệng của thanh niên bị che kín bởi băng dính, khuôn mặt hoảng loạn và bối rối. Hắn là Jono Taro, vừa chuẩn bị đại diện tập đoàn tài chính Kim Lăng đến Sa Quốc, lại bị người thần bí bắt cóc. Cho đến bây giờ, người bắt cóc hắn ngay cả nửa câu cũng không nói với hắn. Hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là mục đích gì. Bọn họ là ai? Mình đang ở đâu? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Jono Taro phát ra thanh âm ô ô ô. Tên này chính là Jono Taro. Sở Trần từ xa liếc mắt một cái, trong lòng đã biết. Một thân thể rõ ràng bị tửu sắc móc sạch, hơn nữa bị bắt cóc thời gian dài như vậy, thể xác và tinh thần đều chịu hành hạ. Người như vậy muốn khống chế, so với lúc trước khống chế Vinh Đông dễ dàng hơn nhiều. Chính là hắn, Giang Ánh Đào tuy rằng chỉ là từ xa liếc thấy bóng người này, ánh mắt cũng đã không che giấu được chán ghét. Cô đã xem qua tư liệu của Jono Taro, một phú nhị đại tội ác tội lỗi như vậy, nên bắt lấy bắn chết của anh, cửu huyền linh nhân thuật, thật sự có tác dụng sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Trần lấy ra linh nhân giấy vàng đã sớm chế tạo xong, trong tay đột nhiên lấy ra một cây ngân châm trong lúc bất chợt đâm về phía đầu gối trái linh nhân. Giang Ánh Đào đột nhiên nghĩ đến bà lão nào đó. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Giang Ánh Đào xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Jono Taro vốn đi về phía này đột nhiên quỳ gối trái trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Ngân châm trong tay Sở Trần lần nữa đâm về phía tay phải của Jono Taro và miệng. Giang Ánh Đào đột nhiên nhìn lại. Jono Taro tay phải giơ lên, hung hăng tát mình, xem ra tựa hồ là mơ hồ, đờ đẫn bất động. Đôi môi son hồng hào của Giang Ánh Đào mở ra thành chữ O, nhìn Sở Trần. Đây chính là cửu huyền linh nhân thuật. Nói như vậy, một khi người bị cửu huyền linh nhân thuật khống chế, chẳng phải là mặc cho anh thao túng. Còn người Giang Ánh Đào khiếp sợ. Nếu không, cô nghĩ tôi muốn học tiếng Nhật Bản. Sở Trần mỉm cười, tôi nói cái gì, Jono Taro nhất định phải nói theo. Cái này cũng thật là đáng sợ. Kỳ môn chi thuật, trong đầu Giang Ánh Đào không thể khống chế xẹt qua một ý niệm trong đầu, sắc mặt đỏ lên lui về phía sau một bước. Sở Trần không chú ý tới vẻ mặt Giang Ánh Đào, anh nhổ ngân châm, tạm thời tiêu trừ cửu huyền linh nhân thuật, Jono Taro cũng khôi phục tự do. Jono Taro đứng lên, nôi trận lôi đình, mẹ kiếp, vừa rồi là ai đang đánh lén tôi? Các người là ai vậy? Tôi nói cho các người biết, tôi là người thừa kế của gia tộc Điều Giã. Cha tôi là cổ đông lớn của tập đoàn tài chính Kim Lăng. Các người, ai ya? Jono Taro cuối cùng bị một cước đá ngã xuống đất. Trang viên ngải Nhĩ Mạc Tháp, hội trường, bầu không khí nghẹt lại. Mạc Đức, con trai lớn của ngải Nhĩ Mạc Tháp, có khuôn mặt nặng nề đôi mắt đầy sát khí. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cha cùng em trai lần lượt bị tập sát, nhưng hung thủ lại chậm chạp chưa tìm được. Đám vô dụng các người. Mạc Đức hung hăng ném cái ly trong tay ra ngoài. Lục soát tìm kiếm toàn thành, cư nhiên cũng không có tung tích của đạo tặc Hỏa Yến cùng với Jono Taro,
Các người kế tiếp có phải muốn nói cho ta biết, bọn họ còn có thể bay lên trời chui xuống đất? Cho dù bọn họ biết bay lên trời chui xuống đất, bảo vật cha ta khi còn sống cũng sẽ không bay lên trời chui xuống đất. Nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ thật sự biến mất vô căn cứ sao? Mặc Đức nổi trận lôi đình. Trong đại sảnh, người người câm như hến. Ai cũng không nghĩ tới một hồi biến cố như vậy lại đột nhiên tới. Phải biết rằng, ngài Nhĩ Mạc Tháp ở thành phố Riyadh, dậm chân cũng có thể khiến vài nhân vật ở thành phố này chấn động, lại chết quá đột ngột. Triệu Huyền Phong từ bên ngoài đi vào, cùng hắn tiến vào còn có thủ lĩnh huyết chiến sĩ, huyết thứ. Triệu sư phụ, bản lĩnh của ngài lớn, nghĩ một chút biện pháp, chúng ta phải phá cục như thế nào? Cam Địch vội vàng mở miệng, hắn đã chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Triệu Huyền Phong, có cách nào tìm ra đạo tặc Hỏa Yến cùng Zono Taro không? Triệu Huyền Phong khuôn mặt mỉm cười, muốn tìm Zono Taro, huyết chiến sĩ là đủ rồi, về phần đạo tặc Hỏa Yến. Chỉ cần Zono Taro bị bắt, tin tưởng rất nhanh cũng có thể khai ra hành tung của đạo tặc Hỏa Yến. Ánh mắt đám người Mặc Đức vội vàng nhìn về phía huyết thứ trầm giọng nói, vừa rồi, có huyết chiến sĩ phát hiện một chiếc xe jeep nghi ngờ dẫn theo Zono Taro, chạy về phía khu nhà máy. Trong khu vực nhà máy có rất nhiều nhà máy, địa thế cũng phức tạp, hơn nữa còn liên quan đến sản nghiệp của các quốc gia, quả thật là nơi tốt để ẩn náu. Mặc Đức lạnh lùng nói, nhưng lần này, cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra đạo tặc Hỏa Yến cùng Zono Taro. Anh, có thể thông báo cho chính phủ hỗ trợ phong tỏa khu nhà xưởng đi. Cam Địch nói, hành động nhanh chóng, Triệu sư phụ, ngài có muốn hay không, Mặc Đức thăm dò hỏi Triệu Huyền Phong, hắn ngược lại hy vọng Triệu Huyền Phong có thể cùng nhau đi bắt đạo tặc Hỏa Yến, như vậy nắm chắc càng lớn. Trang viên phải có người trấn thủ a. Triệu Huyền Phong nói, tin tưởng huyết chiến sĩ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Huyền Phong sẽ không dễ dàng rời khỏi trang viên ngải Nhĩ Mạc Tháp. Nhất là sau khi giao thủ với đạo tặc Hỏa Yến, Triệu Huyền Phong đại khái hiểu được thực lực của đạo tặc Hỏa Yến. Ở trong trang viên có kỳ môn kim tỏa trận phụ trợ, hắn có thể đánh bại đạo tặc Hỏa Yến, nhưng nếu là ở bên ngoài trang viên, thắng bại khó lường. Triệu Huyền Phong sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, hắn đối với đạo tặc Hỏa Yến cũng không có hứng thú. Triệu Huyền Phong đã bắt đầu tính toán, chờ một trận sóng gió này qua đi, hắn có thể rời khỏi nơi hắn đã ở 5 năm này. Mang kho báu của ngài Nhĩ Mạc Tháp về nước, phục hưng phái Thiên Cơ. Trong hoa viên, Triệu Huyền Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận, tự nhủ, không biết lúc này Thiên Cơ Huyền Đồ tự chữa trị, sẽ đến mức nào rồi. Triệu Huyền Phong suy nghĩ một chút, sư huynh đã rất lâu không báo cáo tình huống trong môn với hắn. Mấy năm nay Triệu Huyền Phong đi tới Sa Quốc, tất cả chuyện lớn nhỏ trong phái Thiên Cơ đều tạm thời giao cho sư huynh của hắn, Triệu Trụ. Triệu Huyền Phong gọi điện thoại cho Triệu Chủ, sư huynh, vài ngày nữa ta sẽ về nước. Cái gì? Đầu dây bên kia vang lên một trận âm thanh kinh hô, có chút thất thố. Triệu Huyền Phong nhíu mày, có loại cảm giác không tốt lắm, trong ấn tượng của hắn, sư huynh Triệu Trụ là một người tính tình rất trầm ổn. Trong môn có chuyện gì? Triệu Huyền Phong hỏi, nửa hồi, đầu dây bên kia, thanh âm có chút già nua gian nan vang lên, trưởng môn sư đệ, vốn là ta nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Trong lòng Triệu Huyền Phong trầm xuống, rốt cuộc có chuyện gì? Thiên Cơ Huyền Đồ mất rồi, thanh âm giống như sấm sét chém xuống trong đầu Triệu Huyền Phong. Triệu Huyền Phong suýt nữa cầm không được điện thoại, một lúc lâu sau, phẫn nộ giống lên một tiếng, Thiên Cơ Huyền Đồ sao lại mất? Thiên Cơ Huyền Đồ sao có thể mất? Triệu Trụ không dám giấu giếm nữa, nói toàn bộ quá trình Thiên Cơ Huyền Đồ mất đi ra. Huynh nói, Thiên Cơ Huyền Đồ không chỉ là mất, còn rơi vào trong tay Cửu Huyền Môn. Khuôn mặt Triệu Huyền Phong âm trầm đến cực điểm, còn có tin tức có thể tồi tệ hơn thế. Phái Thiên Cơ phục hưng, chính là vì dẫm Cửu Huyền Môn ở dưới chân. Không chỉ như thế, thiếu chủ Cửu Huyền Sở Trần đã sửa xong Thiên Cơ Huyền Đồ. Câu nói cuối cùng của Triệu Trụ khiến điện thoại của Triệu Huyền Phong rơi xuống đất. Làm sao có thể, tôi không tin, không thể nào, Triệu Huyền Phong theo bản năng phủ nhận tính xác thực của tin tức này. Sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, thật sự dễ dàng như vậy. Cũng không cần hao phí tâm huyết của mấy thế hệ phái Thiên Cơ. Triệu Huyền Phong được ca ngợi là truyền nhân kiệt xuất nhất phái Thiên Cơ gần trăm năm qua, thời gian hắn tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ không ngắn, nhưng căn bản không có cách sửa Thiên Cơ Huyền Đồ. Nếu Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự đã bị thiếu chủ Cửu Huyền sửa, vậy chẳng phải là ý nghĩa, bí mật của Thiên Cơ Huyền Đồ đã rơi vào trong tay thiếu chủ Cửu Huyền. Nếu thật sự như thế,
phái Thiên Cơ, còn lấy cái gì để đấu với Cửu Huyền Môn? Thân ảnh Triệu Huyền Phong lảo đảo, một lần nữa nhặt điện thoại lên, mạnh mẽ áp chế tức giận lòng, nói một chút tình hình của thiếu chủ Cửu Huyền. Triệu trụ không dám có một chút giấu giếm, vội vàng nói ra tất cả mình biết về Sở Trần. Nói xong, Triệu Huyền Phong có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, đêm qua xông vào trong kỳ môn kim tỏa trận, đồng bọn của đạo tạc Hỏa Yến, không phải là thiếu chủ Cửu Huyền sao? Hắn cư nhiên đến Riyadh, ánh mắt Triệu Huyền Phong bắt đầu khởi động sát khí lạnh lùng, điều này có nghĩa là sự tình còn có chỗ để khắc phục. Năm năm, hắn ẩn núp ở thành phố Riyadh, canh giữ bên cạnh ngải nhĩ Mạc Tháp, ngấp nghé tài sản của ngải nhĩ Mạc Tháp là một mặt, mặt khác, hắn cũng bồi dưỡng một nhóm lính đánh thuê huyết chiến sĩ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, tất cả đều là vì phục hưng phái Thiên Cơ. Không nghĩ tới ngay khi hắn sắp hoàn thành mục tiêu nhỏ của mình, hậu viện bốc cháy. Trưởng môn sư đệ, Triệu trụ thật cẩn thận, thăm dò hô một tiếng. Triệu Huyền Phong không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như sớm một bước thông báo cho ta, ngày hôm qua thiếu chủ Cửu Huyền kia, căn bản không ra được kim tỏa trận. Triệu Huyền Phong càng nghĩ càng tức giận, đồng thời cũng lần nữa hạ lệnh, toàn lực vây bắt Sở Trần. Lính đánh thuê huyết chiến sĩ trong trang viên cơ hồ lại bị điều ra hơn phân nửa. Đêm nay, thành phố Riyadh không yên tĩnh. Cái chết của ngải nhĩ Mạc Tháp đã gây ra trận động toàn bộ thành phố Riyadh, rất nhiều người đang chờ đợi, đồng thời tò mò, đạo tặc Hỏa Yến tung hoành khắp các quốc gia trên thế giới, chưa từng mắc phải nhạy cảm, vì sao lại lựa chọn giết chết ngải nhĩ Mạc Tháp, hơn nữa rời hết toàn bộ phòng bảo tàng của hắn. Khu công nghiệp, nhà xưởng rộng lớn, tối đen, tiếng gào thét của cảnh sát phá vỡ đêm tối, đánh thức vô số người đang ngủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nửa đêm, cảnh sát đến làm gì? Nghe nói là đạo tặc Hỏa Yến trốn vào nhà xưởng, ánh đèn của từng nhà máy lớn nhỏ lần lượt sáng lên. Kể cả nhà xưởng của trung dân, đám người Sở Trần cũng nhao nhao tỉnh lại, đi ra ngoài. Nghe nói là vì đạo tặc Hỏa Yến cùng Jono Taro mà đến. Trung dân khoác một chiếc áo khoác mỏng manh, nhìn thoáng qua Sở Trần, sau đó nói, đại bộ phận là lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Bọn họ từ khu nhà máy phía tây bắt đầu tiến hành tìm kiếm bởi vì nhà máy Nhật Bản bên kia tương đối nhiều, nhưng, dựa theo tốc độ này của bọn họ, không cần một giờ, sẽ lục soát được chúng ta. Thần thái của trung dân vẫn có chút lo lắng. Dù sao, Sono Taro thật, trước mắt còn vừa vặn ở chỗ bọn họ. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Sở Trần, chuẩn bị một chiếc xe cho Sono Taro. Sở Trần trầm ngâm một hồi, khóe miệng dương lên, một đợt thao tác lính đánh thuê huyết chiến sĩ này. Tôi cho điểm đầy đủ A. Sở Trần đang nghĩ dùng lý do gì để cho Jono Taro xuất hiện trước mặt đối phương, kết quả đối phương lục soát tới nơi này. Rất nhanh, Jono Taro bị đưa đến trước mặt Sở Trần. Các người muốn làm gì? Hung tính của Jono Taro đã bị mài mòn biến mất không thấy đâu, lúc này chỉ có khúm núm, yếu ớt hỏi. Nói với hắn, chỉ là một sự hiểu lầm, bây giờ hắn có thể đi. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào phiên dịch qua, Sono Taro trực tiếp sững sờ, quả thực không thể tin vào tai mình. Vô duyên vô cớ bị bắt vài ngày, sau đó được cho biết là một sự hiểu lầm. Ngực Sono Taro một trận dồn dập phập phồng, rất nhanh lại kiềm chế xuống. Không có gì quan trọng hơn việc khôi phục tự do. Hắn đã nhận ra cái chỗ này, chờ sau khi hắn đi ra ngoài, nhất định phải dẫn người giết quay lại. Thân là người thừa kế của gia tộc Điều Dã, chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Sau khi lên xe, Sono Taro vẫn có chút bối rối, cái này, thực sự để hắn đi. Chiếc xe khởi động, chỉ có một mình hắn. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi một chút, đêm nay bên ngoài không phải rất yên tĩnh, lính đánh thuê huyết chiến sĩ đang lục soát hung thủ giết chết ngải nhĩ Mạc Tháp khắp nơi. Sở Trần ý tốt nhắc nhở, Giang Ánh Đào kịp thời phiên dịch qua. Sono Taro đột nhiên đạp chân ga, xe gào thét mà ra. Tự do rồi, Sono Taro muốn cất tiếng cười to. Cái này quả thực quá kịch tính, tự do đến bất ngờ. Về phần lính đánh thuê huyết chiến sĩ, bọn họ lục soát kẻ đã giết ngải nhĩ Mạc Tháp, có liên quan gì đến Sono Taro tôi? Giết ngải nhĩ Mạc Tháp, Sono Taro trong lúc bất chợt sửng sốt một chút, ngây người, ngải nhĩ Mạc Tháp chết rồi. Xe chạy trên đường phố, Sono Taro cảm thán, khó trách thế cục thành phố Riyadh khẩn trương như vậy, thì ra là ngải nhĩ Mạc Tháp đã chết a. Phía trước có cửa ải do cảnh sát Sa Quốc thiết lập. Sono Taro cũng không thèm để ý, xe từ từ lái qua, mở cửa sổ xe ra, khuôn mặt mỉm cười, tôi là Sono Taro đến từ tập đoàn tài chính Kim Lăng Nhật Bản.
Vừa dứt lời, cảnh sát Sa Quốc ở đây đều ngây ngẩn cả người. Sonotaro, đây không phải là một trong những mục tiêu của họ tối nay sao? Làm sao, nghênh ngang xuất hiện, anh thật sự là Sonotaro, một trong những cảnh sát hỏi. Sonotaro nhìn thoáng qua, nở nụ cười, không ngờ tên của mình cũng nổi tiếng ở quốc gia này. Không sai, là tôi. Sonotaro mở miệng, bá bá bá, vừa dứt lời, họng súng đen kịt cũng đã nhắm ngay Sonotaro. Xuống xe, hét lên, nụ cười trên khuôn mặt Sonotaro cứng ngắc. Xa xa, ánh đèn chói mắt đồng thời chiếu tới, đó là một đội lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Tìm được Sonotaro rồi. Cảnh sát Sa Quốc bên này thanh âm hưng phấn. Sonotaro hoàn toàn choáng váng. Tìm tôi, sao lại tìm tôi, các ngươi vui vẻ cái gì? Trong tốc độ ánh sáng, thân hình Sonotaro giống như bị điện giật, đột nhiên run lên. Xa xa, Sở Trần người điều khiển giấy vàng linh nhân, mỉm cười, ngân châm trong tay liên tiếp đâm xuống. Bên trong xe, Sonotaro đột nhiên đạp chân ga, lao mạnh về phía trước. Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy, chạy nữa thì nổ súng. Rầm rầm rầm, tiếng súng vang lên, xe của Sonotaro chạy như điên, đồng thời để lại tiếng gầm gừ giận dữ. Các ngươi ơi, dựa vào cái gì bắt tôi, cái chết của các suy thiếu ra không liên quan đến tôi à. Thanh âm vừa dứt, đồng tử của không ít người ở đây đều co rụt lại. Không đánh đã khai rồi. Còn nói không liên quan gì đến hắn. Đuổi theo, cảnh sát Sa Quốc và lính đánh thuê huyết chiến sĩ đồng thời đuổi theo, tiếng súng phá vỡ đêm tối, đường cao tốc nhà máy đêm tối, một trận truy đuổi trong nháy mắt mở màn. Sonotaro lái một chiếc xe Jeep đâm bừa bãi, phía sau không ngừng truyền đến tiếng súng cùng với tiếng gầm lớn. Dừng lại, Sonotaro, anh không thể chạy thoát. Nổ súng, tiếng súng cắt qua đêm tối. Vô số cư dân trong phạm vi nhà máy bừng tỉnh trong đêm tối. Nhưng, đại đa số mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, liên tưởng đến hành động phong tỏa thành phố ban ngày. Đối với bọn họ mà nói, bên ngoài ngẫu nhiên vang lên một vài tiếng súng, đã là thành thói quen. Ở Trung Đông, một số nơi chiến tranh lan rộng, thậm chí có thể nhìn thấy quân đội vũ trang hạng nặng ở khắp mọi nơi. Người phụ trách truy kích Sonotaro, đại đa số vẫn đến từ lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Chỉ là, khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ là... Biểu hiện của Sonotaro so với tưởng tượng của bọn họ còn ngoan cường hơn, nhiều lần xe cộ vây hãm, va chạm, thế nhưng cuối cùng đều bị hắn thoát khỏi vòng vây, toàn bộ quá trình, Sonotaro xuất sắc vài lần thao tác cực hạn. Xem ra, Sonotaro này có chút bản lĩnh a, à. Khó trách dám ám sát các suy thiếu gia, còn liên hợp với đạo tặc Hỏa Yến, sát hại ngải nhĩ Mạc Tháp, cướp đi kho báu. Thế nhưng đêm nay, hắn có chạy đằng trời, ầm ầm một chiếc xe khác đuổi theo từ phía sau. Đâm vào một chiếc xe Jeep, thân xe rung chuyển. Sonotaro đột nhiên quay đầu lại, chợt đánh mạnh tay lái, va chạm với xe bên cạnh. Ở vị trí phụ xe bên cạnh, ánh mắt của một lính đánh thuê huyết chiến sĩ lạnh như băng, khuôn mặt dữ tợn, súng ổng hướng về phía Sonotaro, họng súng đen kịt phóng thích ra khí tức đoạt mạng. Sonotaro nhanh chóng đưa tay dò xét, ở một bên ghế cầm lấy một khẩu súng, liên tục bắn hai phát, lính đánh thuê huyết chiến sĩ này lúc này ngã xuống ngay lập tức. Mọi người chú ý, Sonotaro có vũ khí trong tay. Không thể quản lý nhiều như vậy, giết hắn. Không cần phải bắt sống. Trong nháy mắt, hỏa lực càng thêm dày đặc bao trùm lại. Trên thực tế, Sonotaro trong xe cũng trúng mấy phát súng, nhưng giờ phút này ý thức thân thể của hắn hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị khống chế. Căn bản không phát hiện được đau đớn. Một bên điên cuồng né tránh, phản kích, một bên gầm gừ giống giận, tuyệt vọng vô cùng. Cuối cùng kiệt sức gào thét, các suy muốn cướp người phụ nữ của tôi giết hắn quá đáng sao? Các người đến đây, giết tôi, tập đoàn tài chính Kim Lăng sẽ không bỏ qua cho các người. Đây rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.